Lý Vân Tiêu nói. Rất khó giải thích, xem như biểu hiện giả dối, dù sao bản thể của ta đúng là trọng thương. Nhưng cũng không phải biểu hiện giả dối, bởi vì đây là ý niệm của ta ngưng tụ mà thành. Ta giờ phút này có thể rút giới lực ra, so với bên ngoài còn mạnh hơn. Hắc hắc, mạnh hơn ít mới tốt, nếu không ta sợ rằng không đủ chơi đấy. Khóe miệng La Thanh Vân tươi cười, trong mắt có chiến ý dâng trào, giơ tay trái đánh tới. Oanh! Trường lực đánh tới, không gian bị đục xuyên qua. Thân ảnh Lý Vân Tiêu thoáng nổ tung, hóa thành vô số hào quang sau đó ngưng tụ lại. La Thanh Vân đi tới trước một bước, năm ngón tay giơ lên, không gian bất định, từng tia sáng màu xanh trói chặt Lý Vân Tiêu. Một đạo thương mang hiện ra, thân ảnh của hắn chạy nước rút. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu giật mình không dứt, trong tia SNS mang này ẩn chứa long uy rất mạnh, ngăn chặn thân ảnh của hắn, làm cho khí tức của hắn vận chuyển thật chậm. Xuy, trường thương đâm vào thân ảnh của hắn, không chút lưu tình đánh xuyên qua, lập tức thương mang lăng lệ nổ tung. Bành, thân ảnh Lý Vân Tiêu thoáng nổ tung, hóa thành vô số lôi quang, hắn bay ra xa trăm trượng rồi ngưng hình. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, hơi trắng bệch nhìn chằm chằm vào La Thanh Vân. Vốn hắn vào lúc này là ý niệm thể, lực lượng là vĩnh viễn không suy kiệt, bất tử bất diệt, nhưng vì cầu trận chiến công bằng, cố ý mô phỏng ra trạng thái độc nhất vô nhị, hai lần hóa lôi bị đánh nát, hắn cũng bị thương. Ngươi đã đạt tới siêu phàm nhập thánh. Trong huyết mạch tinh khiết của Long tộc là không có cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Trong mắt La Thanh Vân có ánh sao sáng ngời hiện ra, nói. Trước mặt ta chính là thập phương thần cảnh. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu run lên, thiên hạ hôm nay có can đảm nói chuyện như vậy có bao nhiêu người. La Thanh Vân cười lạnh nói. Như thế nào, sợ. Tay của Lý Vân Tiêu nắm chặt thanh kiếm, kiếm quang lăng lệ lập lòe, hàn quang như nước. Chảm. Hắn quát to một tiếng, cũng không thấy bất cứ động tác gì cả, thân kiếm rung lên ông, hóa thành hào quang bắn thẳng ra ngoài. La Thanh Vân hoảng hốt, trường thương quét ngang trước người. Đương đương đương. Vô số kiếm ý bắn thẳng tới phía trước, như trăm sông như biển, kiếm như dòng nước quét qua các nơi. La Thanh Vân múa trường thương mang theo kết giới, nhanh chóng đánh tan hào quang bay tới. Phá! Lúc này La Thanh Vân quát to, trong hoang thần minh nguyệt thương có tiếng gào thét, không gian không ngừng run rẩy, lúc này một đạo kim quang bắn xuyên qua không gian. Lý Vân Tiêu lóe lên xuất hiện bên cạnh La Thanh Vân, vừa vặn quét một kiếm chém ngang. Chiến thương La Thanh Vân dựng thẳng lên, đương một tiếng đánh bay trường kiếm, sau đó đâm ra một thương. Nhưng Lý Vân Tiêu đã né tránh trước một bước, vẫn bảo trì kiếm ý quanh người La Thanh Vân, bao phủ toàn thân của hắn, làm lực lượng chiến thương không cách nào phát huy uy lực chân chính. La Thanh Vân giật mình, liên tục lùi lại, hắn vẫn bảo trì khoảng cách một kiếm với Lý Vân Tiêu, cũng không dễ thoát ra được. Uống! Hắn đánh một chưởng vào thân thương, lập tức một tiếng gào thét truyền ra. Sau đó trên thân thương có thú ảnh xuất hiện quấn quanh người của hắn và gào thé, lập tức đánh thẳng tới trước người của Lý Vân Tiêu. Sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thân thể hóa thành trạng thái nửa yêu, giơ hoang thần thương lên đâm xuống một chiêu. Ầm ầm, một kiếm của Lý Vân Tiêu chém tan thú ảnh đó, liền cảm nhận được thương mang khôn cùng, tay trái bấm niệm pháp quyết điểm lên thân kiếm, lập tức trên thân kiếm có băng tinh hiện ra. Bành, mũi thương đánh xuống. Đánh tan băng tinh, tất cả tầng băng bị nghiền nát. Thương thế càng chấn động thân kiếm, không ngừng trùng kích. Lý Vân Tiêu cảm thấy cánh tay trầm xuống, lực lượng khôn cùng từ chiến thương của đối phương quét qua, ép thẳng tới làm hắn không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể không ngừng tiêu hao chân nguyên đau khổ trèo trống. Ngươi làm cái gì vậy? So đấu chân nguyên với ta? Hắn nhíu mày hỏi. Tự nhiên không phải. La Thanh Vân lạnh lùng nói. Tuy trạng thái của ngươi cực lực ngưng thực, nhưng ý niệm chỉ là ý niệm, căn bản không thể thay thế ngươi được. Ta đối mặt với một đám ý niệm lắng như băng mà thôi, không cảm thụ được chút chiến ý nào, ta cảm thấy rất thất vọng. À, thật có chuyện như vậy. Lý Vân Tiêu cười rộ lên, nói. Trong giới thần bi ta chính là bất tử bất diệt, không cảm nhận được khẩn trương và e ngại, muốn giả vờ một chút cũng rất khó khăn đấy. Hừ, ngươi đang vũ nhục ta. Hai mắt La Thanh Vân có lãnh mang tuôn ra, quát. Cho nên trò chơi này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, thứ cho không phụng bồi. Một thương của hắn mang theo vô thượng long uy, lập tức trấn áp Lý Vân Tiêu.
Bành! Thương thế làm không gian hoàn toàn nổ tung, thân ảnh Lý Vân Tiêu lướt đi, hiện ra vòng xoáy màu xanh, bên trong xuất hiện thông đạo. Chỉ cần nổ tung không gian giới thần bi là có thể nối thẳng với bên ngoài. Lý Vân Tiêu thoáng cái xuất hiện trên vòng xoáy, cả kinh nói. Ngươi không thể đi. La Thanh Vân cười lạnh nói. Ta tới lui tự nhiên, thế giới chi lực bực này làm sao có thể ngăn cản được ta. Hoang thần thương kêu ồ ồ, sau đó đâm ra một đạo kim quang, lập tức đâm thủng thân hình Lý Vân Tiêu, thương mang hóa thành kim tỏa đánh nát không gian. La Thanh Vân vừa thu thương lại, định đi ra bên ngoài, giống như không người có thể ngăn cản. Trên bầu trời ngưng tụ thân ảnh Lý Vân Tiêu lần nữa, cau mày nói. Nếu không phải bản thể của ta tổn thương quá nặng, ta thật không ngại chiến với ngươi một trận, thống thống khoái khoái rút máu của ngươi. Nhưng sự thật luôn làm cho người ta khó như nguyện. Hắn bấm niệm pháp quyết, một đám kim quang hiện ra. Chung quanh La Thanh Vân xuất hiện xiềng xích như mạng nhện, cuốn lấy tứ chi của hắn, kéo hắn trở lại. Giới lực tỏa. La Thanh Vân ăn cả kinh, sau đó liền bình tĩnh lại, nói. Hẳn là quy tắc trong nội thế giới huyền khí sinh ra, ta đã có thể dễ dàng phá vỡ không gian trong nơi này, dĩ nhiên sẽ không bị quy tắc nơi này khóa lại. Lý Vân Tiêu, kỹ cùng. Trên mặt hắn hiện ra vẻ cười lạnh, trên người sinh ra long uy to lớn, nhanh chóng chấn động xiềng xích của nơi này. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lấy ra đâu xuất thiên phong, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi đừng ép ta dùng tảng đá này nện ngươi. Đâu xuất thiên phong vừa ra, mặc dù là La Thanh Vân cũng cảm thấy chấn động, hô to không tốt, uy lực của thứ này hắn đã thấy qua, tâm thần chấn động, bắt đầu toàn lực đề phòng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lý Vân Tiêu trực tiếp ném đâu xuất thiên phong ra ngoài, lập tức hóa thành một đường vòng cung, ném về pháp tắc tỏa. La Thanh Vân hoảng hốt, đồng tử không ngừng mở lớn, bị vật kia nện trúng thì hắn sẽ mất nửa cái mạng, hắn điên cuồng hét lên, khí thế của hắn ngưng thực tới cực điểm, Đột nhiên một đạo kiếm quang chém qua, long cong, chém nứt xiềng xích. La Thanh Vân lập tức phá tan áp chế của đâu xuất thiên phong áp chế. Nhanh chóng lui ra xa mấy trăm trượng, tâm thần lúc này buông lỏng, nghĩ lại mà sợ hãi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Lão Long, ngươi có ý gì? Thân ảnh Sa Vưu ở xa xa hiện ra, nói. Ngươi lừa gạt tiểu tử tiến vào nơi này, lại dùng tảng đá đó nện lấy máu của hắn, ta không nhìn được mà thôi. Lý Vân Tiêu tức giận. Ngươi lúc nào có đạo đức của thánh nhân thế? Sa Vưu khua tay nói. Ngươi tránh qua một bên. Chuyện long tộc chúng ta để cho ta giải quyết. Tiểu tử này thiên phú cực cao, võ đạo kiên định, ta rất ưa thích. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, liền thối lui qua một bên. Trong nội tâm La Thanh Vân thầm hô không tốt, hắn nhận ra người trước mắt, chiến dịch tại thành Hồng Nguyệt còn rõ mồn một trước mặt, lập tức cảnh giác nói. Ngươi muốn làm cái gì? Sa Vưu chậm rãi nói ra. Chỉ muốn rút một chút máu mà thôi, không cần phải khẩn trương như vậy. Đều là long tộc, với tư cách tiền bối ta cũng không khi dễ ngươi, ta liền dùng hai thức thần thông trao đổi với ngươi. Hai thức thần thông, chê cười, thần thông mạnh hơn nữa cũng không thể đổi được máu tươi của ta đâu. La Thanh Vân trầm mặt. Ha ha, trước xem rồi nói sau. Thân ảnh Sa Vưu khẽ động, tu di vô ngã kiếm xuất hiện trong tay của hắn, hắn giơ lên cao, kiếm ảnh đầy trời, chồng chất không ngừng lan ra các nơi. Lý Vân Tiêu chấn động. Kiếm thế này hoàn toàn không giống kiếm đạo của hắn. Sa Vưu mặc dù cũng là cao thủ dùng kiếm, nhưng cho tới bây giờ đều bị hắn ảnh hưởng sâu đậm, làm sao nhiều ra một loại kiếm ý như thế. Thức thứ nhất, Thiên Thu Phong. Kiếm ý mênh mông từ tu di vô ngã chém xuống, cả không gian không ngừng vỡ vụn, kiếm ý lăng lệ như cô phong trong thiên địa, hơn nữa không ngừng trọng điệp cùng một chỗ. Trong nội tâm La Thanh Vân chấn động mãnh liệt, một kiếm này giống như 10 vạn ngọn núi áp xuống. Hoàn toàn không thể kháng cự. Chân Long Pháp Thân. Hắn thoáng cái bay lên trời, hóa ra pháp thân mạnh nhất, hai tay nắm chiến thương, kim quang tăng vọt. Ầm ầm. Thiên Sơn Vạn Nhận vỡ vụn, trùng kích phòng ngự của La Thanh Vân, nội tâm của hắn chấn động thất điên bát đảo, không ngừng chảy máu tươi. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn qua một kiếm kia, hắn nhíu mày thật sâu. Kiếm đạo của hắn là tính mạng chi kiếm, từng chiêu từng thức đều khiến người ta hít thở không thông. Kiếm đạo dung làm một thể. Mà Sa Vưu vào lúc này tùy ý ngự kiếm, tùy ý huy sái nhưng thiên địa vạn vật đều là kiếm,
cho nên Thiên Thu Phong có thể nói là một thức trưởng pháp mới đúng, nhưng cũng bị hắn khống chế hóa kiếm. Lão Long này vẫn ở trong giới thần bi của ta, lúc nào có lĩnh ngộ kiếm đạo như vậy. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu thất kinh không thôi, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ, sở dĩ Sa Vưu dùng kiếm thi triển ra, sợ là càng muốn cho hắn trông thấy mà thôi. Về phần La Thanh Vân có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem tạo hóa của hắn. Rất tốt, người cường mãnh có thừa, có thể tiếp được một chiêu Thiên Thu Phong, như vậy thức thứ hai tới đây, vô trần. Kiếm thế của Sa Vưu biến hóa, cũng đánh ra một chiêu, nhưng mà cảnh tượng ngàn vạn ngọn núi biến mất, hóa thành những ngọn sóng ngàn trượng bao phủ các nơi, thiên địa mang theo ý chí xuất trần. Lý Vân Tiêu cũng há hốc mồm, lại là kiếm ý hoàn toàn khác. Ầm ầm. Rốt cuộc La Thanh Vân gánh không được, tất cả phòng ngự của hắn sụp đổ, hắn trong kiếm ý mênh mông mạnh mẽ kia rơi xuống như hạt bụi, toàn bộ lực lượng của hắn mất đi không còn một mống. Bành! Thân thể của hắn bị chấn bay, trực tiếp bị đánh lui ngàn trượng. Ai nha, dùng sức quá mạnh, đáng tiếc chảy nhiều long huyết như vậy. Sa Vưu thoáng kêu lên, nhìn qua máu tươi tung tóe thì ảo não không thôi. Lý Vân Tiêu vẫn yên lặng hồi tưởng hai thức thần thông vừa rồi. Dường như đang si mê, sắc mặt ngây ngốc. Chỉ khi Sa Vưu một kiếm vỗ lên vai của hắn, hắn cảm thấy đau đớn mới khôi phục tinh thần lại. Cái gì? Làm con em ngươi à? Ngươi không phải muốn long huyết sao? Lý Vân Tiêu lúc này mới cả kinh, lập tức xuất hiện bên cạnh La Thanh Vân, năm ngón tay nắm chặt. La Thanh Vân giận dữ, lập tức bay lên không hóa rồng, hai tay kết ấn phản kích. Đột nhiên giọng nói Sa Vưu vang lên, nói. Tiểu tử, hai thức vừa rồi thế nào? Nếu còn muốn học thêm hai thức, nên ngoan ngoãn nghe lời. Còn có hai thức. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cùng La Thanh Vân đều chấn động tác chậm lại. Trên mặt La Thanh Vân mang theo bộ dáng dãy giụa, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, liền quay đầu đi, đưa cánh tay ra, đồng ý lấy máu. Hai thức thần thông vừa rồi làm cho hắn cảm thấy kinh hãi thật lớn, giống như hoàn toàn là vũ khí chế tạo cho long tộc. Tâm thần của hắn như chìm vào trong đó, dư vị không dứt. Nếu như hắn có thể học được xong hai thức này, sợ rằng lực lượng sẽ tăng lên một cấp độ. Đặc biệt hồi tưởng hai thức thần thông này, hắn càng kích động máu huyết sôi trào. Hai mắt Lý Vân Tiêu cũng tỏa sáng, mặc dù kiếm đạo mạnh như hắn, sau khi nhìn thấy hai thức vừa rồi cũng thu hoạch không nhỏ. Sa Vưu hoàn toàn biểu thị kiếm ý ra cho hắn cảm ngộ. Xuy, thanh kiếm đảo qua cánh tay của La Thanh Vân. Sau đó là máu tươi chảy ra, nhỏ vào trong dụng cụ thủy tinh màu tím. Vẻ mắt La Thanh Vân giận dữ, quay đầu đi, trong lòng vô cùng tức giận nhưng nghĩ tới hai thức vũ khí kia, oán khí giảm đi không ít. Sa Vưu cười nói. Ha ha, tiểu tử ngươi đừng ra vẻ mặt bất mãn, lợi nhuận tiện nghi là ngươi đấy. La Thanh Vân chịu đựng xấu hổ và giận dữ, nói. Tiền bối, hai thức vũ khí này là... Ánh mắt Sa Vưu ngưng tụ. Nghiêm nghị nói, đây là ta lĩnh ngộ trong lĩnh vực của hai thanh kiếm mà ra, chính là võ ý do Chân Long đại nhân truyền lưu. Chân Long, đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, trong nội tâm vô cùng kinh hãi. Thân thể La Thanh Vân run rẩy không dứt, máu huyết trong người nóng lên, khó trách có cảm giác rung động nhân tâm này, thì ra chính là vũ khí do thượng cổ Chân Long lưu lại. Hắn kích động, máu trong người chảy nhanh, máu chảy ra như suối. La Thanh Vân cảm thấy đầu óc mê muội, quay đầu tức giận. Xong chưa? Vừa nhìn xuống thì hắn thiếu chút nữa ngất đi, Lý Vân Tiêu ôm dụng cụ thủy tinh như thùng nước, bên trong đã đầy phân nửa. Đầu óc của hắn cảm thấy mê muội, thân thể suýt đứng không vững. Cút đi! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay nắm lại, long uy chấn bay Lý Vân Tiêu. Miệng vết thương trên tay cũng khôi phục nhanh chóng, máu tươi dừng chảy. Ngươi là tiểu nhân vô sỉ, lần sau tái chiến ta sẽ lấy mạng của ngươi. Vẻ mặt La Thanh Vân âm trầm, hắn cực kỳ quý trọng huyết nhục của mình. Lý Vân Tiêu cười nói. Nói giống như ngươi ăn thiệt thòi vậy, máu chảy còn có lại, không có long long của ta, người đời này cũng không học được vô thượng vũ khí của Chân Long đâu. La Thanh Vân cũng biết đạo lý đó, nhưng cảm thấy có chỗ không đúng, hừ lạnh một tiếng. Tiền bối. Hai thức vừa rồi trong lòng ta mặc dù có sở ngộ, nhưng cũng không được đầy đủ. Tiền bối có thể biểu thị lần nữa hay không? Hắn cung kính nói. Sa Vưu lườm hắn một cái, nói. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu phải xem ngộ tính của ngươi,
nào có đạo lý dạy lần thứ hai. La Thanh Vân im lặng, phiền muộn nói. Được rồi, ta trở về sẽ cẩn thận nhớ lại. Còn có hai thức thần thông phiền toái tiền bối biểu thị, ta nhất định cẩn thận quan sát. Sa Vư vuốt cằm, nói. Thế giới chi kiếm tổng cộng có 4 chuôi, ta chỉ được thứ hai, chỉ học được 2 chiêu. Chờ ta tìm được 2 kiếm khác, ta sẽ truyền cho ngươi sau. La Thanh Vân. Sa Vư trợn mắt nói. Như thế nào, bất mãn? La Thanh Vân vội nói. Không phải, chỉ là... Hắn có cảm giác nói không ra lời, chỉ cảm thấy có cảm giác mắc lừa. Nhưng đối phương là tiền bối bổn tộc, hơn nữa đúng như hắn nói, hai thức này có giá trị không tầm thường. Sa Vư phất phất tay nói. Đi thôi, đừng quấy rầy ta tu luyện, chờ ta học được hai thức khác sẽ dạy ngươi, sẽ không nuốt lời đâu. Lý Vân Tiêu cười nói. Trở về hảo hảo tìm hiểu đi, ta rất chờ mong trận chiến lần sau đấy. Hắn vung tay lên, truyền tống La Thanh Vân ra ngoài. Lão Long, người thật không biết xấu hổ a, lừa người ta nhiều máu như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn qua nửa thùng long huyết, ánh mắt sáng ngời. Lừa gạt. Sa Vư bạo phát nhảy dựng lên, tức giận. Lời nói cũng không thể nói lung tung. Hai thức thần thông này là báu vật vô giá, nếu không phải ta thưởng thức tiểu tử này, làm sao có thể biểu thị cho hắn xem. Những long huyết này là do ta đổi được, nhanh đưa cho ta. Cho ngươi, ngươi đang nói đùa sao? Lý Vân Tiêu nhìn thấy hắn xông tới, lóe lên biến mất tại chỗ, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sa Vư kinh tức giận. Đừng có dùng quang A, cho ta chừa chút. Đó là thập giai long huyết, đối với hắn cũng diệu dụng vô cùng, trợ giúp thật lớn. Nhưng bầu trời im ắng, không có nửa điểm hồi âm. Một lát sau, Lý Vân Tiêu trở lại Thiên Nhất Các, bắt đầu khởi động bế quan. Thập giai thần huyết có một phần phải cho linh mục địch, hắn bắt đầu thu nạp, tiện tay cầm ra một đám đảo một vòng, không ngừng có long lực mênh mông chạy khắp toàn thân, không ngừng thoải mái và chữa trị thân thể. Long huyết tôi thể, thực lãng phí a. Sa Vư tức giận, nói. Tùy tiện tìm một chút long huyết rác rưởi là được, người dùng chính là thập giai long huyết đấy. Câm miệng a, lại nói nhảm ta sẽ dùng sạch, một giọt cũng không để cho ngươi. Lý Vân Tiêu đáp lại một tiếng, hắn bắt đầu thi triển phách thiên luyện thể quyết, không ngừng bày ra tư thế cổ quái. Tổn thương trên người khép lại, gương mặt của hắn lúc này trắng như giấy, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Toàn thân của hắn không ngừng đỏ rực, không ngừng bị hút vào trong cơ thể. Da thịt trong suốt của hắn có vài phần tơ máu chảy qua, chạy quanh vô số khiếu huyệt, bao phủ tâm thần của hắn. Vù vù, huyết dịch quá nóng quá mạnh mẽ. Trên thân thể Lý Vân Tiêu có minh hỏa càng ngày càng vượng, thân thể đang bốc cháy trong mật thất. Không biết qua bao lâu, hỏa diễm bị dập tắt, một thân ảnh bị đốt cháy hiện ra. Nhìn kỹ lại toàn thân đều bị đốt trọi, làn da đen kịt đầy bột đen, chỉ còn lại có tiếng hô hấp biểu thị hắn còn sống. Đùng! Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động rất nhỏ, các khối bổ hóng trên người không ngừng chóc ra. Trong những khe hở của bổ hóng kia có kim quang xuất hiện. Bồ hóng chóc ra tới đâu liền có kim quang chiếu sáng tới đó, lộ ra linh lực tinh thuần, kim quang chói mắt bao phủ các nơi. Hai mắt Lý Vân Tiêu mở ra, một đạo lôi điện khép mở sau đó biến mất. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo kim sắc bí quyết hiện ra trên lòng bàn tay, sau đó thu nạp kim quang trên người, da thịt thuần trắng như hóa thành ngọc. Hắn cúi đầu nhìn qua thân hình của mình, lẩm bẩm. Cánh cửa thần thể thứ 6 chưa mở ra. Lại hút sạch uy áp long huyết, làm cho kế hoạch trùng kích cửu tinh đỉnh phong thất bại trong gang tấc cũng không biết là tốt là xấu. Phách thiên luyện thể quyết trong rất nhiều thần thông phối hợp của hắn đã đi ra con đường hoàn toàn khác với ngạo trường không. Tự nhiên là chuyện tốt, phải biết rằng cảnh giới của ngươi tăng lên cũng khó bước vào thần cảnh. Duy chỉ có thân thể đại thành, lại hóa thành thánh, như vậy mới có thể đi lên con đường tối cường. Trong nội tâm có giọng nói vang lên. Chính là tân thần trong giới thần bi truyền âm cho hắn. Thì ra đối phương cũng mở huyệt môn thứ 6, Lý Vân Tiêu đang trùng kích huyệt môn, thần thể sinh ra cộng hưởng tần suất thật nhỏ bị tân thần bắt được. Ân, thân thể đại thành sao? Trừ phách thiên luyện thể quyết ra, hoặc là thần thể có thiên phú cực cao, nếu không còn chưa bao giờ nghe qua thân thể thành thánh. Đáng tiếc công thể của ta đã rời khỏi con đường phách thiên luyện thể quyết, thần thể cũng là hậu thiên luyện thành, sợ là rất khó tiến lên phía trước. Lý Vân Tiêu có chút lo lắng cảm khái nói.
Tân thần nói. Xác thực, cho nên ngươi có thể nhanh chóng mở huyệt môn thứ 6 ta cũng giật mình. Đây là số trời trong tối tăm, không cần lo lắng quá nhiều, tất cả đều tiến về phía trước là được rồi. Lý Vân Tiêu nói. Thần thể của ngươi được xưng có thiên phú đệ nhất, có bao nhiêu nắm chắc có thể bước vào thánh cảnh? Tân thần nói. Mở huyệt môn thứ 7 có nắm chắc thật lớn bước vào siêu phàm nhập thánh, về phần cửa ải cuối cùng. Ha ha, từ xưa đến nay cũng không phải chỉ có ta có được thần thể mạnh nhất. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tự diễu và bất giác dĩ. Luôn cố gắng cho giỏi hơn, cần tốn hao cố gắng và cơ duyên tiến lên phía trước, ai dám nói mình nhất định có thể làm. Trừ La Thanh Vân có thần huyết ra, Lý Vân Tiêu là người có vô số cơ duyên, võ đạo cực hạn cũng là cực hạn của vô số người. Lý Vân Tiêu cười nói. Tận nhân sự mà nghe thiên mệnh, người cũng biết tối tăm đều có định số. Tân thần gật gật đầu, nói. Ta mở huyệt môn thứ 7 một đoạn thời gian, lúc này vẫn bế quan tìm hiểu, hiện tại có thể trao đổi một ít tâm đắc với ngươi. Lý Vân Tiêu đại hỉ, nói. Cầu còn không được. Lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai người cách giới thần bi bắt đầu dùng thần niệm trao đổi. Mấy ngày sau, trong mật thất có ánh sáng màu đỏ sáng lên, cả phòng sáng ngời, chiếu sáng người Lý Vân Tiêu. Hắn nhíu mày một cái, mở hai mắt ra, tiện tay lăng không một chảo. Một khối ngọc bội xuất hiện trên không trung, bị hắn nắm trong tay, phía trên có phù quang chớp động, không ngừng lập lòe trong tay của hắn. Thời gian 10 ngày đã tới. Thiên Nguyên Thương sẽ phái người tới xua đuổi. Lý Vân Tiêu ra khỏi mật thất, liền trông thấy Tô Liên Y đã sớm thủ hộ ngoài cửa. Chuẩn bị như thế nào? Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, những thứ mang đi đều mang đi cả. Làm sao còn thừa một mình ngươi? Thần thức Lý Vân Tiêu quét qua, động tĩnh trong phạm vi vài dặm không còn gì, không chỉ có thiên nhất các nội giải rác không có mấy, cho dù là chung quanh cũng ít có bóng người. Tô Liên Y nói. Ta sợ liên lụy các nàng, tất cả đều cho đi cả. Lý Vân Tiêu nói. Cũng tốt, nếu tương lai còn có cơ hội, lại triệu tập lại. Tô Liên Y nói. Đinh Sơn muốn chiếm đoạt thiên nhất các, tất nhiên sẽ giữ lại những lão nhân trọng yếu như các nàng. Ít nhất trong ngắn hạn, chỉ cần các nàng thuận theo Thiên Nguyên Thương Hội sẽ không có trở ngại, chỉ sợ sau đó sẽ bị tẩy trừ. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm đi, chút chuyện hạt vừng này không có đâu. Đinh Sơn cũng không đi quản tới. Chúng ta cũng đi thôi, không nên ở lâu tại đây. Đám người Vạn Nhất Thiên từ lâu đã thu thập xong, Vạn Bảo Lâu có hơn 100 cường giả nguyện ý đi theo, hiển nhiên đều không cam lòng khuất phục dưới Thiên Nguyên Thương Hội. Lý Vân Tiêu vừa nhìn thấy Vạn Nhất Thiên, lập tức cau mày, nói. Nhất Thiên huynh, thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy sao? Thần thức của hắn đảo qua, tổn thương của Vạn Nhất Thiên cũng không có tốt hơn. Trần Trung Hy phẫn hận, nói. Nguyên bổn lâu chủ đại nhân tổn thương đã ngăn chặn và bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng thương Ngô Khung thông qua bí thuật làm trụ quang bàn cắn trả chủ nhân, làm cho thương thế tái phát, hơn nữa có xu thế mở rộng. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Còn có việc này, thương Ngô Khung mặc dù không phải chim tốt gì, nhưng cũng không biến thành ti tiện như vậy chứ. Hừ, nếu không phải ta kịp thời chặt đứt liên hệ với trụ quang bàn, sợ rằng đã vẫn lạc. Vạn Nhất Thiên vào lúc này bộ dáng tuổi già sức yếu, biến thành Nga ẩn độc. Lý Vân Tiêu nâng cằm lên trầm ngâm nói. Hắn có phải vì muốn luyện hóa trụ quan bàn triệt để, nhất định phải xóa đi dấu vết ngươi lưu lại, ngươi nhất định là phản kháng, hai tướng tranh đấu cho nên sinh ra cắn trả là đương nhiên. Vạn Nhất Thiên giọng căm hận nói. Quá hèn hạ vô sỉ, thân là chấp chính tư của thánh vực, vậy mà chiếm đoạt huyền khí của ta, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua chúng. Lý Vân Tiêu nói, uy lực trụ quang bàn quá lớn, cũng khó trách hắn nhìn chung. Nhất Thiên huynh giờ phút này ngàn vạn đừng nghĩ đến báo thù, trước dưỡng thương cho tốt sau đó đông sơn tái khởi. Vạn Nhất Thiên lạnh lùng nói, đều là lão phu hiện tại dễ khí dễ, ta sẽ làm cho bọn chúng khóc thét lên nhanh thôi. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, chỉ cảm thấy tâm tình Vạn Nhất Thiên hiện tại cực độ bất ổn, với hiện trạng của hắn bây giờ là mau chóng chữa thương, giấu tài. Không có hơn 10 năm là không thể xoay người. Kỳ thật đối với bọn họ mà nói, hơn 10 năm cũng chỉ là thoáng qua tức thì, rất nhiều võ giả một lần bế quan đạt tới mấy chục năm cũng không hiếm. Vạn Nhất Thiên nói, bay lên, ngươi nhất định đã cho ta hiện tại nhanh bị buộc điên a. Lý Vân Tiêu không phủ nhận nói ra. Thật có chút,
ta thấy Nhất Thiên huynh ngươi tâm tình cũng không phải tệ như vậy. Hắc hắc, Vạn Nhất Thiên nhếch miệng cười cười, dường như nghĩ đến cái gì, tâm tình tốt hơn một chút, nói. Ta hy vọng Phi Dương ngươi tiến chúng ta đi tới Thiên Diệp Đảo. Thiên Diệp Đảo, Phù Diêu Thánh Cung. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Vạn Nhất Thiên ánh mắt ngưng tụ lại, nói. Đúng vậy, đúng là Phù Diêu Thánh Cung. Chẳng lẽ Phi Dương ngươi đã đi qua Thiên Diệp Đảo? Ánh mắt của hắn mang theo thần sắc khó tin. Lý Vân Tiêu nhớ tới gặp được trưởng lão Phù Diêu Thánh Cung là Bế Nguyệt tu tại Biển Đông, còn có nữ tử áo xanh của Phù Diêu Thánh Cung, cùng với vong thê Lệ Hoa Chỉ là Tuyết Thần Hề. Ta không đi qua Thiên Diệp Đảo, nhưng Phù Diêu Thánh Cung không phải ẩn tu sao? Hẳn là Nhất Thiên huynh có vãng lai âm thầm với bọn họ. Thương Minh sinh ý trải rộng thiên hạ, hắn biết rõ Mộ Dung Thế Gia, Khôi Lỗi Cường tộc Mục Gia, tất cả có sinh ý với Thương Minh. Nhưng mà vẻn vẹn cực hạn ở chuyên lưu thông vật tư mà thôi, những thế gia này không tham gia tranh đấu thế lực. Vạn Nhất Thiên nói, ta có giao tình không nông cạn với cung chủ Phù Diêu Thánh Cung, hiện tại gặp rủi ro, ý định đi đầu nhập vào nàng. Hơn nữa Thiên Diệp Đảo độc lập thế ngoại, cũng xem như nơi có thể đi. Lý Vân Tiêu lòng tràn đầy nghi hoặc, Thiên Diệp Đảo nếu ẩn tu, làm sao có kết giao giao tình, còn tiếp lấy củ khoai lang phỏng tay là hắn chứ. Nhưng nhìn thấy bộ dáng tràn ngập tự tin của Vạn Nhất Thiên thì hắn không nói thêm cái gì. Nhất Thiên huynh đã biết rõ Thiên Diệp Đảo, vậy cũng có biết chuyện Tuyết Thần Hề năm đó hay không? Trong những năm ta chuyển thế, Tuyết Thần Hề chết như thế nào? Lý Vân Tiêu thu liễm nghi hoặc trong lòng, nói. Tuyết Thần Hề có được Phù Diêu Thánh Thể, có thể nói là lương tài khoáng thế, thực lực chưa chắc sẽ thua kém Lệ Hoa Trì, nhưng nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy vì sao chết lặng lẽ như thế? Sắc mặt Vạn Nhất Thiên đại biến, thở dài. Việc này ta cũng nghe nói, cũng có nghi vấn như ngươi, vì chuyện như vậy ta còn chuyên môn đi Thiên Diệp Đảo, nhưng mà không đạt được đáp án. Nhà đầu kia ta đã từng gặp qua, nếu không phải sinh ra trong thế gia lánh đời, sợ rằng là tuyệt đại gia nhân không thua gì Khúc Hồng Nhan. Lý Vân Tiêu nói, việc này trực tiếp làm cho Lệ Hoa Chỉ vạn niệm đều diệt, lánh đời quy ẩn, ta hy vọng có thể hiểu nguyên do trong đó. Nhất Thiên huynh nếu đi Thiên Diệp Đảo thì làm phiền nghe ngóng thay ta. Tốt, nếu Phi Dương phân phó, ta nhất định tận khả năng. Vạn Nhất Thiên vỗ ngực cam đoan. Mọi người đột nhiên phát hiện có mấy đạo thân ảnh, một người trong đó có thiên giác áo trắng bồng bềnh, hai tay thả lỏng phía sau lạnh lùng nhìn qua, nói. Chư vị đại nhân tâm sự còn chưa kết thúc sao, kính xin lập tức rời khỏi thành Tân Duyên, đến nơi khác đàm đi thôi. Đừng ảnh hưởng tới Thương Minh chúng ta làm việc. Trần Trung Hy đại phẫn nộ quát. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Chúng ta nói chuyện lúc nào tới phiên các ngươi xen vào. Thiên Giác lạnh nhạt nói. Đúng là chưa tới lượt, chư vị đại nhân đều là nhân vật phong vân một cõi, còn hy vọng có chút khế ước tinh thần, nói lời giữ lời. Trần Trung Hy lạnh lùng nói. Lão Phu nói không giữ lời. Ngươi mang những người này đến chẳng lẽ là đuổi chúng ta đi, chỉ là mấy con sâu cái kiến, đủ nhìn sao? Thiên Giác không mặn không nhạt nói ra. Tự nhiên là không đủ nhìn. Ta dẫn người đến cũng chỉ làm dáng mà thôi. Kỳ hạn 10 ngày đã đến. Nếu chư vị bận tâm thể diện của mình, nói lời giữ lời, xin mời lập tức rời khỏi, không nên khó xử tiểu lâu la như chúng ta. Ngươi! Trần Trung Hy giận dữ, khí thế khởi động áp qua. Đám người Thiên Giác lùi ra phía sau, trên mặt kinh hoàng không thôi. Duy chỉ có Thiên Giác sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhíu mày càng chặt, nói. Trần Trung Hy đại trưởng lão muốn giết ta quá dễ dàng, nếu đại trưởng lão không muốn mặt mo, vậy động thủ đi, dù sao chúng ta cũng không có năng lực phản kháng. Lý Vân Tiêu vỗ vai Trần Trung Hy, ngăn hắn lại, nói. Chúng ta đi thôi, không nên lãng thời gian với đám tiểu lâu la này, tăng thêm chê cười. Trần Trung Hy lúc này mới trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, thu liễm khí thức toàn thân. Thiên Giác nói. Đúng, ta tới thông chi chư vị đại nhân, truyền tống trận trong 10 ngày này vận chuyển quá hạn, đang tiến hành tu sửa. Trần Trung Hy cười nói. Ha ha, vậy thì thật là tốt, chúng ta cố mà ở lại một thời gian, chờ truyền tống trận tu sửa tốt. Thiên Giác nhướng mày nói. Thật có lỗi, tuy thành Tân Duyên lớn, nhưng không có đất cho các vị, hội trưởng đại nhân đã đoán được chư vị muốn vô sỉ chống chế, cho nên chuẩn bị tốt một chiếc thanh loan chiến hạm tiễn chư vị. Chư vị đại nhân nên nhanh chóng rời đi đi thôi. Sau lưng một người trên mặt tràn đầy mỉa mai,
một tay bấm niệm pháp quyết, một túi chữ vật ném cao hơn không, phanh thoáng một phát nổ tung, một chiếc mini chim loan xanh chiến hạm hiển hiện ở trên không, thượng diện ấn lấy Thiên Nguyên Thương Hội tiêu chí. Vạn Nhất Thiên mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Ninh Sơn đắc thế không buông tha người, đúng là tâm tiểu nhân. Trước khi đi còn nhục nhã chúng ta, thật sự là hào kiệt nên làm sao? Thiên Giác khẽ cười nói. Nếu không phải các ngươi không cần mặt mũi, chúng ta làm sao có cơ hội nhục nhã chứ? Đó là các ngươi tự tìm hổ thẹn thôi. Mọi người thoáng cái không nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Vân Tiêu cười nói. Mới vừa rồi còn muốn bắt ngươi xuống rút hồn, hiện tại nếu ra tay chẳng khác gì ta thẹn quá hóa giận. Cũng phải, vậy cho ngươi nhảy nhót thời gian ngắn đi. Thiên Giác lúc này mới biến sắc, vẻ mặt trắng bệch. Vũ Văn Bác là hắn giết chết, hơn nữa còn ở trước mặt của Lý Vân Tiêu, thù này đối phương sẽ không bỏ qua. Mà giữa hai người thực lực đã chênh lệch quá lớn, giết chính mình chỉ là chuyện sớm muộn. Như Lý Vân Tiêu thật muốn đánh tới, lẻn vào thành Tân Duyên ám sát, sợ rằng Đinh Sơn cũng ngăn không được. Bộ dáng của hắn cực kỳ khó coi. Tô Liên Y ngượng nghịu, nói. Ta vừa biến mất. Đinh Sơn trong thời gian 10 ngày ngắn ngủi liền tiếp nhận 1/3 tài sản Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Nhất Các ở các thành Bắc Vực. Thành Phong Thủy cũng phụ thuộc vào thành Tân Duyên Tiểu Thành, sợ rằng cũng bị chúng khống chế. Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói. Khống chế thì như thế nào? Chẳng lẽ một thành Phong Thủy còn có thể ngăn được chúng ta hay sao? Hắn dường như cố ý nói cho lớn, giống như nói cho Thiên Giác nghe, cũng hoặc là cho Đinh Sơn sau lưng nghe. Ba ba ba. Thiên Giác vỗ tay, cười lạnh nói. Chậc chậc, khí phách, không hổ đã từng là chủ nhân Thương Minh. Hai chữ đã từng nói rất nặng. Vạn Nhất Thiên tức giận, ho khan kịch liệt. Lý Vân Tiêu nói. Nhất Thiên huynh, nên đi nhanh đi, ở lâu vô ít, còn bị người ta chế giễu. Vạn Nhất Thiên cũng hiểu được, tức giận. Đi, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Vạn Bảo Lâu có một cường giả bay lên, thả ra một chiếm hạm cửu giai to lớn. Mang theo mọi người rời đi. Sau đó mọi người cùng bay vào bên trong. Lý Vân Tiêu đang muốn đi lên, lại bị Thiên Giác kêu lại. Lý Vân Tiêu. Ân, như thế nào, muốn cầu cái gì sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày một cái. Sắc mặt Thiên Giác lạnh như băng, lộ ra thần thái mỉa mai, nói. Nếu muốn lấy mạng của ta, tùy thời chờ ở thành Tân Duyên. Mặc dù bị ngươi giết chết thì đó là ta tài nghệ không bằng người. Hắn khoát tay, một đạo kim quang bay vụt mà đến. Lý Vân Tiêu nhìn thấy khối ngọc bội, thò tay nhận lấy, phía trên có phù quang cao cấp, hiển nhiên đã bị phong ấn cực kỳ cao minh. Đây là Hàn Quân Tử đại trưởng quỹ bảo ta giao cho ngươi. Thiên Giác lạnh lùng nói ra. Lý Vân Tiêu thu hồi ngọc bội, nói. Người nàng đâu? Thiên Giác nói. Đã rời khỏi thành Tân Duyên. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Rời đi vào lúc này. Ta rất hiếu kỳ các ngươi na bìa địa vị cho Tinh Nguyệt trai cùng Kim Tiền Bang đấy. Thiên Giác nói. Đây là chuyện hội trưởng đại nhân quan tâm, ta không quan tâm cũng không biết. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Đúng vậy, đáp án này ta rất thỏa mãn. Hắn quay người bay vào trong chiến hạm. Thiên Giác nhìn qua thân ảnh của hắn biến mất, gương mặt run rẩy, đáy mắt đầy lo lắng. Tuy thân là võ giả, ai cũng chuẩn bị cho thời khắc phải chết. Nhưng mà khi tâm tình phải chết bao phủ trong lòng lại vô cùng áp lực. Ầm ầm, trên chiến hạm sinh ra tiếng nổ vang, sau đó vô số trận quang lập lòe bay thẳng tới thành Phong Thủy. Thành Phong Thủy sao? Trên không trung thành Tân Duyên, Đinh Sơn đi ra khỏi hư không, nhìn chiến hạm biến mất trong mắt. Đại nhân, muốn bố trí mai phục ở thành Phong Thủy không? Lão giả đi theo sau lưng hỏi. Đinh Sơn lắc đầu nói. Không cần. Bọn họ chưa hẳn thực sẽ đi thành Phong Thủy. Còn nữa, người phải có tự hiểu mình, không nên chủ quan khinh địch. Trong tay Vạn Nhất Thiên có thượng cổ bí tàng nên bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào, ta không muốn góp bản thân vào cái vũng lầy này. Lão lại khom người nói. Đại nhân anh minh. Đinh Sơn khẽ thở dài. Không phải anh minh, mà là tự hiểu mình. Lúc ấy ta suy tính là chia đều Thương Minh với Vạn Bảo Lâu, hình thành xu thế đối lập ở Bắc Vực. Ai biết Lăng Bạch Y lại cường hãn như vậy, không ngờ Vạn Nhất Thiên cũng đánh ra nhiều át chủ bài như thế, để cho ta nhặt đại tiện nghi. Làm người phải biết đủ. Lão lại gật đầu nói. Thuộc hạ hiểu, đại nhân làm việc gần đây cẩn thận, thuộc hạ biết rõ.
Ninh Sơn nói. Vạn Nhất Thiên vào lúc này có át chủ bài lớn nhất là thượng cổ bí tàng, nhưng Mang Ngọc có tội, bí tàng là con dao hai lưỡi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Ngươi lập tức đưa tin đến thành Phong Thủy, bảo bọn họ triệt để hủy truyền tống trận đi. Mặc dù không xác định Vạn Nhất Thiên có đi tới hay không, nhưng vẫn tận lực tạo ra phiền toái. Vâng. Lão lại khom người trở ra. Ninh Sơn ánh mắt dừng ở xa xa, khóe miệng giơ lên mỉm cười đến, khoan thai lẩm bẩm. Nhất Thiên huynh, ngươi còn có thể trở về sao? Ta thật sự chờ mong đấy. Bên ngoài thành Tân Duyên, chiến hạm cửu giai của Vạn Bảo Lâu hóa thành một đạo lưu quang, nó dùng tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua. Tô Liên Y khen. Đây cũng là chiến hạm vương tỏa của Nhất Thiên đại nhân sao? Quả nhiên không giống bình thường, dùng tốc độ như vậy chỉ nửa thời gian là tới rồi. Vạn Nhất Thiên trầm ngâm một hồi, nói. Phân phó xuống dưới, chuyển hướng thành Thạch Xuyên. Thành Thạch Xuyên. Tô Liên Y cả kinh nói. Chỗ đó cách thành Tân Duyên quá xa, đại nhân mặc dù muốn tranh tai mắt của người, chung quanh có không ít thành chỉ có thể chọn mà. Vạn Nhất Thiên nói. Dùng tốc độ hiện tại đi thành Thạch Xuyên, đại khái cần hơn tháng. Ta đang định dùng thời gian này chữa thương, Phi Dương thấy thế nào? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Hơn tháng sao, tốt, ta đi cùng Nhất Thiên huynh, vừa vặn trong lòng có nghi hoặc thỉnh giáo Nhất Thiên huynh đấy. Vạn Nhất Thiên nói. Nói thỉnh giáo đúng là quá khách khí rồi. Vạn Nhất Thiên an bài đám rông xong, liền cùng Lý Vân Tiêu đi tới gian phòng khách. Chiến hạm cửu giai này vô cùng to lớn, so với chiếc của Bắc Minh Thế Gia Lý Vân Tiêu cưỡi ra biển còn lớn hơn nhiều lắm. Tùy tiện đi lại, hoàn toàn như dẫm trên đất bằng, căn bản không cảm thụ đang ngự không phi hành. Phi Dương, có chuyện gì ngươi hỏi đi? Trong phòng khách bố trí thập phần xa xỉ rộng rãi, ghế ngồi nạm vàng khảm ngọc cũng hơn 10 cái, Vạn Nhất Thiên tùy tiện ngồi xuống một cái, ống tay áo phất một cái, một bình rượu ngon và hai ly rượu hiện ra. Đây là rượu kém ta tùy tiện mang theo, Phi Dương không bỏ nên nếm thử. Hắn rót đầy hai ly rượu, lập tức hương khí bốn phía, tràn ngập cả đại sảnh. Lý Vân Tiêu nói, xem ra Nhất Thiên huynh giờ phút này thần thái thập phần khoan thai, hoàn toàn không giống người đang té nhào, tâm tình này làm cho ta bội phục. Vạn Nhất Thiên cầm ly rượu đưa cho Lý Vân Tiêu, cười khổ nói. Ta tìm vui trong cái khổ, chẳng lẽ cả ngày âm trầm mới được sao? Nếm thử rượu này thế nào đi? Lý Vân Tiêu khẽ cười sau đó uống một ngụm, lập tức khen không dứt miệng, nói. Mặc dù không uống cũng biết là tuyệt thế chân phẩm, Nhất Thiên huynh tùy thân mang theo có thể là rượu kém sao? Vạn Nhất Thiên cười ra tiếng, nói. Có đôi khi ngẫm lại, ai có thể khám phá danh lợi, ngao du thái hư, cuộc đời này không bằng buông danh lợi, lánh đời quy ẩn, đây là tiêu dao tự tại cỡ nào? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Khó. Vạn Nhất Thiên cười khổ nói. Đáng tiếc biết dễ đi khó, ta làm không được. Hắn lắc đầu, nói. Phi Dương ngươi hỏi đi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, nói. Ta đây nói thẳng, năm đó Nhất Thiên huynh cho ta phách thiên luyện thể quyết là từ chỗ nào có quan hệ tới sở học của Ngạo Trường không như thế nào. Vạn Nhất Thiên trầm ngâm một hồi, nói. Ta biết ngay ngươi sẽ hỏi chuyện này. Năm đó ta đã nói với ngươi là từ chỗ Ngạo Trường không có được, cho ngươi ngàn vạn không nên tiết lộ, ngược lại không có lừa ngươi. Phần phách thiên luyện thể quyết thật sự là Ngạo Trường không cho. Cho. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vạn Nhất Thiên nói. Việc này nói rất dài dòng, nhưng ta không có tâm hại Phi Dương ngươi, điểm ấy xin yên tâm. Lần này ước chiếm Lăng Bạch Y. Ngạo Trường không đáp ứng ra tay là do nhân tình năm đó. Bởi vì sở học của hắn phách thiên luyện thể quyết cũng là do ta đưa tới. Cái gì? Đột nhiên Lý Vân Tiêu cả kinh, dường như khó hiểu nổi, nói. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vạn Nhất Thiên thở dài, nói. Ngươi cũng biết tại sao ta có lòng tin quay về thành Tân Duyên đấu với Đinh Sơn không? Lý Vân Tiêu nói. Thực lực bản thân Nhất Thiên huynh vốn bất phàm. Chỉ cần khôi phục là đủ chống lại Đinh Sơn. Tăng thêm cao thủ theo bên người, hơn nữa Vạn Bảo Lâu vô số năm tích lũy hơn phân nửa đang ở chỗ của ngươi, muốn đấu Đinh Sơn cũng không khó. Vạn Nhất Thiên nói. Ngươi nói những chuyện này đều có đạo lý, lá bài tẩy lớn nhất không phải chuyện này. Mà là khi Vạn Bảo Lâu mới thành lập đã nắm chắc bài, thậm chí Vạn Bảo Lâu cũng vì thế mà hưng thịnh.
bắt đầu từ khi Vạn Bảo Lâu mới thành lập, chẳng lẽ là vào vài vạn năm trước? Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, Vạn Bảo Lâu từ xưa đến nay, hắn biết rõ Vạn Nhất Thiên nói sẽ là bí mật. Quả nhiên thần thức Vạn Nhất Thiên đảo qua bốn phía, sau đó đánh ra mấy đạo bí ấn quyết phong bế cả đại sảnh. Dường như vẫn chưa yên tâm, nói. Ta giờ phút này thực lực nhỏ yếu, Phi Dương thay ta giám thị tứ phương, không thể để kẻ khác nghe thấy. Lý Vân Tiêu nói. Yên tâm đi, người trên hạm đều bị ta cảm ứng. Vạn Nhất Thiên lúc này mới yên tâm gật đầu, nói. Vài vạn năm trước, tổ tiên ta trong lúc vô tình đạt được một bảo tàng cực lớn, bởi vậy mới thành lập Vạn Bảo Lâu, hơn nữa nhanh chóng phát triển, trở thành thiên hạ đệ nhất thương hội. Bảo tàng cực lớn. Lý Vân Tiêu thoáng hiểu ra, cả kinh nói. Nếu ta không có suy đoán, đã nhiều năm như vậy, bảo tàng vẫn chưa lấy xong, đầy đủ để Nhất Thiên huynh Đông Sơn tái khởi, hơn nữa phách thiên luyện thể quyết chính là lấy từ trong bảo tàng này mà ra. Đúng vậy, nói với người thông minh thật thoải mái, một câu tức thông. Vạn Nhất Thiên khen. Phi Dương nên biết, thiên hạ hôm nay muốn bước vào thần cảnh căn bản là không thể nào, muốn quân lâm thiên hạ, đạt được lực lượng giống thần, thông qua rèn luyện thân thể, làm thân thể thành thánh là biện pháp có thể thực hiện được. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Đã như vậy, phách thiên luyện thể quyết vì sao Nhất Thiên huynh không tự mình tu luyện, lại cho Ngạo Trường không? Loại thần thông tuyệt thế này căn bản không phải Ngọc Giản có thể ghi lại, tất nhiên là trải qua môi giới truyền thừa đặc thù, giống như tại thành Hồng Nguyệt, chính mình đạt được Nguyệt Đồng thần thuật truyền thừa, hơn nữa là truyền thừa một lần. Vạn Nhất Thiên giao thuật này cho Ngạo Trường không, chính hắn không cách nào tu luyện, hơn nữa hiện tại xem ra, hắn đúng là không có tu luyện. Vạn Nhất Thiên cười khổ nói. Bởi vì ta là môi giới gây ra truyền thừa. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên không ít, lập tức phát hiện vấn đề của mình ngu xuẩn. Giống như là Nguyệt Đồng thần thuật, nó ở thành Hồng Nguyệt không biết bao nhiêu năm, giống như đang chờ hắn nhặt đại tiện nghi. Phách thiên luyện thể quyết có lẽ cũng đang chờ Ngạo Trường không? Lý Vân Tiêu nói. Ngạo Trường không là người phương nào, vì sao ngươi lại chọn chúng hắn? Vạn Nhất Thiên nói. Khi đó có quỷ mới biết rõ Ngạo Trường không người này, nhưng ta biết rõ người Ngạo gia am hiểu thể thuật, hơn nữa trong thế gia lánh đời danh khí thật lớn, lúc này mới tìm tới bọn họ liền phái Ngạo Trường không tới, thử một lần là được. Hắn cười khổ, bóng mờ trong lòng khó tính toán. Ngạo gia, Lý Vân Tiêu lần đầu tiên nghe thấy, chỉ biết Ngạo Trường không đột nhiên quật khởi như sao băng chiếu sáng đại địa, sau đó lại tiêu thân biệt tích, cực ít biết hành tung của hắn. Hắn cũng suy đoán qua thân phận đối phương, vô cùng có khả năng là thế gia lánh đời, nhưng không chứng minh là đúng thôi. Những thế gia lánh đời mạnh thế nào? Lý Vân Tiêu nhíu mày, dường như trừ thiên võ giới hai đại thánh địa bảy thế lực lớn ra, còn có rất nhiều tồn tại cường đại. Vạn Nhất Thiên nói, muốn nói hiểu thế nào về thế gia lánh đời, đúng là không ai vượt qua Thương Minh, đặc biệt là Vạn Bảo Lâu ta. Hắn hơi đắc ý nói, những thế gia này không đi lại nhân gian, nhưng mà các loại vật tư phải tiến hành trao đổi liên tục. Tồn tại cường đại cũng không dưới bảy đại thế lực, nếu tất cả người thế gia lánh đời xuất thế, sợ rằng phải phân ít nhất 1/3 thiên hạ cho bọn họ. 1/3. Lý Vân Tiêu đang cân nhắc những lời này, dường như muốn từ trong đó đoán ra thực lực của thế gia lánh đời. Vạn Nhất Thiên nói, Phi Dương ngươi không cần nghĩ quá nhiều, bọn họ đa số đều không xuất thế. Duy nhất công khai đối ngoại chính là Thiên Tiệm Nhai, Thiên Tiệm Nhai được các thế gia lánh đời chọn chúng, mặc dù không siêu nhiên bằng thánh vực, nhưng cũng có địa vị cực cao, mơ hồ đứng đầu bọn họ, được rất nhiều thế lực tôn sùng. Lý Vân Tiêu nói, Thiên Tiệm Nhai xác thực thần bí, hơn nữa khống chế chìa khóa lang hoàn tiên cảnh tại Bắc Vực, ngay cả thánh vực nhiều lần thương lượng cũng không có kết quả, chỉ có thể mặc cho nó khống chế. Vạn Nhất Thiên nói nhiều như vậy, hậm hực trong lòng cũng thả ra, tâm tình hòa hoãn không ít, cười nói. Cho nên nói sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Mặc dù tại té ngã tại thiên võ giới, ta còn có cơ hội gỡ vớn thập lớn. Lý Vân Tiêu nói, lang hoàng vĩnh sinh chi giới sắp mở ra, Nhất Thiên huynh nên biết chứ. Cái gì? Toàn thân Vạn Nhất Thiên run lên, dường như rung động thật lớn, bắt lấy tay Lý Vân Tiêu, thét to. Ngươi nghe tin tức từ chỗ nào? Chuyện lớn như vậy ta vì sao không biết? Lý Vân Tiêu mang chuyện Nam Khâu Vũ nói ra một lần. Đáng chết, Nam Khâu Vũ đáng chết, còn có Hoàng Phủ Bật,
chuyện lớn như thế rõ ràng không nói cho ta biết. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên tái nhợt, mặt hắn âm trầm ngồi vào bảo tọa. Lý Vân Tiêu nói, hẳn là tin tức còn chưa truyền ra, chỉ là Nam Khâu Vũ đi tìm Hoàng Phủ Bật vừa lúc bị ta gặp gỡ mà thôi. Dùng thực lực và thân phận Nhất Thiên huynh, tự nhiên phải đi. Ân, hẳn là như vậy. Vạn Nhất Thiên lúc này tâm tình tốt hơn, nói. Nếu không dùng hệ thống tình báo của Thương Minh, tuyệt đối không có khả năng không biết tin tức. Không thể ngờ Vĩnh Sinh chi giới sắp mở ra, thật sự là trời cũng giúp ta a. Trên mặt của hắn ửng hồng, hai mắt bắn ra hào quang hưng phấn. Trực tiếp đứng dậy, không ngừng đi tới đi lui, khó có thể bình phục kích động trong lòng. A, Nhất Thiên huynh rất quen thuộc Vĩnh Sinh chi giới sao? Lý Vân Tiêu hỏi. Vạn Nhất Thiên nói. Ân, thật sự hiểu. Không phải ta keo kiệt, nhưng mà tạm thời không thể nói rõ, chờ ngày đó nên tới bên cạnh ta, để tránh gặp gỡ nguy hiểm. Nguy hiểm? Lý Vân Tiêu hồ nghi. Vạn Nhất Thiên cười rộ lên, sẳng giọng nói. Thế nhân đều cho rằng Vĩnh Sinh chi giới đi thông thần cảnh, tuy nói đúng nhưng cũng không đúng. Lý Vân Tiêu nghe hắn lập lờ nước đôi, tinh tế nghĩ kỹ những lời này. Vạn Nhất Thiên nói. Lần này đi Thiên Diệp đảo, như vậy phải đi Thiên Tiệm nhai bái phỏng Nam Khâu Vũ, một hỏi nội tình trong đó. Tóm lại Phi Dương ngươi yên tâm, đợi đến khi Vĩnh Sinh chi giới chính thức mở ra, ta sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi đâu. Lý Vân Tiêu thấy hắn hưng phấn, nói giống như Vĩnh Sinh chi giới là của hắn. Hắn cười nói, nếu Nhất Thiên huynh có lòng tin như vậy, ta cũng thật cao hứng. Lúc trước Phách Thiên luyện thể quyết ngạo trường không vì sao làm ra nhượng bộ, thông qua ngươi chuyển tới ta. Tuy chủ đề này liên quan tới bí mật thiên võ giới, kéo hơi xa, Lý Vân Tiêu kéo chủ đề trở về. Nha! Vạn Nhất Thiên phục hồi tinh thần lại, rồi mới lên tiếng. Bởi vì sau đó phát hiện, người cả ngạo ra trừ ngạo trường không ra thì không ai có thể tu luyện thể thuật này. Chuyện này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc, phải biết rằng bản thân ngạo ra dựa vào thể thuật nổi tiếng, truyền thừa vài vạn năm, cũng từng xuất hiện qua cường giả thân thể đại thành. Lý Vân Tiêu nói, vì vậy các ngươi liền muốn lấy ta làm thí nghiệm. Vạn Nhất Thiên hơi có chút xấu hổ, ấp úng nói. Cái này, cũng không tính là làm thí nghiệm a. Lúc ấy trong thiên hạ có rất nhiều người thiên phú mạnh mẽ, nhưng mà trong mắt của hắn chỉ có Phi Dương ngươi mà thôi. Trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra tức giận, lạnh lùng nói. Đúng là quá để mắt ta rồi, cũng không sợ trong quá trình tu luyện ta sẽ chết sao. Thời điểm tu luyện Phách Thiên luyện thể quyết có rất nhiều khó khăn, trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đặc biệt là trạng thái cổ quái như hắn, người mang quá nhiều cơ duyên, làm cho không ít công pháp hỗn tạp cùng một chỗ, hiện tại đã rời xa con đường luyện thể ban đầu rồi. Vạn Nhất Thiên mặt toát mồ hôi nói. Phi Dương nghiêm trọng, nhiều lắm là luyện không thành công mà thôi, làm sao mà chết được. Việc này cũng xác thực trách ta, không nên để ngươi mạo hiểm, vi huynh bồi tội với ngươi. Hắn ôm quyền cúi đầu thật dài, tràn đầy áy náy. Lý Vân Tiêu khua tay nói. Cũng thế, năm đó ta đánh giá biết rõ độ khó rất lớn, tất nhiên sẽ xung đột với công pháp bản thân của ta, cho nên không dám động tới nó, thẳng đến cơ duyên chuyển thế trọng sinh, lúc này mới nếm thử tu luyện. Nhất Thiên huynh mang nửa bộ còn lại giao cho ta chiêm ngưỡng đi. Trên mặt Vạn Nhất Thiên lộ ra vẻ làm khó, ngượng ngùng nói. Nửa bộ còn lại ta không có. Hắn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng khó coi, vội vàng nhấc tay chỉ lên trời, nói. Vi huynh có thể thề, lúc trước cả bộ công pháp đều cho ngạo trường không, về sau hắn trả cho ta môi giới truyền thừa chỉ là nửa bộ trên mà thôi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lúc này mới hòa hoãn một ít, nhưng vẫn rét lạnh như băng, cười lạnh nói. Tốt một ngạo trường không, không chỉ cầm ta làm thí nghiệm, còn định dùng công pháp này ngăn ta. Nếu ta thật dựa vào nửa bộ dưới tu luyện, giờ này khắc này không thể không cầu hắn. Vạn Nhất Thiên cả kinh nói. Càng nghiêm trọng như thế, ta thật sự là nhìn lầm người. Hắn đầy tức giận, cũng không biết thật giận hay là giả giận. Lý Vân Tiêu nói. Bỏ đi, ta giờ phút này tu luyện nó cũng đi con đường khác, sợ là ngạo trường không cũng phát hiện điểm ấy, cho nên mới không tìm ta gây phiền toái. Vạn Nhất Thiên ngạc nhiên nói. Thể thuật của Phi Dương xác thực rất kỳ lạ, hơn nữa ta thấy sắc mặt của ngươi, thương thế. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đã hoàn toàn khôi phục. Vì sao nhanh như vậy? Vạn Nhất Thiên đã giật mình,
nghẹn ngào kêu lên. Tuy hắn đã khôi phục một ít, nhưng mà không có nghĩ hoàn toàn khôi phục, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu cười nói. Đây là thể thuật đi con đường khác, cho nên mới có khả năng hư thế. Tuy thần thể của hắn rất mạnh, nhưng lần này có thể nhanh chóng khôi phục hoàn toàn là long huyết tôi thể, nhưng hắn cũng không muốn nói thật, cố ý làm Vạn Nhất Thiên cả kinh. Cái này, còn có thần hiệu bực này. Vạn Nhất Thiên quả nhiên sửng sốt. Ha ha, cơ duyên, cơ duyên. Lý Vân Tiêu cáo từ nói. Nhất Thiên huynh nghỉ ngơi thật tốt, ta bế quan tu luyện. Vạn Nhất Thiên giật mình một hồi, vội vàng nói. Phi Dương, người có thể truyền nửa bộ thể thuật cho ta không? Lý Vân Tiêu nói. Nhất Thiên huynh nói chuyện này, đương nhiên có thể. Nhưng mà sau khi ta tu luyện xong nửa bộ Phách Thiên luyện thể quyết, chó ngáp phải ruồi xông ra con đường khác. Nhất Thiên huynh nếu thật muốn học, trước tiên học nửa bộ dưới đã, đến lúc đó ta lại dạy ngươi. Vạn Nhất Thiên. Khục khục, ra rồi, sợ là không học được. Lý Vân Tiêu cười nhạt sau đó cáo từ, đi vào mật thất tu luyện. Vạn Nhất Thiên trên mặt đầy trầm tư, tự nghĩ nói, từ đầu đến cuối hắn không có hứng thú với bí tàng, là thật không hứng thú hay là giả không quan tâm đây. Ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng người phải có, ta nên đề phòng tốt hơn, dù sao hiện tại xưa đâu bằng nay, không được phép có nửa phần sai lầm. Vạn Nhất Thiên tư định, cũng tự hành đi mật thất chữa thương. Cũng không phải là Lý Vân Tiêu không có hứng thú với bí tàng, mà là dùng trí tuệ Vạn Nhất Thiên, hơn phân nửa cũng sẽ không cho hắn nhúng chàm hoặc là chiếm bao nhiêu tiện nghi, mà chuyện cấp bách bây giờ là đột phá cửu tinh đỉnh phong, cùng với bước vào siêu phàm nhập thánh. Nhiều ra một chuyện, sợ là nhiều ra rất nhiều phong ba, hắn đã không muốn lại cuốn vào trong phiền phức gì đó. Sau khi đo vào mật thất, hắn bố trí xuống một ít kết giới, lúc này mới lấy ngọc bội Hàn Quân Đỉnh cho hắn ra. Ngọc bội có phù văn phức tạp quấn quanh, là một loại bế tắc phù, chỉ có thể phá hư ngọc bội mới biết tin tức trong đó. Ba một tiếng, Lý Vân Tiêu quét thần thức ra, lúc này biến sắc. Thành Thạch Xuyên, vì sao trùng hợp như vậy? Tin tức che giấu trong ngọc bội là tin tức của Lạc Vân Thường. Hơn nữa trong ngọc bội nói rõ, Hàn Quân Đình đã thông báo thân phận của Lý Vân Tiêu với Khúc Hồng Nhan, hẹn hắn gặp mặt ở Thành Thạch Xuyên. Hồng Nhan vì ai múa một khúc? Ai vì Hồng Nhan khuynh thiên hạ. Trong đầu Lý Vân Tiêu xuất hiện kỹ thuật nhảy tuyệt thế, thân thể nóng lên. Tu luyện không tĩnh tâm, trực tiếp thi triển bí thuật thu nạp nguyên thạch. Vô số cực phẩm nguyên thạch nổ tung, linh khí khủng bố trong đó bị hấp thu, Lý Vân Tiêu không ngừng thông qua biện pháp hấp thu này làm mình tĩnh tâm. Chiến hạm lao đi, trong nháy mắt đã vượt qua ngàn dặm. Hơn tháng sau, cuối cùng cũng thành thấy thành trì. Đến, sắp tới Thành Thạch Xuyên. Dự tính còn nửa ngày là đến. Mở toàn bộ trận pháp ẩn nấp ra, để tránh bị người trong nội thành phát hiện. Trên chiến hạm truyền có tiếng kinh hỉ vang lên, liên tục bay hơn tháng, những người đang điều khiển chiến hạm có phần không chịu nổi. Trong gương quan trắc hơn 10 trượng, đám người Vạn Nhất Thiên nhìn qua, thở ra một hơi. Vạn Nhất Thiên hừ lạnh nói. Bị phát giác thì như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta mượn truyền tống trận chúng không đồng ý? Trong giọng nói oán khí 10 phần. Từ khi thất bại ở Thành Tân Duyên, tính tình của Vạn Nhất Thiên bắt đầu dần dần thô bạo. Lý Vân Tiêu nhìn qua hình ảnh tòa thành trong kính, hốt hoảng, cũng không chân thực, khó có thể nhìn thấy toàn cảnh. Tô Liên Y nhìn qua hắn nói. Vân Thiếu, người có tâm sự. Ánh mắt mọi người nhìn qua. Vạn Nhất Thiên cũng nói. Phi Dương, sau bế quan hơn tháng qua, ta xác thực phát hiện ngươi tâm sự nặng nề. Chỉ là không tiện hỏi thăm. Lý Vân Tiêu nói. Không có việc gì, chỉ sợ ta không thể đi cùng Nhất Thiên huynh tới Thiên Diệp Đảo. Vạn Nhất Thiên cả kinh nói. Vì sao, có chuyện gì cứ việc nói đi ra, vì huynh cùng làm với ngươi. Lý Vân Tiêu thở dài. Một ít chuyện riêng, không nên để người khác dính vào. Đến Thành Thạch Xuyên ta sẽ gặp một người, sợ là muốn mỗi người đi một ngả. Vạn Nhất Thiên kỳ quái nói. Người phương nào? Sắc mặt của hắn biến đổi, cảnh giác nói. Chẳng lẽ có ai biết hành tung của ta và ngươi, cố ý chờ ngươi ở Thành Thạch Xuyên? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Hẳn là trùng hợp, ngươi có nhớ lúc rời khỏi Thành Tân Duyên, Thiên Giác cho ta một khối ngọc bội. Vạn Nhất Thiên nói. Nhớ rõ, việc này ta cũng nghĩ một hồi, vẫn rất khó giải. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái,
đúng là vạn nhất thiên lòng dạ đủ sâu, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc thực sự không hỏi hắn. Hàn Quân Đình đưa tin cho ta, có một người đang chờ ta ở thành Thạch Xuyên. Là ai, vậy mà Phi Dương xem trọng như vậy? Chủ nhân chính thức sau lưng Tinh Nguyệt Trai, sư phó Hàn Quân Đình. À, vạn nhất thiên nhịn không được kinh hô lên, trong mắt khó có thể tin. Hắn tự nhiên biết rõ sư phó Hàn Quân Đình là ai, mà Tô Liên Y và những người khác đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Nàng thực xuất quan sao? Vạn nhất thiên sợ hãi nói, ánh mắt chớp động, đang cân nhắc thời cuộc biến hóa. Lý Vân Tiêu quay đầu đi, nhìn chằm chằm vào thành Thạch Xuyên đang lớn dần trong kính quan trắc, nói. Ai biết được? Chiến hạm nhanh chóng tới bên ngoài thành Thạch Xuyên, nhưng bởi vì mở trận pháp ẩn nấp nên người trong thành không phát hiện. Người Vạn Bảo Lâu nhanh chóng thu chiến hạm lại, hơn 100 người đứng trên không trung nhìn qua phía dưới. Thành Thạch Xuyên ở Bắc Vực không tính là chủ thành, nhưng mà quy mô cực lớn, truyền tống trận nằm ở phía đông tòa thành, là khu vực rộng mấy ngàn trượng, có trọng binh canh gác. Lý Vân Tiêu nói, thông qua thành Thạch Xuyên này rời đi, có lẽ Nhất Thiên Huynh sẽ có thể tới Thiên Diệp Đảo, ta sẽ không tiễn, bây giờ từ biệt, cáo từ. Hắn và Tô Liên Y hai người phi thân bay xuống nội thành. Vạn Nhất Thiên nhìn thân ảnh của hắn, đột nhiên cao giọng nói. Phi Dương, chờ ta. Lý Vân Tiêu dừng thân, quay đầu lại kinh ngạc nói. Như thế nào, Nhất Thiên Huynh cũng muốn theo ta sao? Vạn Nhất Thiên cười nói. Ha ha, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ xuất quan, Vi Huynh cũng nên đi gặp đấy. Sắc mặt của hắn đầy mấp mờ. Thân thể Tô Liên Y run lên. Sắc mặt đột biến, nàng giờ phút này mới biết được Lý Vân Tiêu muốn đi gặp người nào. Lý Vân Tiêu đau đầu nói. Cũng phải, có Nhất Thiên Huynh làm bạn, có lẽ rất tốt. Vạn Nhất Thiên cho hơn 100 cao thủ Vạn Bảo Lâu bay xuống, liền cùng Lý Vân Tiêu bay vào trong thành. Thần thức của Lý Vân Tiêu cảnh giác, liền phát giác được khí tức hết sức quen thuộc, như ẩn như hiện, đi theo khí tức đó. Trong tòa thành phồn hoa này rất khoáng đạt, dương liễu phiêu lục. Tiếng nước chảy róc rách. Một cây cầu nhỏ bắc ngang dòng nước, phương xa một tòa lầu nhỏ ba tầng, điêu lan ngọc bích, cảnh đẹp như thơ. Trên lầu các có bốn chữ lớn, cửu trọng thiên ba. Vạn Nhất Thiên cả kinh nói. Không gian huyền khí, thiên ba lâu, không thể ngờ vật ấy nằm trong tay Thần Tiêu Cung. Trong lầu có âm cổ vang lên, có tiếng nước chảy róc rách cao vút, như thiên quân vạn mã, lại như rót vào lòng người. Lý Vân Tiêu lẳng lặng đứng trên cầu, nghiêng tai nghe cung âm, không hề đi tới. Tô Liên Y cùng Vạn Nhất Thiên đều cảm nhận được âm luật đang chấn động, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh. Cầu nhỏ nước chảy dừng lại như lắng nghe cung âm đang vang lên. Cả hình ảnh giống như tranh vẽ. Không biết qua bao lâu, tiếng đàn dần dần an tĩnh lại, cả không khí có dư âm lượn lờ. Một lá liễu rơi xuống, chập chờn trong gió, hấp dẫn ánh mắt Lý Vân Tiêu. Cuối cùng nhìn qua cầu nhỏ nước chảy. Cửu trọng thiên ba có một thân ảnh đang đứng, dung nhan vẻ đẹp, có thể khuynh thiên hạ. Nữ tử cũng không phải là Khúc Hồng Nhan, mà là Hàn Quân Đình, hiển nhiên là tận lực ăn mặc, làm cho cả sơn thủy thất sắc, bách hoa ảm đạm. Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y cũng hít khí lạnh, tuy ngày bình thường kết giao bọn họ biết dung mạo của Hàn Quân Đình, đây là cô gái tuyệt sắc, nhưng cũng không nghĩ tới lại đẹp tới trình độ này. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi lơ đãng, luận dung nhan, Hàn Quân Đình đã không kém Khúc Hồng Nhan, nhưng mà thiếu khí chất tuyệt đại thiên kiêu, thiên cổ giai nhân. Vân Tiêu công tử, sư tôn ta chờ đã lâu. Hàn Quân Đình mở miệng nói ra, giọng nói không còn khàn khàn như lúc trước, thập phần dễ nghe thoải mái dễ chịu, làm cho Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y cảm thấy không thích ứng. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói. Đã quấy dày. Hắn giơ chân bước lên phía trước, bộ pháp thật chậm. Mỗi khi đi rất cẩn thận. Hàn Quân Đình nói. Nhất Thiên đại nhân cùng Liên Y tỷ tỷ cũng tới đi. Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y phục hồi tinh thần lại, hai người vội vàng đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu. Hàn Quân Đình dẫn đường phía trước, cửu trọng thiên ba lâu chính là một kiện không gian huyền khí, trong đó vô cùng rộng rãi, một tòa nhà lung linh hiện ra ngay trước mặt. Bốn phía có mây trắng lượn lờ, còn có nghê hồng lập lòe trong đó, một cây cầu bắc ngang nam bắc. Sau khi đi qua cây cầu, cảnh sắc trước mặt biến đổi, ba người đứng đối diện tòa lâu, bên trong là tấm bình phong phỉ thủy, phía sau mơ hồ có người đánh đàn. Sư phó, Lý Vân Tiêu đến.
Hàn Quân Đình cung kính lui qua bên cạnh Bình Phong, cẩn thận hầu hạ. Ngươi, đến. Sau an tĩnh ngắn ngủi, sau tấm Bình Phong có tiếng nữ tử cười, tiếng cười chẳng khác gì âm thanh êm tai nhát thế gian. Ách, nhiều năm không gặp, ngươi có khỏe không? Lý Vân Tiêu không biết nên đáp lại thế nào, lẳng lặng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Giọng nói vang lên, mang theo ý tứ trách cứ. Ách, tham ăn ngủ ngon tốt, hơn nữa tinh thần rất khá. Lý Vân Tiêu muốn một hồi, tao hạ đầu đáp. Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y im lặng, đột nhiên bọn họ hối hận vì theo cùng. Đây hoàn toàn là tình nhân cũ gặp mặt, chính mình đi theo làm vì, làm bóng đèn sao. Nhưng hiện tại đã không thích hợp lui nữa, chỉ có thể kiên trì mà thôi. Hừ, giọng nói mang theo tiếng trách cứ, nói. Những năm này ngươi mới có thể ăn ngon ngủ giỏi. Lý Vân Tiêu xấu hổ cười cười, nói. Xem như cũng được, lần này mục đích chủ yếu của ta là bảo Hàn Quân Đình nói cho ngươi biết. Chuyện lúc trước tạm thời không đề cập tới, Lạc Vân Thường cũng là đệ tử của ngươi, hiện tại tình cảnh thập phần nguy hiểm, mong ngươi hóa giải nguy cơ trước mắt đi. Chuyện Vân Thường ta đã nghe Quân Đình cáo chi, nhưng ngươi tới gặp ta, chỉ nói như vậy hay sao? Ngay cả gặp mặt ta cũng không gặp. Giọng nói vang lên mang theo hàn ý. Lý Vân Tiêu hai tay đổ mồ hôi, khẩn trương nói. Tất nhiên là muốn gặp, nhưng mà Bình Phong Phỉ Thủy thật cổ quái, ngăn cản thần thức và đồng thuật của ta nha. Giọng nói kia nói, vậy ngươi không thể tiến lên đây, vượt qua Bình Phong gặp ta. Trong giọng nói mang theo nét kiều diễm, vận luật mềm mại như rót vào tâm thần con người. Ngay cả nữ tử như Tô Liên Y cũng cảm thấy tim đập nhanh và xấu hổ. Vạn Nhất Thiên nghe xong àng có phản ứng, vội vàng vận công áp chế cảm xúc của mình, khí huyết sôi trào mới phản ứng lại. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo một tia mê ly, nói. Tốt, ta liền vượt qua Bình Phong gặp ngươi. Hắn giơ chân tiến lên bậc thang đá, đi mỗi bước đều mang theo áp lực nặng nề. Ai, ta đột nhiên cảm thấy, tương kiến không bằng không gặp. Lý Vân Tiêu thở dài, hắn còn kém bước cuối cùng thì dừng lại. Vì sao? Giọng nói mang theo ý dồn dập, mang theo giận dữ, thân ảnh phía sau Bình Phong chập chờn. Lý Vân Tiêu nói. Ta sợ gặp rồi sẽ thất vọng. Cái gì? Giọng nói mang theo run rẩy. Trong mắt Hàn Quân Đình có dị sắc nổi lên, nhưng rất nhanh đã biến thành giận dữ, quát. Lý Vân Tiêu, người có ý gì? Bỏ đi, ta đi gặp là được. Lý Vân Tiêu thở dài, dường như lấy hết dũng khí vượt qua tấm Bình Phong đó. Sau khi nhìn thấy gương mặt bình thường tới cực điểm, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, khóe miệng cười lạnh. Một thanh kiếm lạnh như băng lập tức đâm qua trái tim của Lý Vân Tiêu. Xuy, tiếng kiếm đâm tới không chút tiếng động nào cả, máu tươi nhiễm đỏ áo bào của Lý Vân Tiêu. Xuy, xuy, lại là âm thanh kiếm đâm lần thứ hai vang lên, song kiếm trong tay Hàn Quân Đình lập tức đâm vào sau lưng Lý Vân Tiêu, đâm xuyên qua phía trước. A, à, nhìn thấy biến cố này Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y quá sợ hãi, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nhưng biết đã trung kế. Hai người đang muốn động thủ, quanh hơn xuất hiện hiện hơn 10 bóng người, đều là những tử mặc cung trang, bọn họ mặt lạnh tới cực điểm. Hơn 10 kiếm ý lạnh như băng từ trong bọn họ bắn ra ngoài. Vị trí của mỗi người rất tốt, hiển nhiên là tổ hợp kiếm ý rất mạnh, muốn áp chế chết hai người. A, à, ha ha. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cười, bởi vì mất máu quá nhiều, gương mặt trở nên tái nhợt, hắn cười quái dị, nói. Hồng Nhan. Sao ngươi biến thành khó coi như vậy? Nàng kia tức giận. Cổ Phi Dương, mắt ngươi mù rồi. Bổn tọa cũng không phải là cung chủ đại nhân, ta và ngươi cũng có duyên gặp vài lần, chẳng lẽ ngươi quên huyền nữ bên cạnh cung chủ đại nhân sao? Giọng nói của nàng kia bén nhọn, không còn êm tai như trước kia. À, thì ra là thế. Khó trách có thể đàn ra tiếng đàn mỹ diệu như thế, lại có thể bắt chước giống như đúc. Hù chết ta. Ta còn cho rằng Hồng Nhan biến thành quái dị như thế đấy. Lý Vân Tiêu thở ra một hơi. Giận a, đáng chết. Huyền nữ giận dữ, rút thanh kiếm đang đâm vào tim của hắn. Lý Vân Tiêu không ngừng run rẩy, gương mặt vặn vẹo biến hình. Cho dù là nữ tử nào bị người ta nói là xấu xí, đều dốc sức liều mạng. Huống chi nàng sống an nhàn sung sướng, cho tới bây giờ vẫn cao cao tại thượng, ai dám nói nàng xấu. Hàn Quân Đình cũng lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, tới thời điểm này vẫn lạnh lùng như vậy,
ta cũng phải bội phục ngươi đấy. Xem ra trên người của ngươi có ưu điểm đấy, nhưng muốn làm sư tôn ta ưa thích, ngươi còn chưa đủ, cũng không xứng, vĩnh viễn đều không xứng. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng mang theo tức giận, dường như có thù hận không cùng, hai tay cầm chặt song kiếm, da thịt của hắn có máu tươi chảy dài. Xiết người cùng lắm là đầu rơi xuống đất, đám nữ nhân các ngươi thật tàn nhẫn, đều hận không thể ăn sống tươi nuốt sống thịt của ta, ta đắc tội các ngươi ở đâu. Lý Vân Tiêu đau nhức gương mặt biến hình, hắn vẫn cau mày, sắc mặt tức giận. Ha ha ha, Hàn Quân Đình cười ha hả, dường như biến thành điên cuồng, giọng căm hận nói. Có thâm cừu đại hận gì, làm cho sư tôn ta bị tổn thương chính là thâm cừu đại hận, một vạn lần chết cũng không bù nổi. Lý Vân Tiêu mắng. Mẹ của ngươi, đồ biến thái này, chuyện giữa ta và sư tôn của ngươi liên quan gì ngươi? Hồng Nhan không lên tiếng, ngươi lên tiếng làm cái rắm gì? Hàn Quân Đình giận dữ, hai kiếm trong tay quấy lợi hại hơn, cắt lấy thịt của Lý Vân Tiêu. Huyền nữ có chút nhìn không được, nói. Quân Đình đủ rồi. Không nên tra tấn hắn, trực tiếp tiễn hắn quy thiên. Xuy. Nàng rút kiếm ra chém vào đầu của Lý Vân Tiêu, lập tức máu tươi bắn ra như suối, cao tới 3 mét. A, à, Tô Liên Y ở xa xa nghẹn ngào kêu to, giống như rất khó tin, trừ kinh hãi còn hoảng hốt. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên trắng bệch, trong nội tâm thầm hô không tốt. Hắn giờ phút này thương thế vừa khôi phục 1/2/10, thực lực sợ rằng tương đương Tô Liên Y. Căn bản không có khả năng thoát khỏi kiếm trận này. Đám người Thần Tiêu Cung lừa dối Khúc Hồng Nhan đánh chết Lý Vân Tiêu, sợ rằng hơn phân nửa không bỏ qua cho bọn họ. Đám nữ nhân các ngươi thật sự hung ác nha. Hồng Nhan cung chủ ái mộ Cổ Phi Dương thiên hạ đều biết, các ngươi dám ở sau lưng giết Cổ Phi Dương, sẽ không sợ cung chủ sau khi biết trách cứ sao. Vạn Nhất Thiên lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nội tâm của hắn không ngừng biến hóa. Không ngừng nghĩ kế thoát thân. A, à, trách cứ, chậc chậc, Nhất Thiên đại nhân dường như rất hiểu sư tôn nha. Hàn Quân Đình rút kiếm ra khỏi người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Tên đáng chết này tra tấn sư tôn vài chục năm, chết một vạn lần cũng khó tiêu tội của hắn. Hơn nữa Lý Vân Tiêu sau khi chết, ta sẽ giết hai vị, sư tôn làm sao biết được. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên đại biến, lập tức trở nên hòa hoãn, nói. Hàn đại trưởng quỹ, Tinh Nguyệt trai mặc dù tồn tại trong Thương Minh không lâu, nhưng ta vẫn chiếu cố có thừa, người không niệm tình xưa hay sao? Hi hi! Hàn Quân Đình cười nhạo nói. Lại nói tiếp Tinh Nguyệt trai phát triển như vậy cũng nên cảm tạ Nhất Thiên đại nhân đấy. Nhưng chuyện hôm nay ta phải giấu giếm, để tránh ngày khác bị sư tôn biết rõ, không thể không giết đại nhân và Liên Y tỷ tỷ. Vạn Nhất Thiên vội vàng nói. Người buông tha hai người chúng ta. Chuyện hôm nay ta có thể thời với trời không nói ra. Tô Liên Y cũng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nhất định giữ bí mật. Giữ bí mật, ta tin tưởng người chết mới biết giữ bí mật. Trong mắt Hàn Quân Đình lộ ra vẻ cười lạnh, nói. Huống hồ trên người hai vị có tài nguyên và trọng bảo, ta mà có được, Tinh Nguyệt trai sẽ càng cường đại hơn, thậm chí có thể liều mạng với Thiên Nguyên Thương Hội, ta không cần phải sợ cái gì nữa rồi. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y tái nhợt không thôi, đã cảm giác được kiếm trận chung quanh đầy sát ý. Đột nhiên huyền nữ nói ra. Quân Đình, dường như có cổ quái. Thân thể Hàn Quân Đình chấn động, nói. Như thế nào? Huyền nữ chỉ vào thi thể không đầu của Lý Vân Tiêu, nói. Tuy thực lực Lý Vân Tiêu bây giờ có hạn, nhưng dù sao đã từng là phong hào võ đế, thật dễ dàng chết như vậy sao? Sắc mặt Hàn Quân Đình trầm ngưng. Nói. Trong thành Tân Duyên hắn đón đỡ hai chiêu của Đinh Sơn, không chết đã là kỳ tích, hiện tại nhất định là trọng thương trong người, chúng ta bố trí không chê vào đâu được, rất dễ dàng giết hắn. Huyền nữ nghe vậy, sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại trở nên tái nhợt, nói. Vậy đầu lâu ta chém dụng biến mất đi đâu rồi? Sắc mặt Hàn Quân Đình lập tức trắng bệch, cảm giác không tốt lan tràn trong nội tâm, thần thức vội vàng tản ra. Quả nhiên chung quanh không có đầu lâu của Lý Vân Tiêu. Theo Lý vừa rồi một kiếm chém xuống đầu lâu không bay xa mới đúng nha. Huyền nữ coi chừng. Đột nhiên không trung có tiếng quát vang lên, một lực lượng bài sơn đảo hải nện thẳng xuống huyền nữ. Sau đó kiếm quang không hề có dấu hiệu hiện ra, chém không gian trước mặt huyền nữ thành hai khúc. Kiếm quang hiển hiện ánh sáng màu đỏ lóe lên, một nữ tử cung trang màu đỏ xuất hiện, ánh mắt đầy kinh hãi.
À, là Nhĩ Lôi trưởng lão, là ngươi cũng muốn giết ta sao? Giọng nói lạnh như băng vang lên, giọng nói của Lý Vân Tiêu xuất hiện trước mặt Nhĩ Lôi sau đó đánh ra một trường. Lập tức phong vân đột khởi, thiên địa biến sắc. Hàn Quân Đình và Huyền Nữ biến sắc, nhìn không được trong nội tâm run rẩy, vừa rồi bố trí không chê vào đâu được, căn bản không có khả năng thất bại, vậy mà lại thất bại hoàn toàn. Đại phong vân trưởng, Nhĩ Lôi hoảng hốt, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết nghênh đón, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, trong miệng quát to. Còn chưa động thủ, còn chờ khi nào? Trong nội tâm Lý Vân Tiêu run lên khó hiểu, cảm giác tử vong thật lâu chưa từng xuất hiện đã xuất hiện trong lòng, giống như có cảm giác tai vạ tới nơi rồi. Hắn hoảng hốt đánh ra một trường về phía trước, lại vội vàng thu tay lại, thân hình hóa thành màu vàng. Pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, lập tức bấm niệm pháp quyết kết thành một đạo kết giới. Ma thiên áo giáp cũng tự bay ra bao trùm toàn thân của hắn. Giờ phút này bình phong phỉ thúy trước mặt vỡ tan, bên trong có một thân ảnh đang ẩn nấp, trong khoảnh khắc lật tay đánh ra một trường. Ngã đạo hữu nhai. Chính là Bắc Minh Huyền Cung chiêu đầu tiên trong thiên ngoại tam thức. Ầm ầm, lực lượng như núi lớn đánh thẳng vào kết giới kim quang. Huyền âm hàn khí huyền khí mênh mông đột phá tất cả. Lý Vân Tiêu hoảng hốt bấm niệm pháp quyết, hắn lao tới đánh ra một trường. Nhưng mà hắn bị huyền âm hàn khí xuyên thấu qua da thịt, bắt đầu tổn thương do giá lạnh bao phủ kinh mạch toàn thân. Tay đấm lập tức chịu ảnh hưởng, thoáng cái biến chậm lại. Ầm ầm, trường thế bành trướng không ngừng biến hóa, xuyên thấu qua hàn quang vô tận. Thân ảnh người nọ khẽ động, quanh thân sinh ra vô số cảnh tượng kỳ dị. Uy lực của ngã đạo hữu nhai tăng lên gấp mấy lần, hóa thành thức thứ hai kinh hồng chưa định, hàn khí khắp thiên địa lưu chuyển như tinh vân, giống như thế gian không thể tồn tại một chiêu này, nó chẳng khác gì sát thần lâm thế. Bành! Quyền ảnh của Lý Vân Tiêu bị đập vụn, mà thiên khải xuất hiện vô số hoa văn màu đa, cả áo giáp vậy mà thoát thể bay ra ngoài hóa thành trạng thái cự ma, bên trong có ngàn vạn tiếng gào rú tức giận. Nhưng sau khi ma thiên khải biến hóa, nó lập tức bị áp chế lại. Một trường kia cứng rắn đánh thẳng vào ngực của Lý Vân Tiêu, một ngụm máu nóng bắn ra ngoài, khí thế của Lý Vân Tiêu giảm xuống thật mạnh, nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng mới đứng lại. Thật mạnh, đón đỡ hai thức của ta mà không chết. Khó trách ngươi không đặt hai chiêu của Đinh Sơn vào trong mắt. Hàn khí chậm rãi tiêu tán đi, thân ảnh người nọ xuất hiện trong không gian. Một thân áo lưới màu trắng. Tóc dùng ngọc châm búi lên, hàn khí dần dần thu liễm hóa thành xương trắng bao quanh toàn thân. Bắc Minh đoạn quyết. Vạn Nhất Thiên kinh hô lên, trên mặt khiếp sợ thật sâu. Tô Liên Y cũng hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ nhìn qua thân ảnh cao ngạo kia, lộ ra từng trận hàn khí mạnh mẽ. Bái kiến đoạn quyết đại nhân. Sốt cuộc Hàn Quân Đình kịp phản ứng, nhanh chóng bước lên bái kiến. Huyền nữ cùng Nhĩ Lôi cũng tiến lên hành lễ. Không chung còn có nữ tử mặc cung trang màu hồng xuất hiện, đứng chung một chỗ có vài phần tương tự Nhĩ Lôi, tiến lên phía trước nói. Nhĩ Lâm bái kiến đoạn quyết đại nhân. Bắc Minh đoạn quyết nói. Không cần đa lễ. Một đám nữ tử thần tiêu cung hạ thấp người, đứng hai bên Bắc Minh đoạn quyết, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lý Vân Tiêu. Bắc Minh đoạn quyết, người thân là tông chủ một tông, không ngờ đi làm chuyện đánh lén hèn hạ như thế. Vạn Nhất Thiên kiềm chế rung động trong lòng, tức giận quát lên. Bắc Minh đoạn quyết liếc nhìn hắn một cái, dường như cực kỳ khinh thường, nói. Ngạo Trường không tại thành Tân Duyên còn bị ngươi sai sử đánh lén Lăng Bạch Y một quyền, bổn tọa đánh lén hai thức thì được coi là cái gì? Vạn Nhất Thiên lúc này im lặng. Bắc Minh đoạn quyết giơ tay lên, chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Cổ Phi Dương, không thể ngờ trong thiên đãng sơn mạch còn không lấy được mạng ngươi. Trái lại cho ngươi thiên đại cơ duyên. Nhưng hôm nay ngươi có thể trốn đi sao? Lý Vân Tiêu giờ phút này nội tức cực kỳ hỗn loạn, từng kinh mạch bị hàn khí đông cứng, không cách nào vận chuyển, khẽ động chân nguyên thủ ho ra máu, không cách nào nói chuyện được. Nhĩ Lôi nói, Cổ Phi Dương cực kỳ lợi hại, Quân Đình cùng Huyền Nữ bố trí không chê vào đâu được bị hắn khám phá. Nếu không có Đoạn Quyết đại nhân ở đây, chỉ sợ hắn đã trốn đi rồi. Bắc Minh Đoạn Quyết nói, Cổ Phi Dương người mang Nguyệt Đồng, có thể nhìn thấu tất cả giả dối, muốn lừa gạt hắn xác thực rất khó. Nhưng mà các ngươi mang theo Thanh Liên Phỉ Thủy Bình của Thần Tiêu Cung, nó có thể che đậy tất cả thần thức, nếu không làm sao có thể đánh lén. Hắn không lấy đánh lén làm hổ thẹn,
ngược lại đắc chí sau khi đắc thủ. Nhĩ Lôi đau lòng nhìn qua mảnh vỡ bình phong, nói. Bình phong này cung chủ đại nhân cực kỳ ưa thích, chúng ta trộm ra ngoài làm tổn hại, sau này không biết bàn giao thế nào mới tốt. Nhưng chỉ cần có thể giết Cổ Phi Dương, liều mạng bị cung chủ của trách cũng đáng. A, à, ha ha. Lý Vân Tiêu nuốt rất nhiều đan dược và thiên tài địa bảo xong, thương thế mới dần dần áp chế, không nhịn được cười rộ lên. Bất Diệt Kim Thân đang hết sức thu nạp huyền âm hàn khí chuyển thành lực lượng bản thân, nhưng hiệu quả cực yếu, trong thời gian ngắn chỉ làm thương thế không biến xấu. Kỳ thật Đoạn Quyết đại nhân hoàn toàn không cần trốn trong Phỉ Thúy Bình, bằng vào da mặt này đủ ngăn cản thần thức rồi. Lý Vân Tiêu nói móc. Ha ha, Cổ Phi Dương, người trước sau vẫn ẩn giấu như vậy nha. Bắc Minh Đoạn Quyết không giận bật cười, nói. Có thể được phá quân võ đế tán dương, kinh sợ, nhưng ta còn xem đây là khen thưởng đấy. Lý Vân Tiêu im lặng, vốn định lại nói móc vài câu, nhưng biết rõ không có tác dụng, cũng dứt khoát câm miệng. Giờ phút này miệng còn có thời gian, tất cả đều nhồi đầy thiên tài địa bảo, nuốt tất cả vào miệng. Bắc Minh Đoạn Quyết khẽ cười nói. Như thế nào, không cần phép khích tướng kéo dài thời gian sao? Huyền âm chân khí trong cơ thể của ngươi, không chết đã là vạn hạnh, muốn áp chế trong thời gian ngắn là không có khả năng, kéo càng lâu càng không xong. Hắn dù thế nào cũng không ngờ thân thể Lý Vân Tiêu biến thái như vậy, lập tức ngăn chặn thương thế, hiện tại đang không quan tâm tất cả nuốt đan dược khôi phục. Lý Vân Tiêu vẫn nhét đầy miệng, chậm rãi nói ra. Đã như vậy, không bằng kéo thêm 2-3 ngày, để cho hàn độc của ta phát tác mà chết, thế nào? Ha ha. Ý kiến hay, nhưng mà 2-3 ngày quá lâu, bổn tọa không có tính nhẫn nại như vậy. Bắc Minh Đoạn Quyết nói. Nghe nói trong thánh khí của ngươi có cao thủ long tộc, bảo hắn xuất hiện đi. Nếu thực lực đầy đủ, có lẽ có thể kéo 2-3 canh giờ đấy. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói. Ngươi nói hắn đi ra thì hắn đi ra sao, vậy mặt mũi hắn ở đâu? Ngươi tính toán là thứ gì chứ? Nhĩ Lôi hừ một tiếng, nói. Đã như vậy, tiễn ngươi đi Tây Thiên được rồi. Trường kiếm trong tay nàng quét ngang, một đạo hồng ảnh hiện lên trời cao, đâm thẳng về phía trước. Kiếm thế phi thường nhanh chóng, đâm thẳng vào cổ họng. Nội tâm Lý Vân Tiêu vạn phần ngưng trọng, Nhĩ Lôi Nhĩ Lâm đều là trưởng lão thực lực siêu cường trong Thần Tiêu Cung, trước kia đi theo hai bên khúc hồng nhan, nhiều lần gặp được, thực lực không tầm thường. Còn Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y bị kiếm trận vây khốn. Đây cũng là một kiếm trận cực kỳ lợi hại của Thần Tiêu Cung, do 13 người bố trí thành. Từ tình huống trước mặt muốn chuyển bại thành thắng là không có khả năng, chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp thoát thân, mà khôi phục lực lượng nhất định chính là mấu chốt. Nghĩ đến đây, lập tức dùng tâm thần gọi Sa Vưu, Bắc Quyến Nam và Tân Thần đi ra, nói tình huống trước mắt cho bọn họ biết, nói. Các huynh đệ, chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bắc Quyến Nam mặt không biểu tình, trực tiếp vươn tay chụp lấy thân kiếm Nhĩ Lôi. Cuồng đồ! Nhĩ Lôi khiếp sợ, trường kiếm bắn ra vô số kiếm hoa. Phanh! Nhưng vẫn bị Bắc Quyến Nam bắt lấy, bàn tay hóa trưởng đánh ngược trở về. Ngươi là người phương nào? Nhĩ Lôi thoáng kinh hãi, kiếm thế của nàng lăng lệ, cửu giai huyền khí bình thường cũng bị cắt đứt, huống chi là thân thể. Đồng tử Bắc Minh Đoạn Quyết cũng co lại. Cẩn thận đánh giá Bắc Quyến Nam, cho dù tìm trong trí nhớ thế nào cũng không tìm được tin tức về người này. Một chiêu của Bắc Quyến Nam đánh lui Nhĩ Lôi xong, liền đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu, căn bản không quan tâm địch nhân trước mặt. Sa Vưu tức giận hừ nói. Không có việc gì thì gọi ta là Long Long, hiện tại có việc gọi huynh đệ của ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Hổ thẹn, ta sẽ nghĩ lại, toàn bộ nhờ các ngươi ngăn cản. Ta đi tìm nơi chữa thương trước đây. Hắn thả người bay lên, biến hóa thân ảnh mấy lần, lui ra phía sau. Đột nhiên không gian có chút lắc lư, một đạo trùng kích lăng lệ phá không bay tới, nhanh chóng áp chế hắn xuống. Lý Vân Tiêu cả kinh, thương thế của ngươi quá nặng, tuy lực lượng không được, nhưng giờ phút này đã đủ rồi, chân thân bất đắc dĩ rơi xuống đất. Sau đó không gian không ngừng hoạt động, thoáng cái xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh do lực lượng thuần túy ngưng tụ thành. Đao kiếm búa kích, từ xa ngàn dặm đánh thẳng xuống. Lý Vân Tiêu cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện Hàn Quân Đình gây nên, nàng mượn nhờ lực lượng huyền khí của cửu trọng thiên ba áp chế.
Nơi mọi người đang đứng chính là bản thân huyền khí. Những quang ảnh binh khí không ngừng chém xuống, nhìn như bình thường nhưng không có bao nhiêu uy lực, nhưng giờ phút lại cực kỳ mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, một mặt bảo kính hiện ra trong lòng bàn tay, huyễn hóa thành hào quang như kim cương sáng ngời. Những quang ảnh công kích rơi vào mặt kính, lập tức bị phân giải thành vô số quang ảnh, tất cả đều cải biến phương hướng. Đại bộ phận năng lượng thể không ngừng khuếch tán ra, còn có bộ phận dùng góc độ vật lý phản xạ lại, hóa thành hào quang đầy trời bao phủ toàn thân Lý Vân Tiêu, không có cái nào bắn thẳng vào người của hắn. Hàn Quân Đình kinh hãi, nàng khống chế cực kỳ tinh diệu, công kích không hề có góc chết, không ngờ bảo kính lại thần kỳ như vậy. Chết! Huyền nữ quát to một tiếng, tay trái nâng bảo cầm, kéo động dây đàn sau đó âm thanh dồn dập không ngừng sinh ra, ngưng tụ thành lưỡi đao khổng lồ trên mặt kính. Đồng thời Hàn Quân Đình nhưng tụ lực lượng huyền khí cửu trọng thiên ba, sóng biển vô tận hóa thành gông cùm đánh tới. Đột nhiên một bóng dáng cực lớn đánh tới trước mặt Lý Vân Tiêu, đúng đầu bò, hai con ngươi đỏ bừng như bảo ngọc, tiếng kêu ụm bò, ò. Vang lên, vô số ánh sáng màu xanh kéo dài dưới chân của nó, đánh ánh sáng màu đỏ đang lao tới sơ xác. Sau đó thân ảnh khổng lồ lao tới trước, đôi sừng trâu khổng lồ mang theo hào quang. Ầm ầm. Đao mang nổ tung, hóa thành vô số âm luật ầm ĩ vang lên bên tai của nàng. Ở xa đám người nhĩ lôi khiếp sợ, trên người Lý Vân Tiêu còn giấu bao nhiêu thứ đây, giờ phút này bày ra lực lượng bọn họ theo không kịp. Hàn Quân Đình quát to. Nhất kiếm đồng tâm trận, nhanh chóng giết Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y. 13 nữ tử mặc cung trang đồng thanh trả lời. Vâng, từng đạo hàn quang cùng sát ý lẫn liệt sinh ra trên thân mỗi người, giống như nước chảy qua từng nơi. Lại hoàn toàn nhất trí như khối bảo ngọc hoàn mỹ vô khuyết. Vạn Nhất Thiên giận dữ, há có chuyện ngồi chờ chết, giận dữ hét. Liên Y đại nhân, cùng giết ra chứ. Bất chấp thương thế trên người, lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, trong hai tay hóa ra một thanh trường thương, trên thân thương có cự thú xuất hiện. Tô Liên Y sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo thần thái kiên quyết, bất chấp bất cứ giá nào. Giờ phút này Lý Vân Tiêu thoát thân bay lên. Hắn giống như đại bàng dương cánh bay lượn cửu thiên, quan sát phía dưới. Hàn Quân Đình nhíu mày, lạnh lùng nói. Muốn chạy trốn, nằm mơ, trong cửu trọng thiên ba lâu này là nơi chôn thây của ngươi. Ách, như vậy phải không? Lý Vân Tiêu lười biếng dương mắt mảnh vải đến, trong tay bay ra đâu xuất thiên phong, hóa thành phạm vi nửa mẫu lớn nhỏ, hướng cái kia cửu trọng thiên ba trên lầu đập tới. Tuy không gian huyền khí này cực lớn, uy lực vô cùng. Nhưng không thể di động, chỉ có thể đứng sững ở nơi này. Chi? Hàn Quân Đình hít khí lạnh, cả gương mặt thoáng cái xanh lại, trong mắt bạo lên, gương mặt tuyệt mỹ biến dạng. Không muốn a? Nàng hoảng sợ quát to một tiếng, đâu xuất thiên phong uy lực thế nào nàng đã tận mắt thấy qua, cường giả siêu phàm nhập thánh không gánh nổi một kích. Lý Vân Tiêu làm gì quan tâm tớ nàng kinh hô, cười lạnh sau đó đánh ấn quyết ra, thể tích thiên phong biến lớn gấp đôi. Lập tức nện mạnh vào cửu trọng thiên ba. Hàn Quân Đình tâm thần lo lắng, trái tim trên cổ họng, nội tâm mong mỏi cửu trọng thiên ba có thể kháng trụ, dù sao đây cũng là huyền khí tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù là một kích của siêu phàm nhập thánh cũng có thể ngạnh kháng. Nhưng đâu xuất thiên phong bốn màu lại không phải siêu phàm nhập thánh có thể ngăn cản, huống chi hiện tại hóa ra năm sắc quang mang, thời điểm đánh xuống cả không gian cũng nứt ra. Ầm ầm, ngọn núi đánh vào cửu trọng thiên ba. Lầu các kiến trúc tinh xảo tan nát, tan rã từng tấc, triệt để đánh nát kỳ vọng của Hàn Quân Đình. A, nàng bi thương kêu to lên, huyền khí chí bảo này nàng cực kỳ yêu thương, đỏ mắt xông lên phía trước. Cổ Phi Dương, đi chết đi, đoạt sư phụ ta, hủy huyền khí của ta, ta ăn thịt ngươi. Trường kiếm trong tay đánh ra một kích thật mạnh, chém ra một cái khe thật dài trên không trung. Nhĩ Lôi kinh hãi nói. Quân Đình ngươi. Hàn Quân Đình lúc này gương mặt dữ tợn, dung nhan tuyệt thế cũng vặn vẹo giống như nhập ma. Huyền nữ ở bên cạnh nàng cũng kinh hãi không dứt, cảm nhận được sát ý ngập trời, vội la lên. Quân Đình, trấn thủ nguyên thần, ngàn vạn đừng loạn khí cơ. Đàn cổ trong tay nàng bắn ra một đạo sóng âm, nó như mang theo gió xuân, lướt qua tóc của Hàn Quân Đình sau đó cảm xúc của nàng hoàn toàn hòa hoãn lại. Vạn Nhất Thiên phát tín hiệu cho người của mình trên bầu trời. Lúc này hơn 100 tên cường giả Vạn Bảo Lâu đang chờ trên không trung, bọn họ nghe được triệu hoán thì cuộc chiến này sẽ thay đổi.
nhưng qua mấy hô hấp sau, tất cả yên tĩnh. Vạn Nhất Thiên, Tô Liên Y cả kinh nói. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có kết giới hay sao? Sắc mặt Vạn Nhất Thiên cực kỳ khó nhìn, nói. Không có mết giới. Trong lòng Tô Liên Y sinh ra dự cảm không tốt, nói. Vậy xảy ra chuyện gì? Đột nhiên trên bầu trời có quang mang hiện ra, giống như không chút dấu hiệu trống rỗng xuất hiện, trực tiếp rơi vào chân Vạn Nhất Thiên, lăn vài cái. Chi, đại trưởng lão. Vạn Nhất Thiên cảm thấy hoa mắt, có chút đứng không vững, đầu lâu đó chính là của Trần Trung Hy. Tuy trong thành Tân Duyên Trần Trung Hy bị Lăng Bạch Y kích thương, nhưng mà không suy giảm tới căn bản, mấy tháng qua càng khôi phục phân nửa, mặc dù là cường giả cửu tinh đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ của hắn, vì sao bị người ta giết như vậy chứ? Đột nhiên nội tâm Lý Vân Tiêu thầm hô không tốt. Chứng minh âm thầm còn có địch nhân, hơn nữa thực lực cực kỳ cường hoành. Trần Trung Hy đầu thân khác biệt, hơn trăm cường giả vạn bảo lâu cũng tan thành mây khói. Ngươi, các ngươi là người phương nào? Lúc này có hai ba chục cường giả thành Thạch Xuyên cảm nhận được khí tức cường đại nên bay lên, mỗi một người đều có nguyên lực chấn động đáng sợ, có mấy người tim gan như nứt ra, muốn quỳ xuống đất. Cầm đầu là một tên lục tinh võ đế, chính là thành chủ thành Thạch Xuyên, hắn vừa hỏi xong thì lập tức hối hận. Mù Lòa cũng nhìn ra cường giả hai bên đang sống mái với nhau, hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, có lẽ trước tiên nên quay đầu chạy đi, thần tiên đánh nhau như vậy, hắn xen vào là tìm cái chết. Nhưng mà không ai quan tâm tới hắn, thậm chí không có người nhìn hắn một cái, bọn họ hai ba mươi người giống như không khí. Thành chủ thành Thạch Xuyên thở ra một hơi, đang muốn quay người vụng trộm rời khỏi, lập tức bị quấn vào. Một võ giả sau lưng tức giận quát. Thành chủ đại nhân, đám này đúng là không biết sống chết, lại dám ở thành Thạch Xuyên dương oai, còn bỏ qua tồn tại của ngài. Chi? Thành chủ thành Thạch Xuyên hít khí lạnh, tâm thần như chìm vào trong đáy cốc. Hắn thậm chí cảm nhận được có vài ánh mắt lợi hại nhìn qua. Tên thủ hạ này bình thường rất đắc lực, hơn nữa rất biết điều, nịnh nọt, được mình ưa thích, nhưng mà vì sao hôm nay hắn không có mắt như vậy? Hắn bổ ra một chưởng, đánh tên này lục phủ ngũ tạng vỡ hơn phân nửa, máu tươi phun ra như suối bay ra xa. Không phát hiện những tiền bối đang diễn võ sao? Mắt của ngươi có bị mù hay không? Thành chủ thành Thạch Xuyên giận dữ hét. Đều cút trở về cho ta. Phạm vi 10 dặm quanh đây là cấm khu. Bất luận kẻ nào dám quấy rầy các tiền bối diễn võ, tất cả giết chết bất luận tội. Không, tru sát cửu tộc. Hắn quát lên như bị tâm thần, nội tâm sợ hãi như biển cả, thân thể run lên. Đúng, đúng. Một đám thủ hạ bị sợ hãi không nhẹ, trừ bị khí tức trong nơi này chấn nhiếp ra, cũng bị thành chủ hù sợ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thành chủ tức giận như vậy, ngay cả thủ hạ thương yêu nhất cũng bị một trường bổ gần chết. Bọn chúng ý thức được chuyện nghiêm trọng, nhanh chóng rút đi. Hai chân tên thành chủ mềm nhũn nhanh chóng mang thủ hạ rời đi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua bầu trời, ngàn dặm không mây, không có kẻ nào khác. Nội tâm của hắn càng trầm xuống, hắn không phát hiện ra tung tích của đám ngừa vừa tới. Rốt cuộc là ai, dám giết người còn không dám đi ra hiện thân. Hắn hét lớn một tiếng, không có bất kỳ đáp lại. Kỳ thật tầng thứ của bọn họ đã rất khó bị hai ba câu khích tướng làm tức giận, dù sao cũng là chém giết sinh tử, bất luận sơ sẩy gì cũng sẽ bỏ mạng. Bởi vì một hai câu mà mất đi lý trí là đồ ngu xuẩn, đã sớm biến thành thi cốt trên con đường võ đạo, thành cầu thang cho kẻ khác bước lên trời. Cho nên Ngạo Trường không dám thản nhiên đánh lén, Bắc Minh Đoạn Quyết có thể thản nhiên đánh lén, Lý Vân Tiêu cũng thản nhiên làm không ít chuyện thất đức. Dùng tính mạng ra chơi. Ai chơi quang minh chính đại cơ chứ? Hì hì. Hàn Quân Đình cười rộ lên, sửa sang mái tóc rối loạn, khôi phục dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nói. Không cần hô, nếu như người tới là ta, người nọ tự nhiên sẽ đi ra. Nhưng thế cục trước mắt, ai mà thèm đứng ra chứ? Lý Vân Tiêu đã sớm biết có kết quả này, nhanh chóng nuốt đan dược và thiên tài địa bảo, có thể khôi phục bao nhiêu thì bao nhiêu. Người Thần Tiêu Cung cảm thấy hồ nghi. Hắn ăn nhiều tài liệu quý giá như vậy, sợ rằng đã làm không ít võ giả cửu tinh trung giai nổ chết rồi. Sắc mặt Bắc Minh Đoạn Quyết run rẩy vài lần, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như Lý Vân Tiêu không ngừng trốn chạy để khỏi chết, hoặc là phẫn nộ chém giết, nội tâm của hắn sẽ an tâm hơn nhiều. Nhưng giờ phút này hắn vẫn bình tĩnh nắm chắc thời gian khôi phục thương thế, có thể thấy được nội tâm đối phương cực kỳ kiên định,
thậm chí không có một tia sợ hãi và tức giận, bộ dáng như đã tính trước. Ta không rõ, thân là cường giả siêu phàm nhập thánh, vì sao lại nghe một tên võ đế sai sử. Bắc Minh Đoạn Quyết nhìn thấy Sa Vưu xuất hiện, liền không động đứng thẳng ở nơi đó. Lý Vân Tiêu có thần thái thong dong bình tĩnh thì bất an, rốt cục mở miệng nói chuyện. Sa Vưu lười biếng nói. Thế giới to lớn, chuyện ngươi không rõ còn nhiều lắm. Hai người ai cũng không muốn động thủ trước, đều phát giác được khí tức cường đại trên người đối phương, không chỉ thắng bại khó liệu, một khi động thủ tất nhiên là thiên băng địa liệt, cả thành trì hóa thành phế tích. Bắc Minh Đoạn Quyết nói. Cổ Phi Dương có thể cho ngươi chỗ tốt gì, ta cho ngươi gấp đôi, có thể quy thuận Bắc Minh Huyền Cung ta. Sa Vưu cười nói. Ngươi cho không được. À, Bắc Minh Huyền Cung ở trên đại lục là tông môn khó có được, đồ vật hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho được. Bắc Minh Đoạn Quyết nói ra. Vẻ mặt Sa Vưu cười gian, hắc hắc nói. Hắn mỗi ngày đi ị cho ta ăn, ngươi cho ta hai phần được không? Quẹ. Lý Vân Tiêu đang nuốt thiên tài địa bảo, lập tức quẹ ra toàn bộ, rất nhiều mảnh vụn tài liệu đã tiến vào khí quản, sắc mặt của hắn đỏ bừng, không ngừng ho khan kịch liệt. Khục, khục khục, quẹ, quẹ quẹ. Lý Vân Tiêu ăn lúc trước đều nhổ ra, thân thể đang tốt, thoáng cái mất đi linh khí cung cấp nên uể oải. Chúng nữ tử thần Tiêu Cung hơn phân nửa che miệng lại, lộ ra vẻ chán ghét. Hàn Quân Đình xem thường nói. Lý Vân Tiêu, ngươi là một đời cường giả, có thể phong độ chút hay không? Khục, khục khục. Lý Vân Tiêu đỏ cả mặt, ngay cả mật cũng ngoẹ ra, mặt mũi đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Sa Vưu, giận dữ hét, ngươi thật buồn nôn, xấu thanh danh của ta. Ha ha ha. Sa Vưu nhìn thấy cảnh này nội tâm rất thoải mái, nhịn không được cười ha hả. Sắc mặt Bắc Minh Đoạn Quyết cũng hơi tái, dạ dày quay cuồng, thật sự bị buồn nôn, quát mắng. Thấp kém, buồn nôn. Hàn khí lóe lên, trong mắt có sát ý bắn ra. Hai ngón tay Bắc Minh Đoạn Quyết khép lại, một đạo hàn khí bay vụt ra. Sa Vưu lập tức đình chỉ cười to, khóe miệng cười mỉa mai, năm ngón tay mở ra, hóa thành long chảo sau đó hàn khí bắn thẳng ra ngoài, hóa thành một tầng băng tinh bao phủ bốn phía, nhưng thoáng cái hóa thành khí. Bắc Minh Đoạn Quyết ngưng mắt nhìn lại, nội tâm rất ngưng trọng. Huyền âm chân khí cực kỳ cường hãn, một nguyên nhân trọng yếu là kèm theo tổn thương rất mạnh, người chúng chiêu khôi phục như cũ, còn có thể lưu lại mầm tai họa thật lớn. Nhưng thân thể Sa Vưu Long vô cùng cường hoành, vừa rồi hắn hơi thăm dò một chút, huyền âm chân khí căn bản không thể sánh bằng long khí. Như thế nào, không chơi? Sa Vưu bắt đầu mỉa mai. Đối với chiêu thức của và năng lực của Bắc Minh Đoạn Quyết thì hắn hiểu rõ ràng, mà Bắc Minh Đoạn Quyết hoàn toàn không hiểu gì về hắn cả, hai bên cân nhắc với nhau hắn chiếm hết thượng phong. Bắc Minh Đoạn Quyết nói, ta và ngươi đánh một trận trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, cho nên không cần phải, kiềm chế lẫn nhau là được, thắng bại cứ do bọn họ đánh đi. Ngươi nói không cần đánh sao, không phải làm ta mất mặt đấy chứ. Sa Vưu cười tà, nói, đến nha, nóng người nha. Trong tay hắn có ánh sáng màu lam hiện ra, Tu Di Vô Ngã kiếm chém ra một đạo kiếm quang, bầu trời bị cắt ra miệng vết thương cực lớn, xé rách nó đi. Thân ảnh Bắc Minh Đoạn Quyết lắc lư không ít, cũng chỉ còn lại có tàn ảnh. Sa Vưu hừ lạnh một tiếng, thả người bay lên không trung, truy đuổi thân ảnh Bắc Minh Đoạn Quyết. Hai người bay lên cao cao, không ngừng truy đuổi trên trời cao. Dường như Bắc Minh Đoạn Quyết không muốn liều mạng với hắn, cố ý né tránh, đại bộ phận tinh lực vẫn phân tâm lưu ý trạng thái của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nôn mửa cả buổi, sắc mặt lúc này mới chuyển biến đẹp một ít. Đồ vật khẳng định ăn không vô, hắn lấy ra rất nhiều nguyên đan, đều bóp nát, hấp thu trước mặt của người thần Tiêu Cung. Nam nhân thô bỉ, không biết vì sao sư tôn lại thích kẻ như ngươi chứ. Trong mắt Hàn Quân Đình tràn đầy vẻ chán ghét, trên mặt càng có cảm giác ưu việt, nói. Huyền nữ đại nhân, thừa lúc hắn bệnh lấy mạng của hắn. Hai tay của nàng phát ra hào quang của kim loại, giống như cánh trong suốt, thoáng cái xuất hiện trước mặt của Lý Vân Tiêu, dùng một chảm đơn giản chém xuống. Lý Vân Tiêu mặc kệ nàng, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái tránh đi. Hai tay của Hàn Quân Đình múa đao, đuổi theo Lý Vân Tiêu sau đó chém liên tục, đao quyết chém loạn nhưng không có chút sơ hở nào cả. Đặc điểm của nàng là khống chế tinh vi, chém loạn nhưng không dư thừa một phần tinh lực nào cả.
Trong nháy mắt Lý Vân Tiêu đã bị một tầng hào quang bao phủ. Nhưng ánh đao chém xuống rất xảo quyệt, tất cả xoay quanh người Lý Vân Tiêu ngoài một trường. Thân pháp của Lý Vân Tiêu còn tinh diệu hơn cả đao pháp của nàng. Hàn Quân Đình lập tức tâm loạn, càng múa càng nhanh, loạn đao mất đi kết cấu loạn nhưng bất loạn, càng như vậy Lý Vân Tiêu ứng phí càng dễ dàng hơn nhiều. Tuy tránh né Hàn Quân Đình truy chém cũng không uổng phí lực, nhưng mà trạng thái này không cách nào hấp thu nguyên lực, ngược lại bắt đầu dẫn động thương thế. Hắn bay thấp lên lưng của đầu bò, một tay bấm niệm pháp quyết. Thân bò có ánh sáng màu xanh bao phủ thân thể của hắn, hơn nữa một cước nâng lên đá thẳng vào Hàn Quân Đình đang truy kích. Bành bành bành. Không gian liên tiếp nổ tung, lực lượng cuồng bạo bắn ra ngoài. Hàn Quân Đình nhanh chóng thoát đi, thân thể dẫm nhẹ lên đầu bò, lúc này lưỡi đao chém lên đầu Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo hồng quang hiện ra, song thủ đao bị trói buộc giống như bị trói chặt lại. Nàng kinh hãi cúi đầu nhìn xuống, thấy đầu bò bắn ra hào quang màu đỏ bao phủ thân thể của nàng lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đồng thời hai sừng bắn ra hào quang sáng ngời, hóa thành khe hở lăng lệ, xé rách vạn vật quanh thân. Chi! Hàn Quân Đình hoảng hốt, khí tức khủng bố tới cực điểm dâng lên, nâng tăng chân khí lên cực hạn, khí tức mạnh mẽ bắn ra ngoài, sau này bay lên cao cao. Đầu bò không ngừng lao thẳng tới trước, nó không hề nao núng chút nào cả. Nước trôi! Huyền nữ quát một tiếng, đàn cổ bắn ra hào quang bảy màu, ngưng tụ thành hình trên không trung, lúc này khe hở xuất hiện. Bành! Hai đạo lực lượng phá không bay đi, giữa âm ảnh hưởng còn lại áp chế bắn thẳng về phía huyền nữ, làm cho nàng khiếp sợ sau đó nhanh chóng lui lại, làm tan mất lực lượng phản chấn. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Nội tâm huyền nữ kinh hãi. Trong mắt Hàn Quân Đình bắn ra hào quang ngưng trọng, nói. Đầu châu này là thần khôi, không thể khinh thường. Quanh thân của nàng vào lúc này có ánh sáng màu đỏ đang bảo vệ, song đao không ngừng động đậy. Dốc sức liều mạng giãy giụa vài cái mới có thể hoạt động lại được. Thần khôi. Huyền nữ khiếp sợ không ít, đầu tiên là nhíu mày, ý chí không ngừng dao động. Hàn Quân Đình trầm giọng nói. Không sợ, chờ sư tỷ giết Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y, sử dụng kiếm trận giết đầu châu này và Lý Vân Tiêu. Huyền nữ có chút lo lắng nói. Thật có thể làm được sao? Trên người của hắn có trời mới biết còn có cái gì khác. Hàn Quân Đình lạnh lùng nói. Không sai biệt lắm, ta từng chiến đấu cùng hắn vài lần, vẫn hiểu thực lực và át chủ bài của hắn. Cuộc chiến hôm nay chúng ta tất thắng, đừng quên nơi đây không chỉ có người thần tiêu cung chúng ta đâu. Huyền nữ nói. Ta vẫn cảm giác người này không đơn giản, mặc dù không có tiêu sái và cuồng ngạo năm đó, nhưng hắn có khí chất khác mà năm đó không có. Trong mắt Hàn Quân Đình mang theo thần thái giận dữ, quát. Huyền nữ. Ngươi muốn như thế nào? Muốn động dao động đạo tâm sao? Sắc mặt huyền nữ khó coi, nói. Kỳ thật ta nói bố cục thất bại rồi, lúc trước ta bắt trước cung chủ đại nhân, tuyệt đối là không chê vào đâu được, không có bất kỳ sơ hở, nhưng cũng bị hắn nhìn thấu, đến bây giờ ta còn không rõ mình sơ hở ở nơi nào đấy. Trong nội tâm Hàn Quân Đình khẽ động, huyền nữ đi theo sư tôn hơn 10 năm, bắt trước cho dù là nàng cũng không nhận ra, tăng thêm Thanh Liên Phỉ Thúy Bình Phong ngăn chặn thần thức. Quả quyết chưa từng có đạo lý thất bại. Khục khục, cái này, kỳ thật rất đơn giản. Lý Vân Tiêu nghe bọn họ bàn một hồi, lúc này mới lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Hai người cùng hỏi. Tay phải Lý Vân Tiêu đặt lên miệng ho khan hai tiếng, nói. Cái này, ta hiện tại tâm tình không tốt, không muốn nói. Vậy đi chết đi. Hàn Quân Đình giận dữ mắng mỏ một tiếng, hai tay ấn xuống hóa thành vô số đao chạm. Ăn thiệt thòi từ đầu bò, nàng không dám tới gần nữa. Huyền nữ cũng mở đàn cổ ra, không ngừng kích thích âm luật, hóa thành vô số binh khí chém tới. Đầu bò dậm mạnh chân, một đạo kết giới mở ra, lập tức dẫm nát tứ phương. Cuối cùng há to miệng ra, trên cổ có ánh sáng đỏ xuất hiện, lúc này hóa thành một vòng tròn to lớn. Trời tròi kết hợp với vòng tròn trên cổ của đầu châu liền hóa thành thế giới. Công kích đánh vào thế giới này đều bị bắn ra bên ngoài. Lý Vân Tiêu mừng rỡ trong lòng, lực lượng của đầu châu này không bằng siêu phàm nhập thánh, nhưng đối phó với huyền nữ cùng Hàn Quân Đình thì dư xài. Hắn nghiêng người trên lưng châu, một tay bấm niệm pháp quyết, hắn vẫn tiếp tục hấp thu nguyên khí chữa trị thân thể. Hơn nữa thời khắc cảnh giác nhìn qua bốn phía, để ngừa có người mai phục đánh lén lần nữa.
Cách đó không xa Nhĩ Lôi Nhĩ Lâm hai vị trưởng lão hoàn toàn bị chế trụ. Tân thần sau khi đột phá huyệt môn thứ 6 của thần thể, lực lượng thân thể vô cùng cường hoành, tăng thêm hắn vô cùng mạnh mẽ làm cho Nhĩ Mai không thể làm được gì. Lúc này kiếm quang không ngừng bắn ra, hai người nhanh chóng bay ra ngoài. Bắc Quyến Nam thì ung dung lạnh nhạt hơn nhiều, cơ bản không chủ động công kích, chỉ không ngừng xuất kiếm quyết ngăn chặn Nhĩ Lôi. Thậm chí tay trái của hắn thả lỏng ra sau lưng, bộ dáng tùy ý. Trong nội tâm Nhĩ Lôi vô cùng kinh hãi, cho dù chính mình công kích như thế nào cũng không cách nào làm gì được đối phương, trong nháy mắt nàng vừa vội vừa giận. Tâm tình Bắc Minh Đoạn Quyết cũng trầm xuống, lực lượng thần tiêu cung hoàn toàn bị ngăn chặn, nếu không phải có thể đột phá, sợ rằng muốn giết Lý Vân Tiêu rất khó. Giờ phút này hắn cũng không muốn hao nhiều khí lực, dù sao bạo ngực bắt ve, còn có chim sẻ núp đằng sau, hắn cũng không muốn làm mai mối cho người khác. Tất cả mọi người chú ý tới nhất kiếm đồng tâm trận, 13 cường giả thần tiêu cung công kích liên hoàn, Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y đã biến thành nỏ mạnh hết đà, không thể làm gì. Phi Dương, nhanh cứu chúng ta. Vạn Nhất Thiên cầu cứu, trong mắt mang theo lo lắng. Hắn giờ phút này không quan tâm thương thế, thúc giục một kiện huyền khí giống như cây dù, nó không ngừng bay múa trên không trung, nhưng mà đã trăm ngàn vết thương, tràn ngập nguy cơ. Kiếm quang đầy trời không ngừng đè xuống, xuyên thấu qua cây dù đánh thẳng vào hai người, lúc này tình thế cực kỳ nguy hiểm. Lý Vân Tiêu vỗ vào lưng châu, nói. Bên trên, đầu bò bước đi, đi thẳng vào kiếm trận. Hàn Quân Đình và Huyền Nữ thoáng kinh sợ không thôi, công kích càng lăng lệ ác liệt, chém lên vòng tròn. Lý Vân Tiêu lấy ra giới thần bi, bấm niệm pháp quyết, điểm ra một khe hở, nói. Hai phu nhân này giao cho các ngươi. Ba thân ảnh xuất hiện gồm cá sấu, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, còn có ác linh. Ác linh trong trận chiến thành Hồng Nguyệt đã cướp lấy thân thể tộc trưởng yêu tộc Bát Bộ làm nơi an thâm, thời gian dài đến nay không ngừng dung hợp cùng tu luyện, đã hoàn toàn dung thành nhất thể. Huyền Lôi Kinh Vân Hống sau khi thôn vệ lôi hỏa hỏa báo lôi thú thì bước vào cánh cửa cửu giai, yêu khí cuồng dã trùng thiên, trên người có lôi quang màu vàng bắn ra, vô cùng kinh người. Cá sấu càng xấu xí đến cực điểm. Xem xét thì đáy lòng phát lạnh, bản thân do hai chủng nguyên tố tuyệt cường tạo thành, bám vào vô số hắc tử, bản thân có nhiều điểm đen rậm rạp chằng chịt. Ba đạo thân ảnh hiển hóa ra, ngăn ở trước người Huyền Nữ cùng Hàn Quân Đình, lúc này hai nữ đã giật mình, nhịn không được lui về phía sau. Hắc hắc, bổn đại gia sau khi đạt được thân hình này, còn chưa khỏe đấy. Ác linh hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân bạo phát, lập tức yêu lực cửu giai đỉnh phong quét qua. Bầu trời sinh ra muôn hình vạn trạng. Hơn nữa còn có cây búa mà long thú lưu lại, về sau lại mặt dày mày dạn tìm Viên Cao Hàn rèn luyện một phen, giờ phút này cầm trong tay vô cùng cuồng dã. Số bà nương, ăn một búa của bổn tọa. Thân thể của hắn nhoáng cái xuất hiện phía trên Huyền Nữ, chém xuống một búa. Huyền Nữ kinh hãi vỗ đàn cổ, vô số âm luật hóa thành tuyến quấn vào nhau, cũng không cách nào ngăn cản được lực lượng to lớn hắn đánh xuống. Long cong, cây búa lớn đánh thẳng vào đàn cổ, 7 dây đàn không ngừng lắc lư, phát ra vô số âm thanh rung động to lớn. Càng có vết ngắn đính vào đàn cổ. A, à, Huyền Nữ nhìn chằm chằm vào cây búa đang đánh xuống đàn cổ, đánh vào đàn cổ còn đau đớn hơn cả đánh vào người nàng, hai mắt đỏ rực. Ác linh mở to mắt như hạt châu, oa oa hét lớn. Phá búa gì thế này, Viên Cao Hàn lão nhân kia gạt ta, một cây mộc cầm còn chém không đứt. Chờ ta trở về giới thần bi sẽ đi chém lão đầu kia, dám lừa gạt ta. Hắn ngửa mặt lên trời kêu vài tiếng, càng cầm búa chém loạn xuống. Huyền Nữ sợ tới mức vội vàng thu cầm chạy trốn. Lúc ác linh ra tay, Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng trực tiếp hóa lôi, lập tức lao qua phía Hàn Quân Đình, mang theo lôi điện màu vàng đánh tới, thanh thế ngập trời. Sắc mặt Hàn Quân Đình vô cùng khó nhìn, lôi thú và ác lọm nàng đã gặp qua. Mà ác linh kia nàng tận mắt thấy nó đoạt xá thân thể yêu tộc, không thể ngờ đã dung hợp hoàn toàn, không chê vào đâu được. Càng làm cho nàng đau đầu là, thân thể yêu tộc kia là bất tử chi thân, có thể chặt đứt tái sinh. Thoáng cái nhiều ra ba cường địch, làm cho nàng tin tưởng sụp đổ. Bắc Minh Đoạn Quyết cũng giật mình, nội tâm sinh ra dự cảm không tốt. Kể từ đó lực lượng thần tiêu cung bị ngăn chặn hoàn toàn. Hơn nữa có trời mới biết trong thánh khí Lý Vân Tiêu còn có đồ vật gì nữa. Ngay thời điểm hắn đang suy nghĩ, đột nhiên Sa Vư bắn ra kiếm khí như cầu vồng,
ngàn vạn đạo kiếm khí bắn ra, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Giống như ngàn vạn ngọn núi ngưng tụ vào một kiếm này. Thiên Thu Phong. Bắc Minh Đoạn Quyết hoảng hốt, cánh tay đảo qua một cái, một tầng băng trụ che phủ cánh tay, tách ra hào quang sáng ngời đánh thẳng vào tay của hắn. Từng đạo huyền âm hàn khí tản ra từ cánh tay, quyền uy vô cùng vô tận ngăn cản kiếm khí đang đánh tới. Ầm ầm. Băng trụ nứt vỡ ra, kiếm lãng tạo ra phong ba hút hắn vào bên trong một chút. Thân thể Bắc Minh Đoạn Quyết không ngừng quay cuồng trong gió lốc, nhưng mà hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo cương khí hộ thể bao phủ toàn thân. Thân thể cũng không có loạn, lặng lặng nhìn chằm chằm vào phong bạo bao phủ Sa Vưu, cũng không dám phân thân xem cuộc chiến ở nơi khác. Sa Vưu thấy đánh lén không có kết quả, nhếch miệng cười cười sau đó pha trò, tiếp tục công kích các chiêu số mang tính biểu diễn. Sau khi ngăn cản huyền nữ cùng Hàn Quân Đình xong, Lý Vân Tiêu cưỡi Thiết Ngưu xông vào kiếm trận. Thiết Ngưu lao vào trong kiếm trận, từ trên cao áp xuống không gì có thể ngăn cản được. Rầm 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 phanh. Vô số kiếm quang dâng lên, tất cả chém tới nhưng đều vỡ tan. Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y áp lực giảm đi rất nhiều. Hai người nhanh chóng thu nhỏ vòng chiến lại sau đó lui ra một bên, lúc này không ngừng nuốt đan dược chữa thương, vừa trèo trống chờ đợi cứu viện chấm dứt. Lý Vân Tiêu nói, Nhất Kiếm Đồng Tâm quả nhiên có chút phiền phức, nhưng chỉ cần đánh tan đồng tâm của các ngươi là được rồi. Nữ tử cầm đầu lúc này hừ lạnh nói, 13 người chúng ta diễn luyện kiếm trận này hơn 30 năm, sớm đã đồng tâm đồng lực, ta đúng là muốn nhìn ngươi làm sao có thể phá đồng tâm của chúng ta đấy. Lý Vân Tiêu không nói nhảm, trực tiếp ném ra Đâu Xuất Thiên Phong, nó không ngừng biến lớn trên không trung, thoáng cái lớn 3-4 mẫu, không ngừng áp qua kiếm trận. Không tốt, mau lui lại. Cầm đầu nữ tử kinh hãi, vừa rồi tận mắt nhìn đến vật ấy đập vụn cửu trọng thiên ba lâu, nào dám chọi cứng. Ụm bò, ò. Thiết Ngưu bắt đầu kêu to, vô số ánh sáng màu xanh bắn ra, dán chặt dưới chân ba nữ tử. Ba nữ tử này vô cùng kinh hãi, lúc này giãy giụa ra, đã thấy một đạo hào quang bao phủ các nàng vào trong. Oanh! Thiết Ngưu tiến lên phía trước một bước, cửu thiên đều lục đại la hoàn kịch liệt rung động lắc lư thoáng một phát, giống như là bị nó dẫm nát dưới chân giống như. Ba gã nữ tử mặc cung trang bị đánh thất điên bát đảo, đều tổn thương nội phủ, miệng phun máu tươi. Lúc này Đâu Xuất Thiên Phong không có nện xuống, Lý Vân Tiêu giả vờ đánh một chiêu lại thu hồi, nói. Lại đi tới một bước. Oanh, oanh, oanh. Thiết Ngưu giơ chân lần nữa, liền dẫm ba cái. Lúc này là ba đạo sóng xung kích đảo qua các nơi, ba nữ tử miệng thổ huyết, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, hơi thở mong manh. 10 người còn lại kinh hô, thoáng cái kinh ngạc ngây người. Không biết nên làm thế nào. 30 năm qua các nàng cùng tiến cùng lui, lại cùng khổ luyện kiếm trận, hiện tại thiếu đi ba người, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vạn Nhất Thiên cùng Tô Liên Y vội vàng chạy đến, bọn họ trốn sau lưng Thiết Ngưu, không ngừng khôi phục. Vạn Nhất Thiên giận dữ hét. Phi Dương nhanh chóng giết ba tiện nhân, lại giết 10 người kia. Lý Vân Tiêu nói, ta dù sao có sâu xa với Thần Tiêu Cung, thả ba người các nàng thôi. Thiết Ngưu giống ụm bò, ò, sau đó hào quang trên cổ biến mất. Tâm thần chúng nữ tử Thần Tiêu Cung rơi xuống thung lũng, kiếm trận vừa vỡ, các nàng mất đi cơ hội chuyển bại thành thắng, hơn nữa huyền nữ và Hàn Quân Đình vào lúc này đều rơi vào hạ phong, vô cùng nguy hiểm. Đều dừng tay lại. Lý Vân Tiêu kêu to một tiếng. Tất cả mọi người nhíu mày, nhưng hay là thập phần nghe lệnh, ngay cả ác linh đang giết cao hứng cũng rút lui. Sắc mặt Bắc Minh Đoạn Quyết âm trầm lợi hại, đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Lý Vân Tiêu nói, ta và Thần Tiêu Cung có sâu xa không cần phải nói, nhưng nói cho cùng cũng là chuyện riêng của ta và Hồng Nhan, đám tiện nhân các ngươi kích động xen vào làm gì. Xem mặt mũi của Hồng Nhan ta không giết các ngươi, trừ Hàn Quân Đình phải lưu lại ra, những kẻ khác xéo cả đi. Chúng nữ tử đều chấn động ngạc nhiên, không thể ngờ Lý Vân Tiêu sẽ thả các nàng. Sắc mặt Hàn Quân Đình mặt xám như cho tàn. Nhĩ Lôi ôm quyền nói. Phi Dương đại nhân khoan hồng độ lượng, thực sự làm cho chúng ta hổ thẹn. Nhưng Quân Đình chính là ái đồ của cung chủ, hy vọng đại nhân cũng có thể đại xá cho nàng. Không có khả năng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói ra. Nếu không có Hàn Quân Đình ba phen mấy bận muốn giết hắn, lúc này nếu hắn thả đi, lần sau có thể mất mạng sẽ là hắn,
bảo đám người Thần Tiêu Cung này xéo đi chính là cho mặt mũi lắm rồi. Dù sao chung quanh nguy hiểm thế nào hắn hiểu rõ, có thể tận lực giảm đi một địch nhân thì cứ tận lực giảm đi một địch nhân. Nhưng Hàn Quân Đình đã nhiều lần vi phạm điểm mấu chốt của hắn, cho nên phải lưu lại mới được. Sắc mặt Nhĩ Lôi trở nên khó nhìn, dường như thập phần kiên định, nói. Nếu không thả Quân Đình, chúng ta cũng không đi, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Ánh mắt của nàng nhìn qua hư không, lạnh lùng nói. Các vị muốn chiếm tiện nghi, nếu Thần Tiêu Cung chúng ta và Đoạn Quyết đại nhân rút đi, còn có tiện nghi cho các ngươi nhặt sao? Lý Vân Tiêu chậm rãi ung dung nói ra. Ta không biết chung quanh có bao nhiêu người đang ẩn nấp, nhưng đã không có đi ra, bản thiếu gia xem như không biết. Như ai dám hiện thân đi ra chính là đại địch của bản thiếu gia, cho dù hôm nay không giết ngươi, khoản sổ sách này ta sẽ ghi nhớ kỹ. Chờ ta phá tan gông cùm võ đạo sẽ lại đi giết kẻ đó. Hắn nói câu này chính là tảnh phong với Nhĩ Lôi, nhưng cũng là cho đám cường giả đang ẩn nấp kia nghe thấy. Trên bầu trời vẫn yên lặng, hiển nhiên nhiều người đang do dự. Xem ra tại hạ phải xuất hiện trước tiên rồi. Đột nhiên có vài gợn sóng chấn động sinh ra trong hư không, sau đó là mấy đạo phù văn xuất hiện, gợn sóng nhanh chóng hóa đi, lúc này có vài đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nói. Hóa thanh ẩn thân phù, khó trách thần thức của ta không phát hiện ra được. Ba người vừa xuất hiện hắn quen mắt, nhất thời không nhớ nổi là người nào, nhưng hơn phân nửa cũng là tồn tại uy danh hiển hách. Sau khi người nọ hiện thân, liền ôm quyền nói. Phá Sơn Cốc trọng hồng bái kiến chư vị đại nhân. Phá Sơn Cốc, một trong 10 đại tông môn Bắc Phực, khó trách bản thiếu gia nhìn cảm thấy quen mắt. Lý Vân Tiêu hơi nhớ lại một chút, sau đó gương mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Chỉ bằng cặn bã như ngươi mà cũng muốn lấy mạng của bản thiếu ra sao? Trọng Hồng nói. Đương nhiên không phải, tại hạ tới đây không phải vì Vân Tiêu đại nhân, mà là vì Vạn Nhất Thiên. Nhất Thiên huynh. Lý Vân Tiêu qua thân đi. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên đột biến, lạnh lùng nói. Trọng Hồng, có chuyện gì? Trọng Hồng mỉm cười, nói. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì cả, Phá Sơn Cốc và Vạn Bảo Lâu xưa nay có làm sinh ý qua lại với nhau, hôm nay Nhất Thiên đại nhân gặp rủi ro như vậy, tại hạ muốn mời đại nhân tới Phá Sơn Cốc của ta làm khách. Vạn Nhất Thiên nói, làm khách, lão phu vừa rồi thiếu chút nữa chết đi, nếu ngươi thật tâm muốn mời lão phu làm khách, như vậy vừa rồi phải ra tay cứu giúp chứ. Trọng Hồng cười nói, đại nhân quá để mắt tại hạ rồi, kiếm trận của Thần Tiêu Cung là thiên hạ vô song. Ta nào dám đi vào chịu chết. Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói. Đã như vậy, ta và ngươi không có giao tình gì để nói cả, chuyện làm khách không cần phải nói thêm gì nữa. Trọng Hồng nói. Tại hạ đã đi ra, làm gì có chuyện cam tâm quay trở về chứ, mong rằng đại nhân nghĩ lại. Thế đạo mặc dù loạn, Phá Sơn Cốc cũng xem như một phương thế lực, tự hỏi còn có thể bảo hộ đại nhân an toàn. Hắn đã nói tới mức này. Bây giờ ai cũng hiểu rõ ý đồ của Trọng Hồng. Vạn Nhất Thiên cười nhạo nói. Bảo hộ ta an toàn, chê cười. Nếu ngươi giết những tiện phụ Thần Tiêu Cung này, ta sẽ đi theo ngươi. Nhĩ Lâm tức giận. Vạn Nhất Thiên, miệng chó của ngươi sạch sẽ một chút đi. Trọng Hồng nói. Đại nhân không nên khó xử ta, tại hạ tự hiểu bản thân mình. Đại nhân theo ta về làm khách là được, còn tốt hơn là đi với những kẻ khác. Hôm nay mời đại nhân tới chơi, ta tự hỏi còn có thực lực tranh giành một chút. Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Đến rất nhiều người sao? Ánh mắt của hắn nhìn qua bầu trời, hồ nghi nói. Đều là hóa thanh ẩn thân phù. Trọng Hồng cười nói. Hơn phân nửa là thế, đã dùng linh phù thượng phẩm bực này, Vân Tiêu đại nhân không phát giác ra được là đương nhiên. Lý Vân Tiêu nói. Hóa thanh ẩn thân phù chính là linh phù thượng phẩm tuyệt mật. Chỉ có giải rác vài người có thể luyện chế mà thôi, làm sao có khả năng xuất hiện nhiều thế cùng một lúc trước. Trọng Hồng nói, ta không biết, linh phù của tại hạ mua từ Thiên Nguyên Thương Hội, tốn hao một ức cực phẩm nguyên thạch mới mua được một tấm. Trừ linh phù ra còn tặng một cái ngọc giản, trong đó ghi lại kỹ càng chuyện Vạn Nhất Thiên đại nhân mang thượng cổ bí tàng trong người. Cái gì? Trong mắt Vạn Nhất Thiên như xuất huyết, giận dữ hét. Đinh Sơn đáng chết, hận a. Trên mặt Trọng Hồng mang theo dáng vẻ bị cắt thịt, nói. Đinh Sơn đúng là đủ thâm hiểm, sau khi ta mua xong mới biết được tin tức đã sớm truyền ra khắp cả Bắc Phực.
Muốn độc chiếm thượng cổ bí tàng là không thể nào, Nhất Thiên đại nhân, ta không trông cậy sẽ kiếm được bao nhiêu tiền lãi, cho nên để tại hạ thu chút tiền vốn đi. Vạn Nhất Thiên mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Bán trở lại, ta bán toàn bộ bí tàng cho ngươi là tốt rồi. Ai nha, tuyệt đối không được, làm vậy chẳng khác gì giết tại hạ mất. Trọng Hồng vội vàng từ chối nói. Tại hạ tự hiểu lấy mình, ta còn không có phúc phận cỡ này đâu, nếu ta lấy toàn bộ bí tàng, chỉ sợ ngày hôm nay ta không thể ra khỏi thành Thạch Xuyên. Đại nhân tùy tiện cho ta vài kiện huyền khí như trụ quang bàn là được rồi. Vạn Nhất Thiên tức giận suýt thổ huyết, tức giận. Tốt, cho ngươi. Nói xong hắn giơ tay lên, đánh ra 7-8 viên châu màu vàng, mỗi viên châu đều có phủ quang lập lòe, sau khi bay tới trước mặt Trọng Hồng liền nổ tung. Bành bành bành. Những hạt châu kim hệ tỏa ra vô số kim quang, mỗi một hạt như bắn ra ngàn vạn lưỡi đao sắc bén. Trọng Hồng không dám khinh thường, trong tay xuất ra một thanh kiếm và bắn ra vô số kiếm quang, nó giống như màn sáng bắn ra quanh người, lập tức đánh bại những công kích kia. Vạn Nhất Thiên lập tức không có cách, với trạng thái của hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của Trọng Hồng, chỉ có thể đưa mắt mà nhìn. Trọng Hồng nói, thời điểm này, Nhất Thiên đại nhân nên biết điều. Vân Tiêu đại nhân giờ phút này ứng đối Bắc Minh Thế gia cùng Thần Tiêu cung ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có tinh lực quản ngươi, ngươi cũng đừng liên lụy Vân Tiêu đại nhân. Vạn Nhất Thiên cười lành lạnh nói. Lão Phu cho dù chết cũng không có khả năng mang bí tàng giao cho rác rưởi như ngươi đâu. Hôm nay đi đến trình độ như vậy, ta cũng tự biết không có khả năng thủ hộ vật kia, các ngươi ai có bản lĩnh thì lấy đi. Trên mặt hắn lúc này ảm đạm không ánh sáng, không mang theo chút hy vọng nào cả. Lúc này hắn lấy một khối kim loại trong tay áo ra, lập tức tỏa ra ánh sáng khiếp người. Hơn nữa có đồ án hiển hiện ra, bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số bóng dáng chân bảo không ngừng lập lòe. Đây cũng là chìa khóa thượng cổ bí tàng mà nhiều thế hệ vạn bảo lâu truyền thừa xuống, không chỉ là mấu chốt mở bí tàng, hơn nữa địa đồ cũng ẩn trong đó. Lão Phu tin tưởng người có năng lực sẽ có được, Trọng Hồng rác rưởi như ngươi đừng có mà mơ nữa. Trên mặt Vạn Nhất Thiên không ngừng run rẩy. Trong hai mắt mang theo lửa giận và bất đắc dĩ. Trọng Hồng cả kinh, vội vàng chụp vào chìa khóa kia. Đột nhiên không gian hơi lắc lư, chung quanh chìa khóa có bàn tay hiện ra, bắt lấy chìa khóa sau đó nhanh chóng biến mất. Trọng Hồng kinh hãi, thời điểm đang muốn đuổi theo, không gian đột nhiên dậy sóng, một đại đao chém ngang trời, người trước mặt bay xa vài chục mét. Ầm ầm, không gian bị chém nát thật nhanh, một bóng dáng nam tử áo đen chật vật xuất hiện. Bất chấp tìm hung thủ, hắn nhanh chóng bấm niệm ấn quyết thi triển độn thuật bay xa trăm dặm. Oanh! Hắn còn chưa thoát đi, đột nhiên đâm vào một vách tường vô hình, nhanh chóng thổ huyết. Không gian kia hơi mở ra, một thanh đại phủ đánh xuống. Ầm ầm! Nam nhân áo đen không địch lại, hắn bị đánh trúng chính diện, thân thể bị chảm thành hai đoạn. Chủ nhân đại phủ này là một tiểu lão thái bà ta lăng không bay tới đoạt lấy khối chìa khóa hình lập phương. Nhếch miệng cười cười. Nhưng đó chỉ là tàn ảnh mà thôi, hình ảnh này nhanh chóng tiêu tán đi. A, à, đột nhiên có tiếng thét của lão thái bà, thân thể lão thái bà hiện ra, lại bị một cái chén lưu ly vây khốn, không cách nào thoát ra được. Đám người Lý Vân Tiêu đứng dưới quan sát còn cảm thấy ngây ngốc, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đi tới thành Thạch Xuyên này. Trọng Hồng cảm giác mình thật ngu ngốc, hắn đang nói vì sao mình bộc lộ bản thân quá sớm như vậy. Lý Vân Tiêu hướng phía Thần Tiêu cung mọi người cười lạnh nói. Chư vị mưu tính thất bại, những kẻ này chỉ tới đây vì thượng cổ bí tàng mà thôi. Trừ đám xuẩn phụ và Đoạn Quyết đại nhân ra, dường như không có người muốn giết ta. Nghĩ lại cũng phải, Cổ Phi Dương ta làm người cũng rất tốt, làm gì có nhiều kẻ thù như thế chứ. Nhĩ Lôi cũng có phần sợ hãi, vội nói. Đoạn Quyết đại nhân. Sắc mặt Bắc Minh Đoạn Quyết lúc nào vô cùng âm trầm. Hắn bắt đầu phập phồng không yên. Hắn không kiêng kỵ những người đang xuất hiện ở nơi này, hắn sợ hãi với thứ không biết trong giới thần bi, không rõ trong đó lại có thứ gì sẽ xuất hiện. Ai cũng không biết bên trong giới thần bi còn có người hay vật nào không, nếu bản thân quyết định tử chiến tới cùng, đối phương lại thả ra mấy cường giả cửu tinh đỉnh phong, thậm chí siêu phàm nhập thánh, như vậy chính là góp mạng của mình vào nơi này. Tháng trước, người truyền âm cho Thương Ngô Khung lúc ở thành Tân Duyên chính là hắn. Lúc ấy Hàn Quân Đình đã đi tìm hắn, nói kế hoạch liên thủ đối phó Lý Vân Tiêu. Vốn Ninh Sơn đánh tan Lý Vân Tiêu,
thương thế của Lý Vân Tiêu trong nửa năm một năm mới khôi phục lại. Mà bản thân mình tăng thêm Thương Ngô Khung là hai cường giả siêu phàm nhập thánh là có thể áp đảo Sa Vưu rồi, huống chi còn có một đám cao thủ Thần Tiêu Cung bố cục tại đây, vốn nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ lúc này lại có biến cố như vậy. Thực lực của Sa Vưu còn trên cả mình, còn có nam tử mặt lạnh như băng và Thiết Ngưu, mặc dù không có thực lực cê siêu phàm nhập thánh nhưng cũng đã vượt qua cửu tinh đỉnh phong rồi, những kẻ còn lại là bộ dáng quỷ dị nhưng cũng không phải kẻ dễ chọc. Đừng nói lại xuất hiện một cường giả siêu phàm nhập thánh, cho dù xuất hiện thêm vài con quái vật cũng không phải không thể. Thương Ngô Khung đang ẩn nấp trong hư không, sắc mặt của hắn âm trầm như nước, hắn cũng giống Bắc Minh Đoạn Quyết, đã đo đạc thực lực chiều sâu của Lý Vân Tiêu, hắn còn cẩn thận hơn cả Bắc Minh Đoạn Quyết, phải một kích tất trúng. Nhưng kết quả đo đạc làm nội tâm của hắn trầm xuống, nếu tiến thêm một bước khảo thí, tất nhiên phải đầu nhập nhiều thực lực vào. Như vậy hắn sẽ bạo lộ tất cả át chủ bài, cũng tương đương tử chiến tới cùng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Bắc Minh Đoạn Quyết, trước kia là ta xem thường ngươi, hiện tại ta vẫn xem thường ngươi. Thực lực đã biết tròn biết méo, nhưng làm việc không quả quyết, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, người như ngươi rất khó thành sự. Bắc Minh Đoạn Quyết lạnh lùng nói. Không nên phô trương thành thế trước mặt của ta, toàn bộ át chủ bài của ngươi hiện tại đã mất hết, thực chém giết. Chỉ cần trả cái giá thật lớn thì người thắng chính là ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đã như vậy, người đang chờ cái gì thế? Hai tay Bắc Minh Đoạn Quyết nắm chặt lại, tiếng xương cốt va vào nhau kêu răng rắc, hàn khí không ngừng bộc phát ra ngoài. Hắn biết rõ Thương Ngô Khung đang ẩn nấp chung quanh, không chỉ có như thế, còn có mấy cao thủ Bắc Minh thế gia cũng đang ẩn thân ở gần. Giết Lý Vân Tiêu là mục tiêu hàng đầu. Thượng cổ bí tàng của Vạn Nhất Thiên cũng là nhiệm vụ trong kế hoạch, hiện tại xem ra có một chuyện không xong rồi. Khối kim loại hình lập phương kia không ngừng bị người ta tranh đoạt, lão thái bà đoạt lấy chìa khóa đã sớm đầu thân khác biệt, mà chủ nhân lồng thủy tinh vây khốn lão thái bà cũng trọng thương. Đám lâu la này không trọng yếu, không thể lọt vào trong mắt của Bắc Minh Đoạn Quyết, hắn đang đợi tin tức của Thương Ngô Khung, chỉ cần Thương Ngô Khung có quyết tâm tử chiến tới cùng thì hắn cũng bất chấp giá nào. Nhưng mà bên tai trừ tiếng hừ lạnh ra, tất cả vẫn im ắng, không có ai truyền âm cả. Chuyện này làm cho nội tâm của hắn táo bạo và phập phồng, nói rõ Thương Ngô Khung cũng không nắm chắc. Ác Linh kêu to lên, nói. Bọn chúng không động thủ thì chúng ta động thủ, ta muốn đi lên chém giết đám đàn bà này. Hai mắt của hắn sáng ngời, mặt mũi tràn đầy yêu khí. Đám nữ nhân Thần Tiêu Cung sợ hãi sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui ra phía sau. Nội tâm Lý Vân Tiêu thầm mắng ngu xuẩn, lực lượng đối lập hiện tại chiếm ưu thế rất rõ ràng, nhưng Bắc Minh Đoạn Quyết còn không đi lên, hiển nhiên đối phương còn che giấu lực lượng, chỉ vì lòng kiêng kỵ cho nên hiện tại mới do dự. Nếu lại khơi mào tái chiến, bên hắn chưa chắc sẽ thắng, mặc dù trong lòng mắng to Ác Linh ngu xuẩn, nhưng trên mặt cười nghiền ngẫm, nói. Bình tĩnh cho bản thiếu gia, có cơ hội sẽ cho ngươi chém. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng quát vang lên. Đều dừng tay cho bổn tọa, ai tiến lên một bước ta sẽ hủy chìa khóa này. Tất cả âm thanh đánh nhau đều dừng lại, ánh mắt của mọi người nhìn qua. Lý Vân Tiêu cũng ngẩng đầu lên, lập tức ngạc nhiên, bởi vì người cướp được chìa khóa lúc này chính là Lý Dật. Tiểu tử, đừng vội làm ẩu, ngươi dám tổn thương chìa khóa mảy may, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi đấy. Có 7-8 người vây quanh Lý Dật, trên mặt đầy âm độc. Lý Dật thấy mình đang bị đám đông vớ quanh cũng không sợ, cười hắc hắc nói. Muốn chìa khóa này cũng rất đơn giản. Trong mắt của hắn có hung quang hiện lên, nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Ai mang đầu của Lý Vân Tiêu tới thì ta sẽ giao chìa khóa cho kẻ đó. Lần này tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy bất ngờ. Một tên võ giả đầu chọc thân trần cười lạnh, nói. Tiểu tử muốn lợi dụng gia gia làm vũ khí sao? Ngươi còn non lắm, ngươi có giỏi thì phá hủy chìa khóa cho ta xem đi. Những người còn lại tỏa ả khí tức thô bạo, ép Lý Dật hoảng sợ biến sắc, không ngừng lui ra phía sau vài bước, quát to lên. Tiến lên một bước nữa ta sẽ hủy chìa khóa thật đấy. Một đạo quang mang xuất hiện trong tay của hắn, quấn lấy chìa khóa, không ngừng đè ép xuống. Mọi người nhanh chóng dừng bước, trên mặt đầy kinh hoàng, sợ hắn chó cùng rứt dậu hủy diệt chìa khóa. Lý Dật cười lạnh vài tiếng, nói. Bổn tọa nói được làm được, các vị không sợ dã tràng xe cắt hay sao?
cứ đi lên thử xem. Một tên võ giả lạnh lùng nói. Ngươi có thể cầm chìa khóa, nhưng mà muốn dùng chúng ta làm thương cho mình thì quá ngây thơ rồi. Lý Dật nói. Hiện tại ta đang nắm giữ chìa khóa trong tay, như vậy ta đang nắm quyền chủ động và quyền lên tiếng trong tay, không giết hắn, các ngươi thật cho rằng mình có khả năng cầm chìa khóa hay sao? Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, giết Lý Vân Tiêu, chúng ta cùng nhau mở bí tàng. Bắc Minh Đoạn Quyết hiện tại cũng góp lời vào. Các vị ở đây tranh đoạt chìa khóa ngươi sống ta chết, không bằng đặt tinh lên vào việc mở bí tàng ra. Nếu các vị giúp ta đánh chết Lý Vân Tiêu, Bắc Minh Đoạn Quyết ta dám đảm bảo, nhất định mang theo các vị đi tìm bảo tàng, hơn nữa mỗi người đều có phần. Lời này làm tất cả mọi người động dung, lâm vào suy tư. Bọn họ cũng biết mình không có khả năng nuốt riêng bí tàng, nhưng không có ai nguyện ý buông tha lợi ích trong đó, ít nhất phải tìm được tiền lãi hơn một ức cực phẩm nguyên thạch mới được. Nếu như có Bắc Minh Đoạn Quyết làm đội trưởng, cùng nhau đi tìm bí tàng, hệ số an toàn sẽ tăng lên nhiều. Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được vài ánh mắt không hảo ý đảo qua người mình, không ngừng dò xét thân thể của hắn. Ha ha ha, nhiều năm như thế, chẳng lẽ ngươi không có chút tiến bộ nào hay sao? Lý Vân Tiêu tươi cười, hắn áp chế thương thế trên người, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lý Dật, nhìn qua hắn cười rộ lên. A, à, Lý Dật hoảng hốt, trong nội tâm giật mình, hắn nhanh chóng lui ra phía sau. Lý Vân Tiêu tiến lên một bước, còn cách ba thước đã vươn tay bóp cổ đối phương. Đừng nhúc nhích, lại chạm vào ta, ta sẽ hủy chìa khóa đấy. Trong nội tâm Lý Dật vô cùng bối rối, sắc mặt đã tái nhợt không còn chút máu. Nội tâm của hắn không rõ vì sao lại sinh ra sợ hãi thật lớn. Hiện tại hắn mới phát hiện rõ ràng, chỉ sợ đời này hắn không có hy vọng báo thù, thực lực đối phương hơn hắn quá nhiều, hơn nữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Trong nội tâm đã vô số lần tưởng tượng ra tràng cảnh báo thù, bây giờ đối mặt kẻ thì nội tâm đầy sợ hãi, hắn cảm thấy mình thật buồn cười. Thất bại vô số lần và tin tưởng bị đả kích nặng, hắn cũng chưa từng phát hiện ra. Mình ở trước mặt Lý Vân Tiêu hoàn toàn mất đi tự tin vốn có, thậm chí mất đi cả dũng khí chém giết chính diện, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi và run rẩy như con chó không nhà, mồ hôi rơi như mưa. Hủy đi, ngươi hủy cho ta xem. Lý Vân Tiêu nói rất hời hợt, bàn tay giơ lên cao, đớt xuống một tát. Bốp! Một tát vang dội vang lên, Lý Dật bị đánh lộn mèo, phun ra mấy ngụm máu tươi. Chìa khóa cũng nằm trong tay Lý Vân Tiêu. Biến hóa quá nhanh làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng cảm giác được Lý Dật khiếp nhược và vô năng. Tên võ giả đầu chọc lúc trước nói. Vân Tiêu đại nhân, chúng ta vô tình mạo phạm ngài, ân oán giữa ngươi và Bắc Minh thế gia, thần Tiêu cung chúng ta không có ý chen vào. Không bằng phân ra hai bên, tất cả cùng đi, ngài giải quyết ân oán của mình, chìa khóa do chúng ta tranh đoạt. Đúng đúng, nói đúng. Đám người còn lại gật đầu tán thành. Trả lại. Lý Vân Tiêu cười rộ lên, nói. Rốt cuộc chìa khóa là của ai? Nếu bàn về ban đầu, nó tự nhiên là của Thiên Nhất Huynh, nếu bàn về sở hữu, hiện tại là của ta, dựa vào cái gì cho các ngươi? Một tên võ giả nói. Đại nhân nếu muốn phiền toái vào người, cứ nắm giữ chìa khóa đi, tất cả mọi người đều là địch với ngươi. Lý Vân Tiêu thè lưỡi liếm môi dưới, tươi cười âm trầm, nói. Yên tâm. Các ngươi chỉ bằng lớn mật là địch với ta, ta cũng không trực tiếp cầm uy hiếp hủy chìa khóa ra dọa các ngươi, ta sẽ giết các ngươi trước, thời điểm giết lại hủy chìa khóa. Mọi người lúc này im lặng, Trọng Hồng cũng lên tiếng. Vân Tiêu đại nhân, cần gì khó xử chúng ta chứ? Lý Vân Tiêu nói. Không phải ta làm khó các ngươi, nhưng mà a sợ chết, muốn có thêm pháp bảo để bảo vệ tính mạng của mình mà thôi. Chỉ cần hôm nay bản thiếu gia không có chuyện gì. Chìa khóa không ràng buộc giao cho các vị ở đây, nếu có chuyện không may xảy ra, tổn thương mấy cọng tóc, vậy phiền toái rồi. Võ giả đầu chọc cau mày nói. Đại nhân muốn chúng ta làm như thế nào đây? Lý Vân Tiêu nói. Đơn giản thôi, thờ ta giết Bắc Minh Đoạn Quyết và đám nữ nhân ngu xuẩn thần Tiêu cung xong, ta sẽ giao chìa khóa cho các vị. Mọi người nghe xong lập tức chấn động, dùng ánh mắt khó tin nhìn qua hắn. Không nói tới thực lực Bắc Minh Đoạn Quyết không có khả năng giết chết, cho dù thật sự có cơ hội, chẳng lẽ hắn thật sự dám giết gia chủ Bắc Minh thế ra sao? Còn có một đám nữ nhân thần Tiêu cung nữa chứ? Ngay cả Bắc Minh Đoạn Quyết cũng cảm giác vô cùng ngạc nhiên.
Hắn hiện tại suy nghĩ không phải là tử chiến và giết Lý Vân Tiêu, về phần bị Lý Vân Tiêu thì chưa bao giờ nghĩ tới, đây chính là chuyện không có khả năng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, hắn cười nhạo nhìn qua Lý Vân Tiêu. Trọng Hồng nói, Vân Tiêu đại nhân nói quá khí phách, lại dám kết tử thù với hai đại tông môn mạnh nhất đương thời. Lý Vân Tiêu ung dung nói, đây không phải vấn đề khí phách, là hai đại tông môn này đồng thời giết ta, là bọn họ kết tử thù với ta, khí phách chính là bọn họ đấy chứ. Lời này quá trâu bò, nhưng mà không kẻ nào dám phản bác. Trọng Hồng và những người khác lui sang một bên, dù sao bọn họ sẽ không ra tay, cũng vui mừng khi cường địch sống mái với nhau. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua mọi người, nói. Nếu không có chuyện gì, mọi người cứ quan sát là được, nhưng mà bản thiếu gia nói trước, nếu gặp phải nguy hiểm không cách nào hóa giải được, bản thiếu gia sẽ hủy chìa khóa trước tiên. Thượng cổ bí tàng gì đó sẽ chôn cùng với ta. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, lời này quá lưu manh rồi, còn phải bảo vệ hắn không chết, đây không phải là địch với Bắc Minh Thế Gia và Thần Tiêu Cung sao. Hắn làm như vậy còn không bằng không muốn chìa khóa. Sắc mặt Bắc Minh Đoạn Quyết biến thành khó coi, thì ra cho rằng có cơ hội, ai ngờ còn bết bát hơn. Thương Ngô Khung không có trả lời hắn, hơn phân nửa là buông tha rồi. Ở lâu vô ích, hắn cũng lười rong dài, hừ lạnh một tiếng liền phất tay áo bỏ đi, hắn cũng không muốn nói thêm câu nào khác. Ai nha, chớ đi, dùng lại, gọi người đấy, đừng không nể tình như thế chứ. Nhìn qua Bắc Minh Đoạn Quyết biến mất trong thành Thạch Xuyên người Thần Tiêu Cung sắc mặt như cho tàn. Bọn họ biết rõ đại thế đã mất, tuyệt đối không có khả năng lật bàn. Hừ, có gì phải sợ chứ, chết khác nhau mà thôi, đáng hận là rơi vào trong tay nam nhân cặn bã như ngươi còn không bằng tự sát cho rồi. Hàn Quân Đình biết rõ không còn hy vọng, cũng không muốn liên lụy đồng môn, cầm kiếm đâm vào cổ của mình. Bốp, đột nhiên có một bóng dáng hiện ra trước mặt nàng, hai tay cầm lấy lưỡi kiếm, giằng lấy thanh kiếm, quát. Không thể. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn, hắn ngạc nhiên, đó là Tần Xuyên. Chậc chậc, Hắc Phú Hộ cũng tới sao? Nội tâm của hắn chấn động, cảm thấy tình thế nghiêm trọng hơn so với dự đoán, nếu Bắc Minh Đoạn Quyết chưa chạy đi, hắn liên thủ với Hắc Phú Hộ thì bản thân mình thật sự gặp phải nguy hiểm. Ngươi làm gì thế? Hàn Quân Đình giận dữ, quát. Ngươi muốn ta bị nam nhân cặn bã này nhục nhã mà chết sao? Nhĩ Lôi lúc này nói. Quân Đình! Ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối không vứt bỏ ngươi rời đi, có chết thì mọi người cùng chết. Tần Xuyên nhu tình nhìn nàng, nói. Nếu có nàng chết, ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người giật mình. Hàn Quân Đình sững sờ nửa ngày, sau đó chào phúng. Ngươi tính là thứ gì chứ, cũng xứng quản sinh tử của ta sao? Ít ở đây giả vờ một bên tình nguyện, bổn quân cảm thấy buồn nôn rồi đấy. Tần Xuyên nói. Ta không quản sinh tử của nàng, ta không muốn nhìn nàng chết đi. Hàn Quân Đình cười lạnh, nói. Ngươi yêu thích ta. Tần Xuyên hơi khẩn trương, hai tay của hắn đổ mồ hôi lạnh, di rát đầu, nói. Đúng, đã thật lâu rồi. Hàn Quân Đình nhướng mày, nói. Được, ngươi đi giết Lý Vân Tiêu cho ta gả cho ngươi. Lời này làm rất nhiều người ngạc nhiên. Nhĩ Lôi giật mình, nói. Quân Đình, ngươi. Nàng nghĩ kỹ, giờ phút này tính mạng khó xử, nếu như Tần Xuyên cứu Quân Đình, với thân phận của Tần Xuyên, hai người hoàn toàn xứng đôi. Cho nên lời tới bên miệng thì nuốt trở về. Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, trong mắt có sát khí lóe lên, lạnh lùng nói. Xem ra tâm giết bản thiếu gia của ngươi không giảm, hôm nay đừng trách ta không niệm tình nghĩa với sư tôn của ngươi, mặc dù không lấy mạng của ngươi, cũng phải phế đan điền của ngươi trước, phế bỏ một thân tu vị của ngươi. Sắc mặt Hàn Quân Đình tái nhợt, trong mắt đầy sợ hãi, sau đó chấn định lại, nói. Bổn quân chết cũng không sợ, còn sợ ngươi phế tu vị của ta sao? Tần Xuyên la lên. Quân Đình, nàng đừng kích động như vậy. Hàn Quân Đình cười nhạo, nói. Không phải ngươi ưa thích ta sao? Hiện tại có người muốn phế tu vị của ta, ngươi còn đứng ở bên cạnh chờ xem, đúng là nam nhân có tiền đồ mà. Trên mặt Tần Xuyên ngượng ngùng, nói. Dùng thực lực của ta không có khả năng giết Lý Vân Tiêu, nhưng ta sẽ cố gắng, nếu ngươi muốn hắn chết, ta cũng sẽ cố gắng cùng ngươi. Hàn Quân Đình lạnh lùng nhìn hắn, nói. Cố gắng, hiện tại không giết hắn, hắn muốn giết ta, sau này ngươi đi cố gắng một mình đi, không liên quan tới ta.
Tần Xuyên nói ngươi đừng kích động, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cứu, rất khó đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Cho dù là Hắc Phú Hộ ở đây, Hàn Quân Đình hôm nay khó thoát khỏi một kiếp, bản thiếu gia tuyệt đối không cho phép nhân vật nguy hiểm như thế tồn tại, ta cho nàng quá nhiều cơ hội rồi. Tần Xuyên cố gắng chấn định lại, nói. Gia sư không đến đây, chỉ có mình ta mà ngươi. Lý Vân Tiêu mỉa mai, nói. À, ngươi định đấu với chúng ta hay sao? Ha ha ha, tới đây, để bổn đại gia lên trước. Ác Linh cười ha hả, múa đại phủ trên không trung vài lần, tiếng đại phủ xé gió rít vang. Tần Xuyên nói. Vân Thiếu nói đùa, tùy tiện một người trong các ngươi đi ra, ta không phải đối thủ của ai cả, cho nên ta chỉ có thể bàn điều kiện với Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện với ta, ngươi dựa vào cái gì bàn điều kiện với ta? Nói trắng ra ngươi được xem là thứ gì chứ? Tần Xuyên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hắn biết rõ giờ phút này ngàn vạn không thể loạn, nếu không chỉ không thể cứu Hàn Quân Đình, vô cùng có khả năng góp bản thân mình vào. Với tín niệm cứu người yêu, hắn chấn định không gì sánh bằng. Ta ở trong mắt Vân Thiếu không tính là cái gì cả, nhưng xích có sở đoàn, phi đao có sở trường, Vân Thiếu làm sao biết ta không có giá trị? Tần Xuyên không nhanh không chậm nói ra. Giọng nói của hắn thật chậm nhưng tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đang tự hỏi thật nhanh, sợ mình nói sai. Lý Vân Tiêu ung dung nói. Lời này nói không sai, mặc dù là một cuốn giấy vệ sinh cũng có thể phát huy tác dụng to lớn đấy. Nhưng mạng của Hàn Quân Đình không phải một cuộn giấy vệ sinh có thể đối. Hàn Quân Đình tức giận. Phi, buồn nôn, tục tằng, thô bỉ. Tần Xuyên gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Mạng của Quân Đình chính là vật báu vô giá, ta suy nghĩ liên tục, cho nên phải dùng vật báu vô giá với Vân Thiếu mới có thể đổi. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói. Vật báu vô giá của ta. Tần Xuyên nói. Đúng vậy, nghe nói với Vân Thiếu lúc ở Nam Vực Thiên Thủy Quốc có thu một đệ tử tên là Mông Bạch. Nội tâm Lý Vân Tiêu chấn động, tay phải vỗ lên Thiết Ngưu, lập tức uy áp mênh mông khuếch tán ra ngoài. Thiết Ngưu trầm thấp giống một tiếng, dưới chân của nó có ánh sáng xanh tỏa ra, lập tức bao phủ thân thể Tần Xuyên vào trong. Sắc mặt Tần Xuyên đại biến, chỉ cảm thấy hai vai như có núi cao áp xuống, thân thể không ngừng run rẩy, cả kinh nói. Vân Thiếu có ý gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không là ý gì, phòng ngừa ngươi đào tẩu. Nếu lát nữa ngươi nói chuyện làm ta không hài lòng, ta không do dự cho Thiết Ngưu đá vào vỡ bụng ngươi. Kéo ruột ngươi ra sau đó thắt cổ ngươi. Chậc chậc, chết như thế rất đẹp đấy, không biết nữ nhân trong lòng của ngươi sau khi nhìn thấy có cảm giác buồn nôn, tục tằng, thô bỉ hay không? Toàn thân Tần Xuyên bắt đầu run lên không dứt, hắn không sợ chết, nhưng chết buồn nôn như vậy quá khó tưởng tượng nổi, lập tức cảm thấy vô cùng khủng bố, huống chi nữ thần đang ở ngay trước mặt mình, sắc mặt của hắn không còn chút máu, cảm thấy oán hận. Lý Vân Tiêu nói, ngươi không cần nhìn ta như vậy. Chỉ cần nói chuyện làm ta thỏa mãn, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ không có gì. Nói đi, vừa rồi nói tới đệ tử Mông Bạch của ta, hắn thế nào rồi? Các cường giả trên bầu trời đang thầm than trong lòng, Tần Xuyên quá trẻ tuổi, Lý Vân Tiêu quá đa mưu túc trí. Loại thế cục bất lợi như thế này mang lại áp lực tâm lý và thân thể thật lớn với Tần Xuyên, trong lúc nói chuyện không ngừng lui bước, bây giờ lâm vào hoàn cảnh cực xấu. Tuy Tần Xuyên cũng biết dụng ý đối phương, nhưng hắn không cách nào bình tĩnh lại, hơi ổn định tâm thần liền nói. Mộng Bạch có tỷ tỷ gọi là Mộng Vũ. Trong mắt Lý Vân Tiêu có hàn quang lóe lên, khí thế khiếp người. Tần Xuyên cảm thấy hai vai của mình đau buốt, xương bả vai kêu rắc một tiếng, nó vỡ tung, hắn đau đớn nhe răng trợn mắt, cả kinh nói. Làm cái gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta không có tâm tình câu kéo với ngươi, cho ngươi một cơ hội, nói ra toàn bộ đi. Ngươi tốt nhất nên nói cho tốt, vì nó sẽ liên quan tới tính mạng của ngươi còn hay không. Hai vai Tần Xuyên đau đớn khó nhịn, hắn vốn muốn rằng có thêm một thời gian, có thêm thời gian bàn tính điều kiện, không thể ngờ Lý Vân Tiêu dã man như vậy, đánh TNA tính toán của hắn. Ta biết rõ Mộng Vũ đang ở nơi nào, ta có thể dùng nàng trao đổi tính mạng của Quân Đình. Nội tâm Tần Xuyên suy nghĩ một lúc liền nói. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chỉ là Mộng Vũ sao? Đồ nhi Mộng Bạch của ta đâu? Thân thể Tần Xuyên run rẩy lợi hại, nói. Mộng Bạch ta không biết tình huống thế nào,
có lẽ đang ở nơi nào đó trong thánh vực, nhưng ta thật không biết ở đâu cả. Lý Vân Tiêu nói, Mộng Vũ chỉ có tu vị võ sĩ mà thôi, Hàn Quân Đình chính là cửu tinh võ đế, cầm mạng một võ sĩ đổi mạng của cửu tinh võ đế, Tần Xuyên ngươi xem ta là đồ ngu sao? Tần Xuyên lập tức há hốc mồm, giật mình nói. Cái này, người bốn phía đều im lặng, còn có thể cân nhắc như vậy sao? Đúng là quá khi dễ người. Thương Ngô Khung vẫn sừng sững trên không trung, hắn lãnh đạm nhìn qua. Chu Sở đang ở sau lưng hắn, sắc mặt nhìn thế cục bên dưới không chút biến hóa, hắn cũng đang liếc trộm sư tôn của mình, nhưng mà Thương Ngô Khung vẫn như trước, không biểu lộ cái gì cả. Tần Xuyên thống khổ nói. Ngươi nói làm sao đổi? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, chữa tốt tổn thương trên vai, sau đó mang tỷ đệ Mộng Vũ tới đây, ta sẽ giao Hàn Quân Đình lông tóc không tổn hao gì cho ngươi. Tần Xuyên vội la lên. Mộng Bạch ta thực không biết hắn ở đâu, mang ra Mộng Vũ ta có tự tin thật lớn, mang Mộng Bạch ra là không có khả năng. Tâm thần Lý Vân Tiêu trầm xuống, Mộng Bạch hơn phân nửa bị Vi Thanh nhốt tại nơi bí mật, hơn nữa tất nhiên là giá trị cực cao, nếu không Tần Xuyên không có khả năng không biết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu là như thế, vậy không có biện pháp, muốn cầm một võ sĩ đổi võ đế, người đang hoàn toàn khi dễ ta đấy. Ta chỉ có thể đánh vỡ bụng nữ nhân của ngươi ra, dùng ruột của nàng thắt cổ nàng cho ngươi xem. Hàn Quân Đình bị dọa bạc cả tóc, nổi giận mắng. Nam nhân cặn bã, ngươi chết không yên lành. Ha ha, suy nghĩ tốt, để bổn đại gia làm thử. Ác Linh hưng phấn kêu to lên, sau khi đạt được yêu thân, nó vẫn không có cơ hội biểu hiện nào cả. Thiết Ngưu quá lỗ mãng, vạn nhất đá nát ruột của nàng thì không thú vị. Để bổn đại gia dùng búa mổ bụng của nàng. Yêu khí bành trướng bao phủ các nơi, lực lượng rất đáng sợ. Rất nhiều cường giả trên bầu trời nhướng mày, thần thái kiêng kỵ. Tần Xuyên hét lớn. Dừng tay, ta cầu ngươi buông tha nàng, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta đủ khả năng, van cầu ngươi Vân Thiếu. Hắn bị uy áp ép tới mức hai vai mơ hồ, quần áo đỏ tươi, trong mắt có nứa mắt chảy ra. Tân thần nhịn không được nói. Lý Vân Tiêu, tiểu tử này là hảo hán, hãy bỏ qua cho bạn gái hắn đi. Bạn gái? Hàn Quân Đình sững sờ, lập tức gương mặt đỏ bừng, cực kỳ lúng túng tức giận. Vô sỉ, hạ lưu, các ngươi một đều là đồ vô sỉ, một đám hạ lưu. Tân thần cười hắc hắc nói, cô gái nhỏ này xem ra cũng không có ngây thơ nha. Ngươi, ta giết ngươi. Hàn Quân Đình tức giận muốn nổi điên lên. Không để ý tất cả xông lên. Quân Đình, tỉnh táo. Nhĩ Lôi đi tới một bước, ngăn cản trước mặt của nàng. Nhĩ Lâm cũng ra tay ngăn cản nàng lại. Lý Vân Tiêu nói. Không phải ta không buông tha nàng, mà là tiểu tử này đưa ra điều kiện quá không thành ý. Tần Xuyên không ngừng chảy nước mắt, rung giọng nói. Chỉ cần ta đủ khả năng, mặc dù là chết ta cũng nguyện ý, chỉ cầu Vân Thiếu khoan hồng độ lượng buông tha nàng. Ân. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Cân nhắc thế nào đây? Hắn vỗ Thiết Ngưu, lập tức thu hồi uy áp lại. Hai vai Tần Xuyên buông lỏng, mạch máu trên vai nổ tung, hắn càng phun ra không ít máu tươi. Thân ảnh của hắn té xuống, thất tha thất thểu đứng không vững. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy đi, người trước tiên mang Mộng Vũ ra. Về phần Hàn Quân Đình tiện nhân kia, bây giờ đưa vào trong thánh khí của ta trước. Yên tâm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không tổn thương nàng mảy may. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn qua, Ác Linh xông tới, nó cầm búa bổ vào đám người Thần Tiêu Cung, quát. Đều cút ngay. Ầm ầm. Một búa đánh bay tỉ muội Nhĩ Lôi, Ác Linh bắt lấy Hàn Quân Đình, giống như diều hâu bắt gà, ném nàng trước mặt Lý Vân Tiêu. Hàn Quân Đình đang muốn phản kháng, đột nhiên cảm giác hai vai đau nhức, hai đạo ấn quyết của Lý Vân Tiêu đánh vào hai huyệt trọng yếu. Ấn quyết nhanh chóng hình thành mạng lưới phong bế đan điền của nàng. Nàng quá sợ hãi, trong nội tâm chấn động mạnh, nếu đan điền bị phế, chỉ sợ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lý Vân Tiêu nói, ngươi không cần oán hận nhìn ta như vậy, chỉ là phong ấn đan điền của ngươi mà thôi. Về phần có nguy hiểm hay không, vậy phải xem nam nhân của ngươi rồi. Hắn ném giới thần bi ra ngoài, nói, vào đi thôi. Giới thần bi hóa thành một khối ngọc bia đứng trong thiên địa, lập tức hấp dẫn ánh mắt vô số người, còn hấp dẫn vô số ánh mắt tham lam và hâm mộ.
Oán khí trong mắt Hàn Quân Đình chỉ tăng không giảm, nhưng dù sao nàng cũng là một đời giai nhân, nhanh chóng bình tĩnh lại, quay người nhìn Tần Xuyên nói. Ngươi không cần tới cứu ta, có cứu ta cũng không cảm kích. Nếu thật muốn ta thích ngươi, gả cho ngươi, cứ giết Lý Vân Tiêu là được. Tần Xuyên khó xử, nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi rồi nói sau. Chuyện giết Lý Vân Tiêu chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Hàn Quân Đình suy cười một tiếng, nhìn qua cường giả trên trời, cao giọng nói. Hàn Quân Đình ta thề ở đây, ai có thể giết Lý Vân Tiêu, cho dù kẻ đó giả cả tàn phế ta cũng gả cho kẻ đó. Lời kinh tứ phương, nội tâm tất cả mọi người chấn động. Tần Xuyên càng cả kinh, thất thanh nói. Quân Đình ngươi. Hàn Quân Đình mỉm cười, nói. Tần Xuyên, ngươi là người nổi bật trong thế hệ trẻ, muốn kết hôn với ta thì không thể thua kém được. Nhưng mà ta thấy ngươi hơn phân nửa không thể trông cậy vào, không bằng bảo sư phụ ngươi đến, ta gả cho hắn cũng không tệ đấy. Soạt. Tần Xuyên nắm chặt nắm đấm, hắn rơi xuống đất, nước mắt đầy mặt. Người trên bầu trời không ngừng nhìn qua nàng, nếu nói không tâm động tuyệt đối không thể nào, dung mạo Hàn Quân Đình không thua kém Khúc Hồng Nhan bao nhiêu. Hơn nữa bản thân nàng trẻ tuổi đã là cửu tinh võ đế, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, thậm chí vô cùng có khả năng trở thành chủ nhân Thần Tiêu Cung. Tài mạo song toàn như thế, tiền đồ lại không thể hạn lượng, sợ rằng không có nam nhân nào không động tâm. Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ác ý, biết không ít người động tâm tư. Hơn nữa giới thần bi của hắn bày ra ở đó, bản thân còn hấp dẫn hơn cả Hàn Quân Đình. Ta rất ngạc nhiên, vì sao ngươi hận ta như vậy? Trời sẽ mưa, con gái phải lập gia đình, chuyện của sư phụ ngươi, ngươi quản được sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày, dường như rất khó hiểu. Ha ha, ngươi muốn biết sao? Hàn Quân Đình đưa mặt tới, dung nhan tuyệt mỹ dán lên bên tai Lý Vân Tiêu, giọng như hoa lan, hứng thú nói nhỏ một câu. Ừ. Muốn biết, Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ngươi sẽ không bởi vì tâm tình không tốt mà không nói đắp chứ. Khanh khách, Hàn Quân Đình cười rộ lên, bộ dáng như đang điên điên, vũ mị nói. Ta mới không có xấu như ngươi nghĩ. Lý Vân Tiêu nói. Vậy là tốt rồi, ta rửa tai lắng nghe. Hàn Quân Đình dán miệng bên tai Lý Vân Tiêu, ôn nhu nói. Bởi vì ta yêu sư phó A. A. Lý Vân Tiêu há to mồm, toàn thân sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua nàng, nhìn bộ dáng tuyệt mỹ nhưng điên cuồng của nàng, tiện tay tạo ra một kết giới bao phủ hai người vào trong, ngăn cản người khác nghe được. Thế nhưng mà, hắn giật mình hồi lâu, không nhịn được mới nói. Thế nhưng mà ngươi là nữ nhân. Thân nữ nhân thì như thế nào? Sắc mặt Hàn Quân Đình lập tức trở nên dữ tợn, hung dữ nói ra. Là ai nói con gái không thể ưa thích con gái? Ai nói? Trong mắt của nàng bắn ra hung quang, dường như rất thống hận, nói. Bổn quân có dung nhan tuyệt thế, thiên tư cực cao, ngày đêm ở bên cạnh sư tôn. Nhưng vì cái gì sư tôn lại thích nam nhân cặn bã như ngươi lại không thể yêu thích ta? Là thương thế của ngươi hại sư tôn, ngươi đã cướp đi sư tôn, cho nên ta muốn phanh thây ngươi ra. Nàng giống như nổi điên xông lên. Hai tay bóp cổ Lý Vân Tiêu, 10 ngón tay dùng sức bóp mạnh. Nhưng nguyên lực của nàng bị phong bế nên chẳng làm được gì. Hàn Quân Đình nổi giận không thôi, quyền đấm cước đá, cuối cùng xông lên cắn lỗ tai Lý Vân Tiêu, vẫn không thể làm hắn bị tổn thương chút nào. Vì cái gì, ta có cái gì không bằng ngươi, ta rốt cuộc không bằng ngươi ở điểm nào. Ngươi là nam nhân cặn bã, nói cho ta biết đi. Ngươi làm cách nào trộm tâm của sư tôn ta? Hàn Quân Đình dốc sức liều mạng đánh một hồi, cảm thấy thập phần mỏi mệt cho nên dừng lại thở hổn hển, oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu từ đầu đến cuối không nhúc nhích một chút nào, cứ để nàng phát tiết. Nửa ngày, mới kinh ngạc nói ra. Cái này, Hồng Nhan nàng biết không? Hàn Quân Đình nói. Biết rõ, đương nhiên biết rõ. Hốc mắt của nàng đỏ lên, thút thít nỉ non, nói. Nhưng mà nàng lại không thể tiếp nhận ta. Nàng cũng có phản ứng như ngươi, nói con gái không thể ưa thích con gái, vì cái gì? Ai quy định không thể? Ọt ọt, Lý Vân Tiêu nuốt nước miếng, nói. Không có ai quy định, nhưng, cái này, nếu nàng không thích, vậy cũng không có biện pháp. Trên đời này thần thông lợi hại nhất cũng không cách nào làm cho một người không yêu ngươi lại biến thành yêu ngươi.
Trên mặt Hàn Quân Đình luống cuống ngây dậy ra, kinh ngạc lẩm bẩm. Thần thông lợi hại nhất cũng không cách nào làm cho một người không yêu mình biến thành yêu mình. Lý Vân Tiêu vỗ đầu, nói. Thực đau đầu a, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, đột nhiên ta không có tâm tư giết ngươi. Ngươi đi vào giới thần bi đi. Hàn Quân Đình khóc giống lên như nổi điên, nói. Ta không phục, ta không cam lòng. Vì cái gì, dựa vào cái gì, nam nhân cặn bã ngươi có gì tốt hơn ta chứ? Nàng không ngừng khóc giống lên. Lý Vân Tiêu mở kết giới, điểm ra một chỉ, lại đánh bay Hàn Quân Đình vào trong giới thần bi. Cả thế giới lập tức an tĩnh lại. Tần Xuyên căm hận nói. Vừa rồi Quân Đình nói cái gì? Vì cái gì nàng lại điên cuồng và tuyệt vọng như vậy? Lý Vân Tiêu nhìn hắn, nói. Tiểu tử, nữ nhân này là đồ điên, đụng không được, ta khuyên ngươi quay đầu còn kịp. Hừ, quay đầu, ha 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 ha. Tần Xuyên bi phẫn cười ha hả, nói. Ngươi bắt người ta yêu, còn bảo ta quay đầu. Trong lòng Lý Vân Tiêu im lặng, đành phải nói ra. Thế nhưng mà nàng cũng không yêu ngươi à. Tần Xuyên lạnh lùng nói. Ta yêu nàng là đủ rồi. Ta sẽ tận khả năng tìm kiếm Mộng Bạch, mang tỷ đệ bọn họ tới gặp ngươi. Còn nữa, trước khi ta có năng lực giết ngươi, ngươi ngàn vạn lần không nên chết đi. Ngón tay Tần Xuyên bấm vào trong da thịt, máu tươi chảy xuống mặt đất như nước, oán hận và nhục nhã lan tràn trong nội tâm. À, hắn không cam lòng hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành hào quang biến mất ở phía chân trời. Lý Vân Tiêu nhìn qua hào quang biến mất ở phía chân trời, cảm thán một tiếng, nói. Trở nên mạnh mẽ đi, ta chờ ngươi tới giết ta. Hắn cũng không biết Tần Xuyên là con của Đinh Sơn, bản thân không có bao nhiêu thù hận với hắn. Trong bầu trời này, trong người trẻ tuổi chính thức, trừ La Thanh Vân ra, có lẽ chỉ có Tần Xuyên cùng Hàn Quân Đình là nhân tài kiệt xuất nhất. Hắn cũng hy vọng trên võ đạo, trong con đường này không ngừng có hậu bối ưu tú tiến lên phía trước. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua người Thần Tiêu Cung, nói. Nhĩ Lôi Nhĩ Lâm trưởng lão, còn có huyền nữ, tất cả mọi người đều có giao tình cũ, vốn không nên dùng binh khí tương kiến. Đám người Nhĩ Lôi lúc này cực kỳ xấu hổ. Huyền nữ nói. Nếu ngươi niệm tình cũ, vậy thả Quân Đình ra, nếu không cung chủ xuất quan chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Hồng Nhan nàng xuất quan sao? Huyền nữ sững sờ, trầm tư nửa ngày mới nói. Nhanh! Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Ta cũng biết nàng không xuất quan, nếu không tuyệt đối không cho phép các ngươi sằng bậy. Nhĩ Lôi khẽ nói. Sằng bậy, hừ, ngươi hại cung chủ đại nhân bế quan hơn 20 năm, hại Thần Tiêu Cung phong núi Quy Ẩn, hôm nay bố cục giết ngươi không sai đâu. Lý Vân Tiêu nói. Nhĩ Lôi trưởng lão ý nói. Ta nên ra tay giết sạch các ngươi sao? Nhĩ Lôi lập tức biến sắc, cũng không nói được lời nào. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện hôm nay ta không so đo với các ngươi, nhưng Vân Thường giờ phút này đang ở nơi nào, hy vọng các ngươi có thể nói cho ta biết. Không chỉ có quan hệ với Vân Thường, cũng quan hệ đến truyền thừa Thần Tiêu Cung các ngươi. Hàn Quân Đình hơn phân nửa điên rồi, nếu đệ tử khác của Hồng Nhan cũng gặp chuyện không may, tương lai của Thần Tiêu Cung sẽ phiền toái. Điên, có ý tứ gì? Nhĩ Lôi cả kinh nói. Ngươi làm gì Quân Đình? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không động nàng đâu. Nhĩ Lôi mặt âm trầm nói. Hy vọng như thế, nếu không ta xem ngươi làm sao bàn giao với cung chủ đại nhân. Về phần chuyện Vân Thường cũng là tuyệt mật của bổn môn, chúng ta cũng không hiểu biết. Lý Vân Tiêu bực bội, tức giận. Một đám xuẩn phụ chỉ biết quấy rối. Nửa điểm chính sự cũng không biết làm, cút. Ngươi! Đám người Nhĩ Lôi chán nản, nhưng ánh mắt Lý Vân Tiêu tràn đầy sát khí nhìn qua, toàn thân run lên, xanh mặt. Chúng ta đi! Nhĩ Lôi tức giận nói một tiếng, liền dẫn người rời đi. Một hồi đại chiến sinh tử đã hóa giải như thế. Trong lòng Lý Vân Tiêu thở ra một hơi, tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm. Hàn Quân Đình bị hắn bắt, chuyện Lạc Vân Thường trở nên không có đầu mối. Vân Thiếu, hiện tại chìa khóa có thể cho chúng ta chứ? Trên bầu trời, trên đầu chọc cẩn thận hỏi. Ách, Lý Vân Tiêu lấy chìa khóa ra, cầm trong tay vuốt vuốt một hồi, nói. Nhất Thiên huynh, Vạn Nhất Thiên thở dài, lộ ra vẻ già nua sức yếu, nói. Chìa khóa nằm trong tay của ta, họa nhiều phúc ít, Phi Dương xử lý đi. Lý Vân Tiêu nói.
Đã như vậy cứ giao cho ta, cái gì thượng cổ bí tàng, bản thiếu gia cũng không có hứng thú. Hắn cầm chìa khóa ném lên bầu trời, ném thẳng về phía Lý Dật, cười nói. Trả lại cho ngươi. Lý Dật sững sờ, tay không nhận lấy. Lập tức hơn 10 ánh mắt và thần thức tập trung vào hắn, sau đó sát khí ngập trời tỏa ra. Sắc mặt của hắn đại biến, biết rõ Lý Vân Tiêu không có hảo ý nhưng không nỡ bỏ chìa khóa, hét lớn một tiếng, biến hóa yêu thân, hóa thành một đạo độn quang chạy đi. Hừ, chút thực lực này mà muốn chạy đi, nằm mơ. Trọng Hồng cười lạnh một tiếng, liền đuổi theo mau. Trong hư không không ngừng có hào quang lóe lên, trong khoảnh khắc có hơn 30 thân ảnh đuổi theo Lý Dật. Lý Vân Tiêu khen, Ninh Sơn thật sự có suy nghĩ buôn bán, chính mình không thể cướp thượng cổ bí tàng, bán linh phù và tin tức cũng lời lớn. Hừ, Vạn Nhất Thiên tức giận hừ nói, cuối cùng có một ngày lão phu sẽ cho hắn nếm trải những gì lão phu phải chịu đựng lúc này. Lý Vân Tiêu nói, chỉ mong như thế, dùng tâm tư và thực lực của Ninh Sơn, muốn báo thù sợ rằng không đơn giản như vậy. Vạn Nhất Thiên nói, xem ra Phi Dương không có lòng tin với lão phu rồi, cũng phải, tương lai ngươi sẽ biết, chúng ta đi thôi. Lý Vân Tiêu nói, phía trước có truyền tống đại trận đi thông mấy đại thành ở Bắc Phực, chỉ cần di chuyển vài lần là tới Thiên Diệp Đảo, tại hạ còn có việc trong người, cáo từ Nhất Thiên huynh thôi. Vạn Nhất Thiên sững sờ nói, ngươi không đi. Lý Vân Tiêu nói, chìa khóa bí tàng của Nhất Thiên huynh đã vứt bỏ, trên đường không có quá nhiều nguy hiểm. Theo thứ tự truyền tống đến chủ thành Bắc Phực, nghỉ ngơi hơn tháng lại đi tiếp. Vạn Nhất Thiên suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói. Cũng phải, con đường phía trước đúng là bình thản, không có gặp nguy hiểm gì. Tiến quân ngàn dặm cuối cùng cũng cáo biệt, chúng ta tách ra thôi. Hắn cũng không sĩ diện cãi láo, tiến lên bắt tay Lý Vân Tiêu, nói. Lần này đại nạn không bỏ, nhiều lần cứu ta, Nhất Thiên ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Lý Vân Tiêu cười nói, Nhất Thiên huynh khách khí, ngày đó đáp ứng làm khách khanh, tự nhiên phải tận tâm tận lực. Người đi nhanh đi, sớm ngày đi tới Thiên Diệp Đảo, sớm ngày trọng trấn Vạn Bảo Lâu. Ân, ta cáo từ trước. Vạn Nhất Thiên lại ôm quyền thi lễ, hắn quay đầu bay đi, bay thẳng về phía truyền tống trận. Lý Vân Tiêu nói, Liên Y đại nhân, tổn thương trên người của ngươi thế nào rồi? Tô Liên Y nói, đa tạ Vân thiếu quan tâm. Tuy nghiêm trọng, nhưng đã ngăn chặn. Chỉ cần 10 ngày nửa tháng không động võ là được. Lý Vân Tiêu nói. Không sao, người cũng trở về giới thần bi tu dưỡng đi. Hắn đánh ra một đạo ấn quyết vào giới thần bi, chậm rãi bay lên. Tất cả mọi người tiến vào trong đó, cuối cùng thân bia hóa thành hào quang bay vào mi tâm Lý Vân Tiêu. Đồng quang của hắn nhìn vào hư không, cười lạnh một tiếng liền thuấn di rời đi. Sau một hồi, trên không trung xuất hiện một ít chấn động, càng có hào quang bắn ra lao về phía Lý Dật đào tẩu. Những người này vốn muốn chờ cơ hội đoạt giới thần bi của Lý Vân Tiêu, nhưng chờ mãi không có phần thắng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đuổi theo thượng cổ bí tàng. Lý Vân Tiêu không muốn bị người ta truy tung, hắn hóa thành thanh niên bình thường, bắt đầu uống trà trong thành Thạch Xuyên. Tiểu tử ngươi thực buông tha thượng cổ bí tàng kia sao? Đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Giọng nói nghi vấn của Sa Vưu vang lên trong đầu của hắn. À, ngươi cảm thấy ta là người tham lam như vậy sao? Lý Vân Tiêu ung dung uống trà thơm, hắn hồn nhiên không quan tâm bên ngoài ồn ào. Trong thành xảy ra chuyện lớn như thế, dư âm ảnh hưởng từ đại chiến lúc nãy tạo ra tổn thất lớn, mọi người hiện tại đang xôn xao. Sa Vưu cười lạnh nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Được rồi, xem như ngươi nói đúng. Lý Vân Tiêu nói. Vừa rồi khi ta suy nghĩ về cái chìa khóa này, phát hiện nó được chế tác tinh mỹ, nhưng chính là chìa khóa giả. Cái gì, giả? Sa Vưu kinh hãi, kinh ngạc nói ra. Vạn Nhất Thiên quả nhiên là lão hồ ly, sợ rằng đã sớm chế tạo ra chìa khóa giả lừa gạt người khác rồi. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Hy vọng gỡ vốn của Vạn Nhất Thiên hiện tại đều đặt vào bí tàng này, cho dù bỏ qua mạng già cũng không có khả năng bỏ qua bí tàng. Nếu mất đi, hắn có tâm tư đi Thiên Diệp Đảo sao? Sa Vưu tức giận nói. Lão hồ ly này, ngay cả ngươi cũng gạt. Khó trách ngươi không hề đi cùng há, thì ra là khám phá nhân phẩm hắn. Cũng không phải. Lý Vân Tiêu khoan thai uống trà, nói. Bản thiếu gia suy tính rằng,
Tuy vạn nhất thiên dùng chìa khóa giả giấu giếm được nhất thời, nhưng không giấu giếm cả đời. Chuyện chìa khóa giả sẽ bị phát hiện nhanh thôi, đến lúc đó vẫn sẽ có không ít phiền toái, ta thấy sớm rời đi thì tốt hơn. Chỉ cần hắn tới Thiên Diệp Đảo, phiền toái này là phiền toái của Thiên Diệp Đảo. Sa Vưu nói, cũng đúng, bảo bối trên người hắn đủ nhiều, thượng cổ bí tàng bị phong ấn, cũng không thể nào giấu trên người hắn được. Không cần phải vì gân gà mà vùi thân vào trong đó được. Ngươi bây giờ tính toán làm thế nào? Lý Vân Tiêu cầm chén trà, hắn nhìn nó xoay vòng tròn, uống cạn, nói. Vốn định dùng long huyết tôi thể bước vào cửu tinh đỉnh phong, sau đó đi phó ước kỳ thắng phong. Ai biết lực lượng bị thân thể hấp thu, mở ra huyệt môn thứ 6, tu vị vẫn dừng ở cửu tinh trung giai. Ta suy nghĩ đi tìm cực bắc băng tinh, trước tiên phải luyện chế ra thần luyện thiết. Từ khi Mục Địch đại nhân mời Viên Cao Hàn tham dự luyện chế lần trước, tên này vẫn thúc giục ta đi tìm cực bắc băng tinh. Sa Vưu nói, vật kia không phải là không có tin tức manh mối sao? Lý Vân Tiêu nói, Viên Cao Hàn ở trong điển tịch thánh vực tra ra một ít manh mối, đáng giá thử một lần. Sa Vưu kêu lên, quá lãng phí thời gian, không bằng theo ta đi Đông Hải Vũ Địa đi. Vũ Địa, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ngươi muốn đi đoạt long thủ thế giới kiếm. Ân, Sa Vưu không che giấu suy nghĩ trong lòng, ứng tiếng nói. Không chỉ có thế giới kiếm, cái gọi là vũ địa cũng là một phiến long vực diễn hóa thành, hơn nữa còn là một khối to đấy. Trong giọng nói của hắn tràn ngập tham lam và hưng phấn. Lý Vân Tiêu nói, có thể cướp được mới nói, chung quy là đồ của người ta, chúng ta đi đoạt chẳng phải thành cường đạo. Hừ, cái gì gọi là đồ của ta? Chân Long đại nhân lưu lại chính là đồ vật của tất cả hậu duệ long tộc, dựa vào cái gì nói là của bọn họ. Muốn nói huyết mạch và thân phận, bổn tọa còn chính thống hơn bọn chúng đấy. Sa Vưu không phục kêu lên. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Đúng, Long Long ngươi có lai lịch gì? Bộ dáng thật thần bí nha. Sa Vưu lạnh lùng nói. Bổn tọa chính là hậu duệ chân Long chí cao vô thượng, còn cần lai lịch gì sao? Là long tộc chính thống. Hoàn toàn khác với La Thanh Vân cùng Long Thiên Miểu là những nhân tộc mang huyết thống long tộc. Lý Vân Tiêu nói, Tứ Hải Vương tộc không phải hậu duệ long tộc hay sao? Sa Vưu nói, đúng vậy, truyền thừa long tộc hiện tại chỉ còn lại Tứ Hải long tộc. Trong thiên vũ đại lục này còn lại cực nhỏ, mặc dù gặp phải cũng chỉ là giống pha tạp khác loại mà thôi. Lý Vân Tiêu nói, long tộc xảy ra chuyện gì, không phải bản thân ngươi đã đột phá hạn chế không gian rồi sao? Đã tự thành lĩnh vực rồi mà. Sa Vưu nói. Đúng, đúng là lĩnh vực chi lực. Long tộc có lĩnh vực chi lực hoàn toàn khác với lĩnh vực của võ tôn. Bát hoang cảnh võ tôn là lực lượng mạnh, chấn áp không gian bốn phương, cộng thêm khí chàng bản thân đạt được tăng lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cho nên mới gọi là lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn, gọi là võ tôn. Mà long chi lĩnh vực hoàn toàn là một không gian độc lập. Là lực lượng bản thân tự thành quy tắc. Lý Vân Tiêu nói, đó chính là giới lực, ví dụ hư lôi giới, kiếm giới của bản thiếu gia. Sa Vưu nói, nhưng đó chỉ là tiểu giới lực của các ngươi là sau khi thần thông đạt tới cực hạn, thông qua thuyên chuyển và thu nạp quy tắc thiên võ giới sẽ hình thành kết giới. Mà long chi lĩnh vực là dựa vào quy tắc của bản thân ngưng tụ thành, hoàn toàn độc lập với thiên võ giới, nói trắng ra là vượt qua tam giới, thoát ra khỏi ngũ hành. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu thất kinh, nhưng hay là trợn mắt nói. Ngươi nói nhiều như vậy, ý nói chính là long tộc các ngươi trâu bò hơn chứ gì, đúng không? Sa Vưu rất hưng phấn, cười to nói. Ha ha, mặc dù ngươi không muốn thừa nhận, nhưng mà có chuyện như vậy. Thời điểm ta thi triển long tộc thần thông cũng hình thành long giới chi lực nhất định, nhưng quá yếu, chỉ ở trạng thái hình thức ban đầu. Đông Hải Vũ Địa chính là long giới của chân long đại nhân năm đó vỡ vụn tạo thành. Một khối trong đó diễn biến ra, bên trong còn ẩn chứa chân long chi lực rất mạnh. Lý Vân Tiêu xem như hiểu phân nửa rồi, khó trách ở trong vũ địa, long tộc có thể khôi phục tổn thương. Người suy nghĩ đi vạn vũ hấp thu chân long chi lực, hơn nữa cướp đoạt thanh kiếp lượng vô thủy kiếm. Nhưng người đừng quên, trong vũ địa, ở cuối nơi đó còn cất giấu một con chân linh đấy. Nhớ tới một ánh mắt của Thủy Long lúc đó, Lý Vân Tiêu cảm thấy tâm thần run lên. Sinh ra cảm giác vô lực tới cực điểm. Thủy Long chính là tổ tiên của Hải Long, là chân Long chính thức, mặc dù là thượng cổ chân linh cũng là tồn tại cực kỳ cường đại.
Sa Vưu nói. Hẳn là thiên địa quy tắc biến đổi lớn, cho nên nó mới lâm vào an nghỉ. Mặc dù thực tỉnh lại cũng không có lực lượng năm đó. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, nói, nhưng việc này quá nguy hiểm, thời điểm nắm chắc lại đi, lần trước dọn sạch Đông Hải Long Cung và bí tàng, lần này đi xuống bới móc nơi an nghỉ tổ tiên của chúng không tốt đâu. Trên mặt của hắn đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười nói. Sợ là tứ hải đều ngồi không yên, Ba Long sẽ dẫn người tới giết ta. Ha ha! Sa Vưu cười to nói. Người vội vàng giải quyết xong con gái của Ba Long, ta xem cô gái nhỏ kia hoàn toàn không chống cự đâu, người tùy thời có thể giải quyết xong đấy. Chỉ cần làm nàng to bụng lên, như vậy chính là người một nhà, ha ha ha. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Đồ ngu xuẩn ngươi đưa ra chủ ý thật cùi bắp, chờ ta bước vào siêu phàm nhập thánh, lại đi theo ngươi tới Đông Hải. Nói xong, thân ảnh hắn biến mất trong trà lâu, chỉ còn lại bàn trà. Ồ, người đâu, vì sao không thấy, vừa rồi còn ở nơi này mà. Một lát sau, tiểu nhị phát hiện trong quán thiếu người, hắn nhìn qua vị trí cửa sổ hoàn toàn không có bóng người, lập tức gục mặt xuống. Bởi vì trên bàn trà không có nguyên thạch. Thiếu niên vua rồi không có trả tiền. 3. Đầu của hắn bị vỗ một cái, trưởng quầy nổi giận đùng đùng chạy tới, nói. Để ngươi khôn ra, lại bị người ta uống trả bá vương. Trà lâu của lão tử sớm muộn gì cũng bị ngươi phá sạch. Đây chính là linh trà thượng đẳng, tiền trà nước 8 trung phẩm nguyên thạch, khấu trừ vào 2 tháng tiền lương của ngươi. A. À. Tiểu nhị chấn động, vẻ mặt như đưa đám nói. Vừa rồi người nọ hào hoa phong nhã, ai biết vô lại như vậy. Trưởng quầy đại nhân, người đã khấu trừ nửa năm tiền lương của ta, nhà của ta không có gạo ăn, tiếp tục như vậy không thể sống nổi a. Trưởng quầy kéo tai của hắn qua lại, tức giận. Ai bảo ngươi ánh mắt phụng về, con mắt lơ mơ, nam nhân nào ngươi đều thích nhỉ, đáng đời ngươi chết đói. Lỗ tai tiểu nhị bi đau, không ngừng kêu to lên. Đừng cãi, an tĩnh chút, tiền trà của người đó ta giao. Lại mang thêm bình trà tới đây cho ta. Lộp bộp. Một đống nguyên thạch bay lên mặt bàn, là hơn 10 khối thượng phẩm nguyên thạch. Trưởng quầy cùng tiểu nhị thấy hoa mắt, liền phát hiện hai gã nam tử đã ngồi lên vị trí của Lý Vân Tiêu lúc trước. Biết rõ hai người này là cao nhân, không dám lãnh đạm, vội vàng cầm nguyên thạch sau đó đưa bình trà lên. Hai người này chính là Thương Ngô Khung và Chu Sở, đều là không nói một lời, dường như có tâm sự. Chu Sở cầm thân châm trà, rót nước trà màu xanh lá và chén rồi đưa tới trước mặt Thương Ngô Khung, nói một tiếng sư phó dùng trà, sau đó yên tĩnh ngồi xuống. Thương Ngô Khung từ khi vào thành Thạch Xuyên vẫn không có lên tiếng, Chu Sở không đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn cho nên vẫn không lên tiếng hỏi. Thương Ngô Khung nâng chung trà lên, đột nhiên nước trà màu xanh lá thay đổi, lập tức kết thành băng tinh màu lam nhạt, cả đầu ngón tay của hắn bao phủ trong băng lạnh. Chi, sư tôn. Chu Sở hoảng hốt, hắn không nhịn được kêu lên, cảnh giác nhìn chung quanh. Thương Ngô Khung đưa mắt nhìn trách cứ, Chu Sở lập tức câm miệng, không dám nói thêm lời nào. Cánh tay Thương Ngô Khung khẽ động, những xương lạnh kia không ngừng rút lui. Hắn lại đặt chén trà lên bàn, nước trà cũng biến trở lại màu xanh lá, chậm rãi sinh ra xương nhẹ, cũng nóng lên. Bên cạnh bàn trà không biết lúc nào xuất hiện thêm một người, mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh mang theo ngưng trọng. Đoạn Quyết đại nhân, Chu Sở cả kinh, vội vàng hành lễ, hắn cũng không dám lớn tiếng xôn xao nữa. Trà lạnh còn có thể nóng, cơ hội mất đi thì khó có lại. Trong mắt Bắc Minh Đoạn Quyết mang theo hàn ý. Thương Ngô Khung cầm trà trong tay uống cạn, nói. Ngươi đang trách ta không ra tay. Bắc Minh Đoạn Quyết khẽ nói. Nếu như ngươi ra tay, chỉ ít có 8 phần nắm chắc có thể đánh chết Lý Vân Tiêu. 8 phần. Thương Ngô Khung khẽ cười, nói. Ngươi thật tâm cho rằng là 8 phần sao, hay là cố ý trách cứ ta? Bắc Minh Đoạn Quyết nói. Ít nhất cũng là 5 năm. Thương Ngô Khung gật đầu nói. Ngươi cũng đánh giá như ta, đúng là 5 năm, nhưng mà còn xa mới đủ. Sắc mặt Bắc Minh Đoạn Quyết ngưng trọng nói. Cổ Phi Dương đúng là đáng sợ, thân hình của hắn hiện tại mới 20 tuổi. Lần sau gặp lại, sợ rằng không thể nào là 5 năm nữa. Ý niệm tới đây, trong nội tâm đột nhiên sinh ra hàn ý lạnh giá. Thương Ngô Khung nghiêm mặt nói. Lực lượng của hắn bày ra hôm nay,
theo ta suy đoán sợ rằng ba cường giả siêu phàm nhập thánh liên thủ cũng chưa chắc giết hắn được. Trong nội tâm Chu Sở trong chấn kinh, sợ hãi không nói ra lời. Bắc Minh Đoạn Quyết đầy hận ý, cắn răng nói. Ta cũng có suy nghĩ này, trong bất chi bất giác, hắn đã hình thành thế lực khủng bố như vậy, sợ rằng đủ sức chống lại bảy đại tông môn. Lúc trước hắn quật khởi bổn tọa còn chưa quá coi trọng, thẳng đến khi con ta Bắc Minh Lai Phong chết trong tay của hắn, chờ sau khi ta biết chân tướng, hắn cũng đã phát triển tới mức không thể diệt trừ rồi. Hàn khí trên bàn trà ngưng trọng, hai cao thủ tuyệt thế đương thời sắc mặt khó coi. Thương Ngô Khung nói, cho nên một kích tất trúng trọng yếu phi thường, ít nhất phải có 8 phần nắm chắc mới động thủ. 8 phần nắm chắc, sẽ có một ngày như vậy sao? Lần này còn tưởng rằng là 10 phần nắm chắc, kết quả. Trong mắt Bắc Minh Đoạn Quyết mang theo sầu lo thật sâu. Thương Ngô Khung nói, sẽ, kiên nhẫn chút, ta đã có suy nghĩ sơ bộ, cứ chờ thời cuộc biến hóa đi. Tốt, Thương Ngô Khung đại nhân ta tin tưởng được, thời điểm giết Cổ Phi Dương tùy thời cho ta biết, ta cũng phải trở về chuẩn bị 1-2. Bắc Minh Đoạn Quyết nghiêm nghị gật gật đầu, dường như tâm phiền ý loạn không muốn ở lâu, liền biến mất trên bàn trà. Thương Ngô Khung tiếp tục thưởng thức trà, sau một lúc đột nhiên thì thào tự nói khẽ. Mộng Vũ Mộng Bạch, ánh mắt của hắn nhắm chặt, ngưng trọng nói. Nếu thật như ta suy nghĩ, Phi Thanh ngươi đúng là có gan, thật sự làm cho bổn tọa bội phục. Chu Sở nhíu mày, trong nội tâm niệm mấy lần, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, trên mặt đầy nghi hoặc. Đi thôi. Thương Ngô Khung nói xong, hai người nhanh chóng biến mất. Giới Thần Bi, trong Phương Thốn Sơn, trước một khối ngọc bích. Ở đó có một tấm bản đồ nhàn nhạt, lộ ra khí thức cổ xưa, quang ảnh rõ ràng, giống như đã từng quen biết. Viên Cao Hàn chỉ vào một góc, nói. Đây cũng là cực bắc chi địa, đây là thế giới băng tuyết bao phủ vĩnh cửu. Mặc dù là hiện tại cũng không có người nào. Quang ảnh hội tụ trước địa đồ, chính là Lý Vân Tiêu cùng Tô Liên Y. Tô Liên Y suy ngẫm nói, không thể ngờ khu vực biến hóa to lớn như thế, hiện tại khu vực này hoàn toàn thuộc về Bắc Vực, không có vật gì, muốn tìm ra băng tinh là không thể nào. Viên Cao Hàn nói, chưa hẳn, ta tìm hiểu kỹ càng tư liệu về cực Bắc Tiểu Băng Thiên, nơi đó là khu vực đột nhiên bị lực lượng nào đó xóa khỏi thiên võ giới, cả không gian biến mất ở chỗ này. Nhưng nơi này còn có rất nhiều băng nham chìm vào mặt đất, hiện tại xem ra nơi này chính là đáy biển. Trước ngọc bích có một khối đá, quang ảnh là từ trong khối đá tỏa ra. Viên Cao Hàn đánh ra mấy ấn quyết vào viên đá, đột nhiên hình ảnh biến đổi. Đây chính là thiên võ giới hiện tại, Thương Hải Tăng Điền, năm đó cực bắc tiểu băng thiên có tọa độ ở nơi này. Viên Cao Hàn chỉ vào bản đồ, nói. Nếu như ở nơi này không tìm ra cực bắc băng tinh, cả thiên võ giới không còn nơi nào tồn tại, chỉ có thể nghĩ biện pháp dùng tài liệu khác thay thế. Tô Liên Y nhìn qua địa đồ, trầm tư nói. Phiến hải vực này không đơn giản. À, Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn cảm thấy hết sức kỳ quái. Viên Cao Hàn nói. Hải vực này hẳn là khu không người mới đúng, có hung thú sao? Với thực lực của bọn họ, trừ khi là hung thú siêu phàm nhập thế, nếu không căn bản không nói chơi. Tô Liên Y nói. Hung thú thì không đến mức, sinh ý thiên nhất các trải rộng thiên hạ. Cũng thường xuyên có mua bán với hải ngoại, trừ hải tộc ra, còn có những thế gia lánh đời. Ta cũng ý đồ nghe ngóng qua tình huống của những thế lực này, tuy không biết nhiều lắm, nhưng nội tâm cũng có chút suy đoán, gần hải vực này có thế gia lời đời tồn tại. Có chuyện như vậy, Lý Vân Tiêu sững sờ, cau mày nói. Nếu có thế gia lánh đời, sợ rằng tài nguyên dưới biển. Sắc mặt Viên Cao Hàn biến thành khó nhìn, nói. Nhưng mặc kệ như thế. Tóm lại vẫn phải thử một lần, đi thô. Từ khi hắn tham gia thần luyện, hắn vẫn đứng ngồi không yên, nằm mơ cũng muốn tìm ra cực bắc băng tinh. Tô Liên Y nói ra. Vạn nhất thiên cũng đi thế ra lánh đời, không có trùng hợp như vậy chứ. Viên Cao Hàn nói. Làm sao có thể, thiên diệp đảo xem như môn phái nửa ẩn thế, tuy cũng cực kỳ che giấu, nhưng người biết rõ cũng không ít, cũng không phải trong hải vực này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Viên Cao Hàn nói. Hãy tìm chiếc cửu giai chiến hạm đi qua đi, nặc á chi chu quá dễ làm người khác chú ý, ngươi mang nhiều trọng bảo như vậy, đã thành cây đinh trong mắt người trong thiên hạ, hành sự cẩn thận vẫn hơn. Lý Vân Tiêu cười nói.
cửu giai chiến hạm, ta cũng không có thứ quý giá như vậy, không bằng tìm một phái gần đây đốt một chiếc đi. Viên Cao Hàn tức giận hừ nói. Đừng vội gây tai họa, còn ngại thiên võ giới không đủ loạn sao? Lý Vân Tiêu lớn tiếng cười nói. Ha ha, kỳ thật thiên võ giới chưa từng thái bình qua. Diệp Phàm đang bế quan, ta cũng không tiện đi quấy rầy hắn. Liên Y đại nhân, người có chiến hạm sao? Tô Liên Y nói. Cửu giai chiến hạm ta có, nhưng mà không có khí phái như Vạn Bảo Lâu. Nàng vén tay áo lên, trong thủ trạc tinh mỹ, tay phải nhẹ nhàng chuyển động bắn ra một hình chiếu, trên hình chiếu có ba chiếc cửu giai chiến hiện ra, hình thái khác lạ, nói. Vân Thiếu chọn một chiếc đi. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta nhân thủ không nhiều lắm, chỉ cầu tốc độ rất nhanh là được rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhỏ nhất, mang theo hào quang màu đỏ, rất ít có trang trí gì khác. Viên Cao Hàn nói. Chọn chiếc nhanh nhất đi, chúng ta đi thành Định Thiên, ta đã liên lạc với Trần Thiến Vũ, bảo hắn chờ chúng ta ở thành Định Thiên. Lý Vân Tiêu vội hỏi. Vạn Tinh Cốc như thế nào? Còn có Thiên Tinh Tử đang ở đâu? Viên Cao Hàn trầm mặt lắc đầu, nói. Trong trận chiến chiến hồn sơn, Thiên Tinh Tử sợ rằng thương thế quá nặng. Hiện tại chỉ có hai loại khả năng, hoặc là tổn thương quá nặng, bị nhốt trong không gian kỳ dị nào đó không thể thoát thân. Hai chính là tổn thương quá nặng nên không tiện hiện thân, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn không cần thiết, chờ đợi thương thế tốt lên. Lý Vân Tiêu nói, ân, lúc ấy hắn bị phong bạo cuốn đi, ta nghĩ hơn phân nửa là thứ hai. Thiên hạ này không gian kỳ dị quá ít. Viên Cao Hàn nói, người này đã từng có giao tình sinh tử với ngươi, là một lực lượng đáng giá lôi kéo. Nếu bảy thế lực lớn có ba thế lực đứng về phía ngươi, tăng thêm Hải Hoàng Ba Long ủng hộ, còn lực lượng bản thân của ngươi, đủ để trở thành một phương thế lực trọng yếu trong thiên hạ. 3. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Viên Cao Hàn nói. Thiên Lĩnh Long Gia, Vạn Tinh Cốc, còn có Thần Tiêu Cung. Lý Vân Tiêu cảm thấy mặt dài ra, đầy hắc tuyến nói. Đừng kéo loạn, người Thần Tiêu Cung mới vừa muốn giết ta đấy. Viên Cao Hàn nói. Suy nghĩ vì thiên hạ, ngươi nên hy sinh chút nhan sắc đi. Huống chi dung mạo khúc cung chủ thiên hạ vô song, ngươi hoàn toàn chiếm đại tiện nghi, cũng chưa nói tới hy sinh. Lý Vân Tiêu nói. Cao Hàn huynh, mục địch đại nhân thần luyện ở trong giới thần bi của ta chính là chủ nhân giới thần bi, ta nói có tư cách tham gia hay không là do ta đấy, ngươi đừng có quên. Viên Cao Hàn đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Ta nhiều lời, là ta nhiều lời, Vân Thiếu chớ trách móc. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Về phần Hải Hoàng Ba Long, không ai rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, nói là ủng hộ ta cũng quá lố rồi. Lúc đi thành Định Thiên, hy vọng lần này thuận lợi tìm được Cực Bắc Băng Tinh. Giờ phút này bên ngoài thành Thạch Xuyên vừa xảy ra đại chiến kinh thiên, lực lượng chấn động không ngừng truyền vào nội thành, kiến trúc tương đối gần sụp đổ không ít, mọi người chạy vào trong nội thành. Thành chủ thành Thạch Xuyên và một đám cường giả đứng trên không trung nhìn qua, căn bản không dám tới gần, chỉ cầu nguyện nó chấm dứt nhanh lên, những tồn tại cường đại này ai cũng có thể bóp chết bọn họ. Lý Vân Tiêu chỉ biết chuyện lần này trừ tranh đoạt chìa khóa bí tàng, cũng không biết Lý Giật như thế nào, nhưng tiểu tử này thực lực không tầm thường, hắn cơ duyên rất sâu, hơn phân nửa sẽ thuận lợi đào thoát. Đương nhiên, nếu như chết là tốt nhất, Lý Vân Tiêu suy nghĩ tà ác. Sau đó hắn xâm nhập trong đám người, lúc này bay thẳng tới truyền tống trận. Mấy canh giờ sau, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện tại thành Định Thiên. Trải qua trận chiến ở Trấn Hải Mộc lần trước, cả thị trấn nhỏ bị hủy hoàn toàn, giờ phút này tòa thành nhỏ này biến thành đảo hoang hiếm thấy bóng người. Thành Định Thiên là thành thị phải qua khi ra biển, nơi này phát triển phồn hoa hơn trước, hiện tại thống trị tòa thành này chính là Mộc Gia. Lý Vân Tiêu đi thẳng tới phủ thành chủ. Vài tên hộ vệ thấy có người xuất hiện, đều lập tức cảnh giác vây quanh. Một người trong đó quát. Người đến người phương nào? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ta tìm Mộc Hữu Vân có việc. Hộ vệ nghe xong hắn báo tên của thành chủ, thấy người này trẻ tuổi liền quát. Có bái thiếp không? Lý Vân Tiêu nói. Không có. Sắc mặt hộ vệ kia lập tức trầm xuống, quát. Người đùa với ta sao? Mấy người còn lại thần sắc bất thiện. Lý Vân Tiêu cười cười, lớn tiếng nói, Hữu Vân đại nhân, cố nhân tới thăm, mong được gặp mặt.
tiếng nói như sóng biển bao phủ cả thành thị. Mấy tên hộ vệ kia kinh hãi, nhao nhao quát. Câm miệng, ai cho phép ngươi hô to gọi nhỏ. Còn không mau đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thành chủ đại nhân đang bế quan bên trong, tuyệt đối không gặp ngươi. Ngươi là... Trong phủ đệ đột nhiên có tiếng kinh ngạc vang lên, cơ tất cả hộ vệ lập tức câm miệng, bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lúc này thành chủ Mộc Hữu Vân đang bế quan xuất hiện trước mặt, hơn nữa thập phần cung kính và kinh hỉ nghênh đón người tới. Ha ha, quả nhiên là Vân Tiêu công tử, đến đến, mời vào trong. Mộc Hữu Vân nhiệt tình kéo tay Lý Vân Tiêu đi vào trong, nhìn qua vài tên hộ vệ ngây ngốc ở cửa vào lập tức trầm giọng quát. Còn ngây ra đó làm cái gì? Một đám ngu xuẩn. Còn không tránh ra. Hắn phẩy tay áo một cái, một cơn gió mạnh không chút lưu tình chấn bay mấy tên hộ vệ, nhìn cũng không nhìn, nhiệt tình kéo Lý Vân Tiêu đi vào bên trong. Lần trước từ biệt, hiện tại ta vẫn nhớ, rốt cục chờ đến ngày Vân Thiếu đến lần nữa, ta thật sự vui mừng. Lần này nhất định phải ở lại một năm nửa năm mới được. Mộc Hữu Vân vô cùng nhiệt tình, kéo tay Lý Vân Tiêu đi vào trong phòng khách, dẫn vào ghế khách quý. Những hộ vệ bên ngoài nghe lời này lập tức hiểu rõ thiếu niên kia là ai, cả đám bị dọa ngây ngốc, đều câm như hến, khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu cười nói. Nghỉ ngơi một hai ngày thì không có vấn đề, ta đến thành Định Thiên này chờ một bằng hữu, sau đó sẽ đi ra biển. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ra biển. Mộc Hữu Vân hiếu kỳ hỏi. Vì sao Vân Thiếu ra biển vào lúc này? Ánh mắt Lý Vân Tiêu hơi lập lòe, ngạc nhiên nói. Như thế nào, hiện tại ra biển có vấn đề sao? Không không không, đương nhiên không có. Mộc Hữu Vân cười nói. Nhưng mà Thành Tân Duyên vừa ra đại sự, Vân Thiếu uy danh lan xa, vào lúc này ra biển là muốn tránh né sao? Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, Hữu Vân đại nhân nghĩ nhiều, ta ra biển thuần túy là làm việc riêng, đến Thành Định Thiên chỉ là chờ bằng hữu. Đã hẹn gặp tại nơi đây. Bất đắc dĩ nên quấy rầy đại nhân vài ngày. Mộc Hữu Vân lập tức tức giận, trách móc. Vân Thiếu nói lời này quá khách khí rồi. Thành Định Thiên Mộc gia vĩnh viễn mở rộng cửa cho Vân Thiếu, tùy thời xem đây như nhà mình là được rồi. Lý Vân Tiêu nói. Như vậy làm phiền. Mộc Hữu Vân vỗ ngực nói. Chính là việc nhỏ, Vân Thiếu khách khí như vậy chẳng khác gì xem ta là người ngoài. Không biết Vân Thiếu ra biển có chuyện gì, Mộc gia ta có thể giúp gì hay không? Chỉ cần đủ khả năng, núi đao biển lửa tuyệt không nhíu mày. Lý Vân Tiêu muốn trận, nói. Thành chủ đại nhân có từng nghe qua cực bắc tiểu băng thiên chưa? Mộc Hữu Vân sững sờ, trầm tư nửa ngày, lắc đầu nói. Cũng không nghe qua, nhưng thiên vũ đại ở cực bắc đúng là có bắc hải. Hải vực này thời đại nào cũng liên quan tới gia tộc của ta, xem như hết sức quen thuộc. Lý Vân Tiêu vung tay lên, một đám hào quang tản ra. Trên không xuất hiện hình chiếu địa đồ. Trong địa đồ có một khu vực màu đỏ. Khu vực này Hữu Vân đại nhân có quen thuộc hay không? Đây là... Mộc Hữu Vân xem một lúc, đột nhiên cả kinh nói. Thâm U Thủy Kính. À, không ngờ có tên đặc biệt, chắc hẳn phi thường không đơn giản nha. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, hắn chỉ tùy tiện vừa hỏi, không ngờ lại hỏi ra địa danh. Mộc Hữu Vân nói. Ân. Vùng biển này thật sự cổ quái, người ra biển đều tận lực tránh nơi này, một khi lâm vào cửu tử nhất sinh. Nhưng mà với thực lực của Vân Thiếu thì không có gì rồi. Cửu tử nhất sinh. Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, sau đó cười khổ nói. Sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, Hữu Vân đại nhân đánh giá ta rất cao rồi, đã biết gặp nguy hiểm, ta sẽ chú ý nhiều. Trong lòng của hắn đúng là có hiếu kỳ, nếu như thường thường không có gì lạ thì làm gì có thu hoạch chứ. Mộc Hữu Vân nhìn chằm chằm vào vùng biển này, cau mày nói. Người ra biển đều tận lực tránh né khu vực này ra, nhưng nếu có chủ tâm đi tìm, ngược lại cũng chưa chắc tìm gặp. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, nói. Có ý tứ gì? Mộc Hữu Vân nói. Tuy trong các địa đồ biển đều có đánh dấu khu vực này, nhưng đại đa số thời điểm đi qua khu vực này bình thường chẳng có gì lạ. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ý là có không gian trọng điệp. Thâm U Thủy Kính kỳ thật không ở trên vùng biển này. Mộc Hữu Vân khen. Vân Thiếu quả nhiên vô cùng thông minh, phỏng đoán ra điểm mấu chốt, cụ thể là tình huống gì thì ta cũng không biết nhiều. Ta cũng đã cho người đi thăm dò tư liệu về Thâm U Thủy Kính, Vân Thiếu an tâm chờ đợi.
không biết người bạn của Vân Thiếu lúc nào mới tới. Lý Vân Tiêu nói, người nọ tên là Trần Thiến Vũ, hơn phân nửa sẽ tới trong vài ngày nữa. Mục Hữu Vân suy nghĩ một chút, lập tức cả kinh nói. Chính là người thánh vực, tại hạ cũng có nghe ra đây chính là cao thủ cửu tinh đỉnh phong. Lý Vân Tiêu cười nói, đúng là hắn. Mục Hữu Vân không dám lãnh đạm, lập tức cho người an bài. Ba ngày sau, Trần Thiến Vũ tới đúng hạn, một chiếc cửu giai chiến hạm dừng trên không thành Định Thiên, nó nhanh chóng lao vào Bắc Hải. Lý Vân Tiêu chậm rãi lấy ngọc giản trên trán xuống, ném cho Tô Liên Y, Viên Cao Hàn quan sát. Tô Liên Y xem qua xong liền nhíu mày, nhưng cũng không cho là đúng, nói. Mục Hữu Vân thu thập những tin tức này cũng không bao nhiêu giá trị. Trong đó có giá trị duy nhất chính là 5 năm trước có bát tinh võ đế xâm nhập Thâm U Thủy Kính thì không đi ra ngoài, chỉ có hai khả năng, thứ nhất bên trong có hung thú ngoài bát giai, tên võ đế kia chết, thứ hai là bên trong có thông đạo không gian, tên võ đế kia trực tiếp đi vào, cho dù là loại nào chúng ta đều có thể ứng phó được. Viên Cao Hàn xem hết ngọc giản về sau, nói. Bên trong vẫn có rất nhiều ví dụ từ nhiều năm trước, thường xuyên có động vật biển chết cứng trên vùng biển, hẳn là bị chết cóng. Mà biển có thể làm động vật như thế chết cóng, hắc hắc, đúng là không đơn giản. Lý Vân Tiêu nằm trên ghế dài, lười biếng nói ra. Chỉ mong tất cả thuận lợi. Tô Liên Y cười nói. Vân Thiếu lo ngại, dùng thực lực của chúng ta bây giờ, thiên hạ này nơi không đi được không nhiều. Hiện tại vấn đề duy nhất là tìm ra vết nứt không gian để thuận lợi tiến vào. Viên Cao Hàn cũng đồng ý, nói. Chỉ có một di tích cổ mà thôi. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn qua Viên Cao Hàn, nói. Di tích cổ, một di tích cổ có thể làm cho bát tinh võ đế có đi không về sao? Trần Thiến Vũ cau mày nói. Có lẽ là địa bàn của hung thú. Viên Cao Hàn cùng Tô Liên Y cũng gật đầu, tán thành quan điểm này. Lý Vân Tiêu nói. Trong địa bàn hung thú làm sao có động vật biển chết cóng? Hung thú có thể đánh chết bát tinh võ đế bình thường gặp quái vật biển chắc chắn chết ngay, hài cốt không còn. Viên Cao Hàn bất mãn nói. Người càng nói càng mơ hồ, chuyện đơn giản hóa thành phức tạp. Lý Vân Tiêu nói. Đây không phải phức tạp, mà là tính toán nhiều thắng, tính toán ít thì ít thắng. Ta cảm thấy Thâm U Thủy Kính không đơn giản, hơn nữa những năm qua cũng không chỉ có bát tinh võ đế đi vào, sợ rằng có càng nhiều cường giả đi vào đây. Cửu giai chiến hạm không ngừng xuyên qua Bắc Hải, mấy ngày sau tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng nhất dừng lại. Lý Vân Tiêu và đám người Tô Liên Y lăng không bay thấp, bay dán trên mặt biển vài trượng, nhìn qua các nơi, nơi này là đại dương mênh mông, nhìn không thấy điểm cuối. Viên Cao Hàn cau mày nói. Quả nhiên là nơi bình thường, thần thức của ta đảo qua đáy biển cũng không phát hiện ra cái gì. Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn qua biển cả xanh thẳm dưới chân. Nhìn chằm chằm một hồi mới nói. Chính là nơi đây. Có phát hiện gì? Mấy người còn lại vây tới, lộ ra thần sắc khó tin, thần thức của bọn họ đã sớm dò xét rõ ràng, nơi này hoàn toàn khác với vùng biển khác. Lý Vân Tiêu nói. Trong phạm vi 10 dặm quanh đây, tất cả chỉ có 13 con động vật biển ngũ giai. Trần Thiến Vũ nói. Đây không phải rất bình thường sao? Hình như nhiều hơn nơi khác một ít, nhưng cũng là rất bình thường mà. Đột nhiên Viên Cao Hàn khẽ giật mình, nói. Đều là động vật biển thủy hệ. Lý Vân Tiêu cười nói. Đúng vậy, tuy động vật biển đa số thủy hệ, cũng rất bình thường. Nhưng mỗi khu vực trừ một tộc chiếm cứ ra, nếu không sẽ không cho chủng tộc khác tồn tại. Hơn nữa Cao Hàn huynh nhìn kỹ cấp bậc dưới ngũ giai, tất cả đều là thủy hệ. Viên Cao Hàn vỗ tay hưng phấn nói. Đúng vậy, như vậy nhất định là do không gian trọng điệp ảnh hưởng. Có rất nhiều hàn khí lộ ra, lúc này mới hấp dẫn động vật biển thủy hệ xuất hiện. Lý Vân Tiêu nói, nếu muốn tìm ra tọa độ trọng điệp không gian, còn phải nhờ công phu của Cao Hàn huynh rồi. Viên Cao Hàn nghiêm mặt nói, đây là đương nhiên, ta cũng không giúp bao nhiêu việc, chuyện tìm tòi tọa độ không gian cứ giao cho ta, đằng sau còn phải dựa vào Vân Thiếu. Hai không gian trọng điệp cùng một chỗ, tất nhiên sẽ có tiết điểm tương giao, cũng là mấu chốt bước vào một nơi trong đó. Loại tiết điểm này vô cùng khó tìm, cần đặc biệt huyền khí, hoặc là dùng thần thức cường đại thăm dò giải thảm, mà Viên Cao Hàn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà cửu giai đỉnh phong thuật luyện sư làm loại công việc này đúng là đại tài tiểu dụng.
nhưng Viên Cao Hàn hiển nhiên không thèm để ý, hơn nữa thật cao hứng. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng bản thân làm trung tâm, chậm rãi dò xét từng tấc không gian chung quanh. Tô Liên Y nói, cửu giai chiến hạm cũng có năng lực dò tìm thiết điểm, không biết có thể tìm ra hay không, ta đi thử một lần. Dứt lời nàng bay vào trong chiến hạm, bắt đầu tìm kiếm. Trần Thiến Vũ đứng bên cạnh hộ pháp cho Viên Cao Hàn. Đột nhiên hắn nhíu mày, nhìn qua mặt nước có một bóng mờ xoát hiện. Đó là động vật biển thất giai, hình thể như cá và có răng nanh dài, toàn thân là lông lá. Hai con mắt động vật biển này màu xanh da trời, bắn ra hung quang, xuyên thấu qua mặt biển chiếu vào không trung. Kỳ thật động vật biển này có tính cảm ứng nguy hiểm hơn xa nhân loại, nhưng mà đám người Lý Vân Tiêu đã sớm phản phát quy chân, khí tức trên người nội liễm không lộ ra chút nào cả. Mà đẳng cấp yêu thú này không cao, phát giác không có nguy hiểm cho nên xông lên thôn vệ mọi người. Trần Thiến Vũ cười lạnh, hai ngón khép lại như kiếm, điểm ra một điểm. Vèo. Mặt biển bị phá vỡ thật nhỏ, đạo chỉ kính bắn vào đầu lâu động vật biển. Ọt 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 ọt. Động vật biển mất mạng tại chỗ, không có bất kỳ máu tươi nào tràn ra ngoài, chỉ có rất nhiều nước biển chảy vào miệng vết thương, hình thể to lớn của nó trôi nổi trên mặt biển. Lý Vân Tiêu bắt lấy con quái vật biển, một chảo phá vỡ cái động trên người của nó, một quả yêu đan màu xanh ra trời bay vào trong tay, nó chỉ lớn như trứng bồ câu. Trần Thiến Vũ cười nói. Loại nội đan cấp thấp này dùng làm gì? Lý Vân Tiêu nuốt vào, hai mắt nhắm lại. Sau đó chậm rãi mở ra, nói. Trong yêu đan có một tia khí lạnh, hẳn là trường kỳ tại tới đây thu nạp hàn khí của tiểu băng thiên cô động mà thành. Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang hưng phấn, nói. Trải qua nhiều năm như thế, còn có thể có hàn khí như vậy, vô cùng có khả năng vẫn tồn tại băng phách tinh hoa. Ách! Trên trán Trần Thiến Vũ đổ mồ hôi lạnh, hắn bị tâm tư cẩn thận của Lý Vân Tiêu hù sợ, không ngờ có thể tìm được dấu vết để lại như thế. Lý Vân Tiêu đắc ý nói ra. Bất luận thu nạp lực lượng gì đều phải thu vào trong đan điền, không ngừng cô đọng củng cố. Hàn khí trong nội đan động vật biển chất lượng rất đủ, hơn nữa trường kỳ tiềm phục nơi này, có thể nói hàn khí của tiểu băng thiên rất mê người. Trong nội tâm Trần Thiến Vũ bội phục, khen từ đáy lòng, nói. Vân Thiếu quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta giết động vật biển có lẽ có thể trấn nhiếp đồng loại khác của chúng một hồi. Vừa nói xong, chỉ thấy trên biển rộng có bóng dáng hiện ra. Trần Thiến Vũ đỏ mặt lên, giận dữ quát. Thật sự là xúc sinh. Không có bất kỳ trí tuệ gì, không biết sống chết. Động vật biển này chính là con rắn biển, nó dài mấy trăm trượng, là cự thú đạt tới bát giai đỉnh phong. Nó xông tới, nếu há miệng ra liền có thể nuốt tất cả mọi người. Trần Thiến Vũ tự nhiên sẽ không cho nó xuất thủ trước, lại ngưng chỉ thành kiếm điểm xuống một cái. Con rắn biển uốn éo thân thể cực lớn của nó rung động lên, bắt đầu trở nên mơ hồ, kiếm quang thất bại. Cái gì? Trần Thiến Vũ lúc này khó tin mở to mắt ra nhìn. Ào ào ào. Nước biển cách đó không xa nổ vang, một đầu rắn biển lớn hiện ra, hai mắt của nó lạnh như băng, há to miệng cắn qua. Xúc sinh đáng chết, dám làm xấu mặt bổn tọa, xem bổn tọa chảm đầu của ngươi như thế nào. Trần Thiến Vũ một kích không trúng, thẹn quá hóa giận, năm ngón tay khép lại hóa đao, không ngừng tụ khí, đao mang hiển hiện trên đầu ngón tay. Con rắn biển dường như biết có nguy hiểm, thế công lập tức dừng lại, hơn nữa phun lưỡi lui ra phía sau. Hiện tại biết sợ, bồn tòa. Trần Thiến Vũ cười lạnh không thôi, đang muốn động thủ, đột nhiên nghe được tiếng quát chói tai ngăn cản. Dừng tay. Giọng nói này xuất hiện rất đột ngột, nó truyền vào tai mọi người rất rõ ràng. Lý Vân Tiêu và Trần Thiến Vũ cả kinh, nhìn theo hướng tiếng nói vang lên, là từ trong bụng của con rắn biển. Viên Cao Hàn cũng cả kinh ồ một tiếng, mở mắt ra nhìn bụng rắn, nói. Đây là... Trên mặt hắn có suy đoán, bộ dáng không quá khẳng định. Là ai, ai đang trong bụng rắn? Trần Thiến Vũ quát. Trên người rắn biển có đường vân màu xanh da trời, lại có thể ngăn cản thần thức, không ai có thể nhìn thấy bên trong. Lý Vân Tiêu nói. Cao Hàn huynh, ngươi nhận ra con rắn này. Viên Cao Hàn trầm tư nói. Nhìn thấy một ít tư liệu ghi lại nhưng không dám khẳng định. Sau khi bụng con rắn có tiếng nói vang lên, nó đã không nhúc nhích, chỉ cảnh giác nhìn qua mọi người bên này. Lý Vân Tiêu nói, có một người khẳng định nhận ra.
hào quang trong mi tâm hắn lóe lên, trong giới thần bi có một bóng dáng màu trắng xuất hiện. Đây là Tham Cật Xà. Bóng dáng màu trắng này chính là Thủy Tiên, vừa nhìn thấy con rắn liền la lớn lên. Quả nhiên là Tham Cật Xà sao? Viên Cao Hàn không dám tin nổi, nói. Đây chính là thượng cổ dị chủng đấy. Trên mặt Thủy Tiên mang theo hưng phấn, nói. Khi còn bé ta có nuôi một con, nhưng mà không biết chạy đi đâu rồi, nhưng mà kém xa con này quá nhiều. Trong bụng Tham Cật Xà hình thành không gian độc lập đấy. Không gian độc lập, có ý tứ gì? Lý Vân Tiêu và Trần Thiến Vũ khó hiểu. Thủy Tiên nói. Chính là không gian độc lập. Nàng dùng tay vẽ vài cái, hai người vẫn khó hiểu. Khục khục, vẫn để ta nói đi. Viên Cao Hàn nói. Tham Cật Xà là hậu duệ chân linh thiên phú không gian, trong quá trình tu luyện con rắn này không ngừng ăn, giống như vĩnh viễn ăn không đủ no. Hình thể sẽ không ngừng biến lớn, đạt tới cực hạn nhất định thì vật chất tụ tập trong cơ thể, bắt đầu ngưng tụ thành một phiến không gian. Trần Thiến Vũ cả kinh nói. Thần kỳ như vậy, khó trách trong bụng con rắn này có người. Viên Cao Hàn nói. Không gian ngưng tụ ra có lớn có nhỏ, cấp độ sai lệch quá nhiều. Cũng không biết trong bụng Tham Cật Xà như thế nào. Lý Vân Tiêu và Trần Thiến Vũ vô cùng giật mình, nghĩ đến thế giới to lớn, đúng là không thiếu cái lạ. Rất lớn. Đột nhiên Thủy Tiên nói ra. Lớn chừng nửa thành trì, hơn nữa chứa được rất nhiều người. Cái gì? Ba người đều cả kinh, đôi mắt của nàng bắn ra kim quang nhàn nhạt, biết rõ nàng thi triển chân thực chi nhãn, lúc này xem thấu không gian bên trong. Lý Vân Tiêu càng khiếp sợ. Mình tu luyện diệu pháp linh mục tu luyện tới cực hạn có lẽ uy năng sánh bằng chân thực chi nhãn, nhưng giờ phút này còn xa mới bằng. Hắn mặc dù tu luyện không đủ, nhưng huyết mạch Thủy Tiên cũng không đủ a. Ngươi nhìn rõ bên trong. Lý Vân Tiêu thăm dò hỏi. Ân, mơ mơ hồ hồ, nhưng cơ bản có thể thấy rõ. Bên trong có một tiểu thành trì, rất nhiều người, có hơn 10 vạn người. Thủy Tiên nói ra. Cái gì, nhiều như vậy? Ba người đều là đã giật mình. Viên Cao Hàn lập tức kịp phản ứng, cả kinh nói. Thế ra lánh đời. Trần Thiến Vũ cũng là giật mình, nói. Đích thị là như thế. Thế ra lánh đời đúng là đủ lánh nha, giấu ở trong bụng rắn, không ai tìm được. Mặc dù Lý Vân Tiêu cũng giật mình, nhưng hắn giờ phút này càng quan tâm chuyện chân thực chi nhãn, nói. Linh mục của ngươi có phải tăng cường hơn nhiều không? Thủy Tiên gật đầu nói. Ân. Lần trước tại thành Hồng Nguyệt chảy quá nhiều máu, sau khi khôi phục lực lượng cũng tăng lên nhiều, con mắt cũng lợi hại hơn. Lý Vân Tiêu nghe xong, trầm ngâm một hồi thì hiểu rõ, hơn phân nửa là lực lượng của Pháp Hoa Liên Thai. Hừ, các ngươi là người phương nào? Trong bụng Tham Cật Xà có tiếng nói vang lên lần nữa, sau đó không gian gần thân rắn có vòng xoáy, có 8 vòng xoáy như vậy, trong mỗi vòng xoáy có một người đi ra, mỗi người đều cầm kiếm, thần thái lạnh như băng nhìn qua đám người. Lý Vân Tiêu lúc này nhìn qua, nói. Không gian hải thú nha, đúng là thần kỳ. 8 tên nam tử xuất hiện, lập tức cảnh giác nhìn qua liếc chiến hạm trên không trung. Một nam tử áo lam có tu vị cao hơn 7 người khác, hiển nhiên là đầu lĩnh, đột nhiên hắn kinh hô lên, thất thanh nói. Cái đó là, cửu giai chiến hạm. 7 người khác bị hù sợ, xem ra tuy lánh đời cực lâu, nhưng uy lực của cửu giai chiến hạm vẫn rất rõ ràng. Các ngươi là người phương nào, tới vùng biển này làm gì? Nam tử áo lam càng cảnh giác hơn trước. Tô Liên Y cũng bị kinh động, từ chiến hạm bay ra, ánh mắt kinh hỉ. Viên Cao Hàn nói. Vị bằng hữu kia không biết môn phái nào. Chúng ta đi tìm kiếm gì chỉ cực bắc tiểu băng thiên, không biết có biết hay không? Cái gì cực bắc tiểu băng thiên? Không biết. Nam tử áo lam quát mắng. Chúng ta là môn phái nào, đám người thế tục các ngươi không biết đâu. Nơi đây đã là lĩnh vực của Vô Tình Tông, thức thời nhanh cút đi, bằng không sẽ hối hận. Trần Thiến Vũ nhíu mày đến, trong mắt đầy giận dữ. Thần sắc Lý Vân Tiêu lạnh nhạt, hắn biết rõ những thế gia lánh đời rời xa đại lục từ lâu, căn bản không rõ tình huống bên ngoài, tất cả đều cho rằng lão tử là thiên hạ đệ nhất, hắn không phải mới gặp lần đầu tiên. Viên Cao Hàn cũng không tức giận, ôm quyền nói. Thì ra là cao nhân Vô Tình Tông, dám. Cái gì? Làm sao ngươi biết tông môn chúng ta? Nam tử áo lam cả kinh, vẻ mặt khiếp sợ. Mọi người. Thủy Tiên cũng kỳ quái nói. Đúng vậy, Cao Hàn đại nhân làm sao biết tông môn bọn chúng,
chẳng lẽ có sinh y qua lại sao? Mọi người, ta hiểu rồi. Nam tử áo lam nghiêm túc nói. Tuy Vô Tình Tông chúng ta ẩn độn nhiều năm, nhưng trên đại lục vẫn lưu lại uy danh hiển hách, làm cho các ngươi sợ hãi, đã đoán được rồi. Viên Cao Hàn im lặng, mặc kệ những chuyện loạn thất bát tao này, khách khí hỏi. Bằng hữu cũng biết nơi đây là tọa độ không gian trọng điệp không? Cái gì, ngươi đang tìm Thâm U Thủy Kính? Sắc mặt nam tử áo lam đột biến, tức giận. Lớn mật, Thâm U Thủy Kính há có thể để đám người các ngươi tự tiện đi vào. Lý Vân Tiêu không giận còn mừng, nói. Ha ha, xem ra quả nhiên không có tìm nhầm địa phương. Viên Cao Hàn cũng mỉm cười hiểu ý, nói. Ha ha, chỉ mong có thể có thu hoạch. Trần Thiến Vũ nói. Không bằng để ta bắt mấy tên ngu xuẩn này lại, bảo chúng dẫn đường. Viên Cao Hàn nói. Cẩn thận một chút. Hừ, cẩn thận dùng được sao? Đám tục nhân các ngươi dám đánh chủ ý lên chúng ta, xem ra phải cho các ngươi biết một chút lực lượng của chúng ta. Nam tử áo lam cười lạnh, chen ngang lời Viên Cao Hàn, kiếm quang trong tay sáng ngời. Viên Cao Hàn tiếp tục nói. Cẩn thận một chút, đừng giết bọn chúng, dù sao cũng là địa bàn của người ta, nên xem giúp người là điều tốt, tránh tổn thương hòa khí. Vâng. Trần Thiến Vũ lĩnh mệnh, bóng dáng biến mất, hắn lao thẳng về phía trước. Cái gì, dám khinh thường chúng ta, đáng chết. Nam tử áo lam giận dữ, giơ kiếm lên, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lực lượng to lớn đánh thẳng vào mặt. Tiếng chát thanh thúy vang lên, đầu óc của hắn mất đi chi giác, nhưng hắn vẫn cảm thấy mặt của mình sưng lên. Phanh, phanh, phốc, phốc, a, a. Vài tiếng bị tát vang vọng, còn có tiếng thổ huyết và kêu thảm thiết, sau đó liền an tĩnh lại, không có tiếng động nào cả. Nam tử áo lam quay đầu đi, chỉ cảm thấy bảy tên thủ hạ đã bị đánh hôn mê, đang nằm trên đại xà. Chi? Hắn hít khí lạnh, rốt cục hiểu đụng phải cao thủ, toàn thân run lên. Trần Thiến Vũ lạnh lùng nói. Miệng sưng thành như vậy, còn nói được chứ? Nam tử áo lam vội vàng vuốt miệng của mình, phát hiện miệng của mình đã sưng lên, hắn chỉ kêu vào tiếng ô ô như khóc, bắt đầu cảm giác được đau đớn kịch liệt. Trần Thiến Vũ lạnh giọng nói. Nếu không thể nói chuyện, vậy giết ngươi cho rồi. Kiếm khí bắn ra, một cảm giác tử vong bao phủ tâm thần tên nam tử áo lam. Có thể, có thể, có thể nói. Nam tử áo lam hoảng hốt, hắn dốc sức liều mạng kêu to lên, tuy âm tiết có chút biến dạng nhưng xem như nghe được. Trần Thiến Vũ cười nhạo nói. Đại nhân xin cứ hỏi, hắn trung thực. Ân. Viên Cao Hàn ứng tiếng nói. Thiến Vũ a, mọi thứ không thể bạo lực như vậy. Chúng ta nên dùng đức phục người, dùng lý phục chúng. Vâng. Vẻ mặt Trần Thiến Vũ thụ giáo. Viên Cao Hàn lúc này mới hỏi. Tọa độ không gian Thâm U Thủy Kính ở đâu? Nam tử áo lam miệng nói không rõ ràng. Không biết. Còn lắc đầu khoác tay. Ân, còn quật cường như vậy. Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Những tông môn lánh đời này đã thoái hóa tới mức không hiểu đạo lý, không hiểu lấy đức phục chúng là thế nào. Nên giảng đạo lý với chúng thôi. Thấy Trần Thiến Vũ lại muốn động thủ, nam tử áo lam sợ hãi nước mắt chảy ra, vội vàng khua tay nói. Ta thật sự là không biết, ô ô ô. Viên Cao Hàn ngăn cản Trần Thiến Vũ, kinh ngạc nói. Thâm U Thủy Kính là chuyện gì? Nam tử áo lam nói quanh co nói. Đó là nơi lưu đày của bổn môn, đó là nơi ném đệ tử phạm sai lầm trọng đại vào. Một khi đi vào sẽ không ra được. Lý Vân Tiêu nói, nơi lưu đày, ít nhất là biết rõ nên đi vào thế nào, là thời điểm hai không gian tiếp giáp nhau sao? Vì cái gì đi vào được ra không được? Nam tử áo lam sờ sờ miệng, cầm máu, nói. Vô tình chung của bổn môn có thể đưa người ta trực tiếp đi vào Thâm U Thủy Kính, nhưng mà không cách nào mang trở về. Hai không gian đúng là sẽ giao nhau, lực lượng bị hạn chế, nắm giữ lực lượng quy tắc ngũ giai sẽ không cách nào xuyên qua bình chướng. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu được, giống như Tu Di Sơn lúc trước, áp chế lực lượng kẻ xuyên qua. Viên Cao Hàn nhìn sang, nói. Vân Thiếu, nếu chúng ta đi vào, có vài phần nắm chắc có thể đi ra. Lý Vân Tiêu nói. Không có thử qua nói không chính xác, nhưng chúng ta có thể ra được. Viên Cao Hàn nói. Ân, mặc dù khó khăn cũng phải đi vào, vị bằng hữu kia dẫn đường đi, chúng ta muốn mượn vô tình chung của các ngươi dùng một lát. Cái gì, cái này?
Nam tử áo lam sửng sốt, chưa bao giờ gặp qua tình huống thế này, hắn không rõ nên xử lý như thế nào. Trần Thiến Vũ quát, còn không mau dẫn đường, lại muốn bổn tọa giảng đạo lý với các ngươi hay sao? Nam tử áo lam giật mình, nghĩ tới đám thủ hạ giả chết, hắn dẫn đường cùng lắm là bị trách phạt, bị phạt tương đối nhẹ mà thôi, vì vậy hắn đặt tay lên miệng huýt sáo. Tham Cật Xà lập tức đong đưa thân thể, hoa văn trên người sáng lên. Đám người Lý Vân Tiêu cảm giác không gian đang vặn vẹo, giống như có lực lượng kỳ lạ đang lưu động quanh thân thể, sau đó cảnh tượng trước mặt biến đổi, hoàn toàn biến hóa, lúc này bọn họ giang ở trên phong hỏa đài to lớn, dưới chân là trận pháp không gian. Viên Cao Hàn nhìn trận pháp vài lần, nói. Trận pháp này có tác dụng kết nối với không gian trong bụng Tham Cật Xà, mà phong hỏa đài này có tác dụng canh phòng kẻ xâm lấn từ bên ngoài vào. Phong hỏa đài cao trăm trượng. Nhìn xuống phía dưới sẽ thấy nhiều kiến trúc lẻ tẻ, mặc dù hoàn toàn khác với phong cách hiện tại, nhưng đúng là có tòa thành thị cỡ chung. Lý Vân Tiêu nói, vô tình chung đặt ở nơi nào? Nam tử áo lam sững sờ, dường như không thể tin nổi, kinh ngạc nói. Các ngươi thật sự muốn đoạt vô tình chung sao? Lý Vân Tiêu ha ha cười nói. Không phải đoạt, là mượn. Nam tử áo lam lắc đầu nói. Đó là bảo vật trấn phái. Tông môn nhất định sẽ không cho mượn. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Yên tâm, chúng ta sẽ giảng đạo lý, diễn giải đạo đức, tông chủ chắc chắn cho mượn. Nam tử áo lam. Đột nhiên Viên Cao Hàn nói ra. Toàn bộ không gian này là của người vô tình tông các ngươi sao? Nam tử áo lam lắc đầu nói. Còn có vô tướng tông và quy gia, ba phe tạo thế chân vạc, nhưng mà thế lực vô tình tông chúng ta lớn nhất. Phong hỏa đài kết nối với bên ngoài này do vô tình tông khống chế, hai nhà khác muốn ra vào phải được sự đồng ý của chúng ta. Trên mặt hắn mang theo vẻ đắc ý, nói. Trong tông môn lánh đời, thực lực vô tình tông chúng ta có thể đứng ở top 10 đấy. Các tông phái top 10 là môn phái nào? Lý Vân Tiêu thoáng một phát đến hứng thú. Nam tử áo lam lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chức trách của ta chỉ là thủ hộ cửa ra vào. Các thế gia tông môn lánh đời khác cũng như chúng ta, đều có nơi ẩn thân của mình, rất nhiều căn bản không thể gọi tên, lần trước ta chỉ nghe trưởng lão trong tông nói. Lý Vân Tiêu im lặng, khua tay nói. Tính toán, dẫn đường đi, đi tìm vô tình chung. Mau dẫn đường. Nam tử áo lam trợn mắt há hốc mồm, nếu dẫn đường thì hắn sẽ bị xử theo tội phản đồ, hắn chỉ kiến trúc cao lớn ở xa, nói. Nơi lớn nhất là tông môn, trên đỉnh là gác chuông. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn, quả nhiên là có gác chuông, nó bị trận pháp cấm bảo vệ, nhưng linh mục của hắn nhìn rõ đây chính là huyền khí. Tốt, chúng ta đi. Lý Vân Tiêu tập trung mục tiêu, đám người hóa thành hào quang nhanh chóng lao thẳng tới mục tiêu. Nam tử áo lam nhìn bọn họ bay đi, lập tức lấy một khối lệnh bài ra cầm trong tay, đánh vài đạo ấn quyết. Lúc này một đám ánh sáng màu lam bao phủ cả tòa thành. Ầm ầm. Tiếng nổ chấn động cả không gian. Không tốt, có kẻ thù bên ngoài. Trong thành có tiếng kinh hô vang lên liên tiếp, chỉ trong nháy mắt có vài chục đạo hào quang phóng lên cao, hơn nữa không ngừng gia tăng. Mà mẹ nó, bị tính kế. Trần Thiến Vũ kinh sợ kêu lên, nói. Sớm biết không bằng quay lại giết hắn cho rồi. Lý Vân Tiêu nói. Đừng, nhanh chóng mang theo vô tình chung rồi rời đi. Lúc này có vài trăm người từ bốn phương tám hướng bay tới, tốc độ mặc dù không nhanh nhưng cũng không chậm. Lý Vân Tiêu dừng lại, hít sâu một hơi, linh khí chung quanh tiến vào trong bụng của hắn, một đạo uy áp cuồng dã bộc phát, đám người Viên Cao Hàn kinh hãi không nhẹ. Ô ô, hắn vừa kêu to vài tiếng, hắn sắp hóa thành thanh long, uy áp chấn động tứ phương. Ầm ầm, cả thành trì không ngừng run lên kịch liệt, mấy trăm thân ảnh rơi xuống không ít. Kế tiếp sóng âm quét qua thổi đám người này ra xa. Trong nước biển, thân thể Tham Cật Xà không ngừng run lên dữ dội, nó quấy nước biển long trời lỡ đất. Lý Vân Tiêu vừa giống lên đã bay về phía gác chuông, người bốn phía bị chấn động làm thất điên bát đảo, trong khoảng khoắc không thể đuổi theo. Đang, gờ. Đột nhiên một tiếng chuông thanh thúy vang lên, tiếng chuông này truyền ra xa cả ngàn dặm. Đột nhiên thân ảnh bọn họ dừng lại, lực lượng không gian cường đại quét qua. Không gian chung quanh không ngừng biến mất. Truyền tống biến mất vô tung. Nhưng mà thực lực mấy người này cường hoành, bọn họ không ngừng bấm niệm pháp quyết, sóng âm không ngừng nhộn nhạo, không ngừng vặn vẹo không gian,
nhưng mà không thể quét bay bọn họ ra xa. Đùng! Trong gác chuông có tiếng nổ tung vang lên, sau đó một đạo hào quang trùng thiên bay lên cao cao. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, hào quang đó là hình ảnh một cái chuông, trên cái chuông có một bóng dáng đang đứng. Đó là... Hắn cả kinh, ấn quyết không ngừng biến hóa, lập tức hóa thành lôi đình xông thẳng tới. Chỉ thấy gác chuông lúc này đang rối loạn, tất cả mọi thứ chung quanh tan thành cho bụi, một nam tử mặc hoa phục kinh ngạc đứng ở đó, ngực bị đánh xuyên qua, máu tươi không ngừng bắn tung tóe, hiển nhiên vừa chết không lâu. Trên bầu trời có một thân ảnh này đạp chuông bay đi. Ân, người nọ cũng sững sờ, ngoái đầu nhìn xuống dưới, trong mắt mang theo tinh quang, nghĩ thầm. Đó là... Vân Thiếu, thế nào? Đám người Viên Cao Hàn không ngừng xông tới, nhìn qua đống bừa bộn trước mặt thì hỏi một câu. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Bị người ta đoạt trước rồi, đuổi theo. Hắn thuấn di ra ngoài, nhanh chóng bay lên vạn mét không trung, sau đó hắn hóa thành lôi đình đuổi theo thân ảnh kia. Đám người Viên Cao Hàn kinh hãi, vào lúc này người Vô Tình Tông lập tức xông qua, vây chật như nêm cối. Bốn người biến sắc, thầm nghĩ không tốt. Tông chủ đại nhân. Vài lão giả bi thương hô to, lập tức bay thẳng tới nam tử đã chết kia. Tông chủ đại nhân a. Bốn phía không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bốn người Viên Cao Hàn lập tức cảm nhận được sát khí đậm đặc, sát khí ngưng tụ thành thực chất bao phủ đám người, không ngừng ngăn chặn bọn họ bỏ chạy. Các ngươi là kẻ nào? Có thù oán gì với Vô Tình Tông chúng ta? Một lão giả toàn thân run rẩy. Hắn vẫn áp chế bi thương, cắn răng quát lên. Viên Cao Hàn giải thích. Chúng ta lúc tới đây thì tông chủ Quý Tông đã chết, một đống bạn của ta đã đuổi theo hung thủ rồi. Lão giả kia cười lạnh nói. Ha ha, ngươi xem người Vô Tình Tông chúng ta là đồ ngu sao. Vừa tới đã chết. Ánh mắt của hắn nhìn qua thi thể nam nhân mặc hoa phục, lạnh lùng nói. Miệng vết thương vừa mới co rút lại, hiển nhiên là các ngươi mới giết hắn. Người Vô Tình Tông chung quanh vô cùng căm phẫn, sát khí càng ngày càng nặng, giống như núi áp tới, những tiếng quát giết bọn họ báo thù không ngừng vang lên, hào khí cực kỳ ngưng trọng. Viên Cao Hàn không chút hoang mang, nói. Đúng, cho nên đồng bạn của ta mới đuổi theo hung thủ. Các ngươi nghĩ lại đi, dùng thực lực của tông chủ các ngươi, chúng ta làm sao có thể đắc thủ trong chốc lát, các ngươi đánh giá chúng ta quá cao rồi. Cái này, nói cũng đúng. Không chỉ có lão giả sửng sốt, tất cả mọi người đều cả kinh, bọn họ cực kỳ có lòng tin vào thực lực của tông chủ. Muốn nói bị người ta thuấn sát, đánh chết bọn họ cũng không tin.